chương 1978, của thực là binh đoàn thổ phỉ. Việc này, không giữ nguyên phương án ban đầu thì không ổn. Lúc trước việc này là tôi chính miệng trịnh trọng hứa hẹn với Hưng Thiên và Tiền Đào Quốc. Huống chi, việc quốc lộ Ngũ Long Sơn là chuyện được thông qua ở hội nghị bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy. Diệp Phàm tôi không cần mặt mũi, nhưng cũng không thể không quan tâm gì tới quyết định của bộ máy hội nghị thường vụ thành ủy. Mà Y Cao Vân và Thái Phi phỏng chừng đều đang nhìn thấy tất cả chuyện này. Cho nên, sau khi tôi đi họ mới gây ra phiền phức thế. Trên thực tế đều đang chờ tôi sau khi trở về sẽ lại đàn áp. Về sau khiến cho Chủ tịch Trúc không vui, làm một kế ly gián. Cho nên, tìm một kế sách vẹn cả đôi đường mới là kế sách lâu dài. Diệp Phàm cũng cau mày nói. Vẹn cả đôi đường, căn bản là không thể, trừ phi có thể cởi bỏ bế tắc trong lòng hai người Tằng Cương và Trần Dũng. Tôi nghĩ, hai người đã kết oán mấy chục năm rồi, muốn cởi bỏ, trừ phi nhật nguyệt đảo ngược. Bằng không, về mặt này, tôi thấy không cần phải lãng phí thời gian, tôi đã tận lực làm từ lâu rồi. Lam Tồn Quân khuyên Diệp Phàm. Đại trưởng phu có việc nên, có việc không nên làm, phải nắm chắc thời cơ. Chúng ta cũng không phải không cần thể diện, cũng không phải biểu hiện của sự yếu đuối, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lực lượng của chúng ta quá nhỏ. Nếu thực sự chấp hành phương án của Hưng Thiên, phỏng chừng, Diệp Ca, đại lộ của anh, ít nhất là ở tỉnh Tây Lâm này, đã đi đến tận cùng rồi. Còn việc tư lệnh thúc giục gấp, tư lệnh Tiền Đào Quốc đang rất trông mong. Còn Chủ tịch Trúc thì cũng đang theo dõi sát sao, việc này, thật đúng là phải nghĩ nát óc. Diệp Phàm không kìm nổi mắng, hắn nhìn Lam Tồn Quân liếc mắt một cái, thở dài, lại nói. Tồn Quân, lần này đáng lẽ có một cơ hội, thật đáng tiếc. Cơ hội gì? Sau khi Lam Tồn Quân hơi sửng sốt liền lập tức tỉnh ngộ, nói. Có phải chức Chủ tịch thành phố Đông Cống không? Cái này, nói thật không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Chỉ có điều, tôi biết, chuyện này là không thể. Chuyện bên nhà máy đường còn chưa làm tốt, lại vừa mới đề bạt. Chẳng có chút đóng góp nào, cho nên, tôi thật ra chẳng màng gì. Chỉ có điều, nếu Y Cao Vân thăng chức, thì đúng là phiền toái thật. Ừ, thời gian của anh đúng là quá ngắn. Sắp xếp thế nào cũng không tới phiên anh. Nếu được 2 năm thì tốt rồi, nhưng thật ra có thể dốc toàn lực tranh thủ một trận. Hơn nữa, dựa vào gia thế của anh, hoàn toàn có thể đánh bại Y Cao Vân. Diệp Phàm nói. Không nhất định, theo như dự đoán của Diệp Ca, chuyện lần này, phỏng chừng là do Bí Thư Phó và Chủ tịch Trúc tặng cho Tăng Cửu Thiên giải thưởng an ủi. Dù sao ông ấy cũng là Phó Bí Thư Quản lý Nhân sự, nhân vật số 3 của tỉnh ủy, không nể mặt một chút, người ta dĩ nhiên gây rối. Hơn nữa, lần trước phỏng chừng việc Diệp Ca anh có thể ngồi trên ngai vàng, quyền bí thư, đã khiến cho người ủng hộ của Y Cao Vân, Tăng Cửu Thiên này giận dữ. Cho nên, Y Cao Vân thượng vị, phỏng chừng, tình thế bắt buộc. Anh và tôi, không thể ngăn cản. Lam Tồn Quân lắc lắc đầu, cảm giác có chút bất lực. Trên đời này không có chuyện gì là không làm được. Đứng từ góc độ của Phó Quốc Vân và Tăng Cửu Thiên mà xét, chúng ta không có khả năng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu có người thích hợp hơn Y Cao Vân, có phải không, ha ha. Diệp Lão Đại thản nhiên cười cười. Diệp Lão Đại muốn nói tìm một người có thế lực lớn hơn Y Cao Vân, có khả năng khiến Phó Quốc Vân vừa lòng, người mà Tăng Cửu Thiên kiêng nể ra mặt mới được. Lam Tồn Quân cũng nháy nháy mắt hỏi. Thông minh. Diệp Phàm cười ha ha. Cầm lấy một chén canh uống một hơi hết sạch. Tuy nhiên, biết chọn người như vậy ở đâu? Bên đó anh có quen ai không? Hơn nữa, đồng chí đó phải chịu đến Đông Cống, gia thế cũng tạm tạm, có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta. Để tôi nghĩ xem. Lam Tồn Quân hạ bát đũa xuống. Không lâu sau lại nói. Người này, đúng là rất khó chọn, chẳng những gia thế phải rất cao, phải khiến cho Phó Quốc Vân vừa lòng, khiến cho Tăng Cửu Thiên kiêng nể. Hơn nữa, người này, quan trọng nhất một điểm chính là, anh ta phải nghe lời Diệp Ca mới được. Trong số những người tôi biết, người phù hợp điều kiện này rất ít. Trong kinh thành, con cháu quyền quý không ít, nhưng có thể đạt được điều kiện này của chúng ta thì lại không nhiều lắm. Có vài người có thể đạt được, nhưng người ta lại không nhìn đến cái xó Đông Cống của chúng ta. Người có thể nhìn đến thì năng lực lại không đủ, người như vậy dùng làm gì, đến lúc đó lại sôi hỏng bỏng không? Mà những đồng chí có năng lực thì lại hơi kiêu ngạo. Anh ta chưa chắc nghe lời anh nói. Ừ, thật sự rất khó tìm.
Diệp Phàm gật gật đầu. Tuy nhiên, chúng ta hai tay chuẩn bị, thật sự tìm không thấy người, cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị để vật tay với Y Cao Vân. Chỉ có điều, kế hoạch đông cống của chúng ta gặp phải lực cản quá lớn. Lão bí thư Vi Lý Quốc đi rồi, phỏng chừng, nỗi hận của Y Cao Vân với ông ta cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Liên hướng về phía Vi Lý Quốc, Y Cao Vân tuyệt đối không thể để cho việc xây dựng trung tâm thành phố diễn ra thoải mái như vậy. Không hoàn thành di nguyện của lão bí thư, lòng tôi không yên. Buổi chiều vừa tới phòng làm việc, tư lệnh quân phân khu thành phố, Tiền Đào Quốc mang theo một túi công văn vội vàng bước vào. Bí thư Diệp, không thể tiếp tục để họ làm bừa như vậy. Rõ ràng quy hoạch 16 mét, hình thức ban đầu hiện tại rộng 8 mét. Hơn nữa, con đường từ Ngũ Long Sơn tới Cửu Vân Lĩnh cũng chưa quy hoạch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hơn 1.000 quan binh của đoàn phòng ngự làm sao bây giờ? Bọn họ vì nước vì dân chịu khổ ở biên giới, chẳng lẽ nên nhận được đãi ngộ như vậy? Tiền Đào Quốc giận đỏ mắt. Ngồi đi Tiền tư lệnh. Việc này, tôi đang nghĩ cách. Diệp Phàm nhìn Tiền Đào Quốc liếc mắt một cái, nói. Bí thư Diệp, tôi ngồi không yên. Hơn 1.000 quan binh đoàn phòng ngự cũng ngồi không yên. Đoàn trưởng Long Nhất Phong cũng là một người nóng tính. Đến lúc đó, tôi thực sự lo ông ta đem người làm ầm ĩ lên thì sẽ phiền toái. Đám binh lính này tính tình đều nóng nảy. Lần trước Long Nhất Phong đã từng nói muốn mang người tới công trường xây dựng. Vẫn là bị tôi sống chết ngăn lại. Tôi lo lắng, lúc không chế áp được, thực sự xảy ra chuyện thì làm sao? Tiền Đào Quốc giống lên lo lắng nói. Ha ha, đồng chí Lão Tiền, quân đội các anh phải hỗ trợ địa phương xây dựng quốc lộ. Việc này, ha ha, không có lý do để phản đối chứ. Đây là một chuyện tốt. Diệp Lão Đại đột nhiên cười quỷ dị, trong lòng chợt nghĩ ra một ý. Nếu đoàn trưởng Long Nhất Phong muốn gây chuyện ầm ĩ thì để cho ông ta ra mặt gây chuyện. Đến lúc đó, việc này nếu thực sự ầm ĩ đến tỉnh, vậy sẽ khiến cho Phó Quốc Vân bắt buộc phải mở hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Mà loại sự việc nghiêm trọng như này phát sinh, Phó Quốc Vân nhất định phải tỏ thái độ. Đến lúc đó, chính là xem Chủ tịch Trúc và Tăng Cửu Thiên năng lực thế nào. Đúng là có thể như vậy. Lại chẳng cần mình phải doa mặt làm cái khỉ gì. Nhiều nhất là đến mức phải nhận trách nhiệm quản lý không tốt. Ít nhất, không phải làm nhân bánh bích quy kẹp giữa Chủ tịch Trúc và Quy Hưng Thiên. Đương nhiên, Long Nhất Phong kia là một đại tướng tiên phong mà thôi. Người đứng phía sau đích thực chắc chắn là Tiền Đào Quốc và Quy Hưng Thiên. Phải đọ sức thì sẽ để họ tự đi đọ sức. Thật là nếu chuyện ầm ĩ lên thì Bí thư Diệp không lo lắng. Chuyện này, cũng là chuyện khá nghiêm trọng đấy. Tiền Đào Quốc thật sự không nghĩ tới tình huống này, hơi sửng sốt, vội vàng nói. Gây rối đương nhiên không được, tuy nhiên, các anh cũng không phải là gây rối mà. Mà là bỏ người bỏ xe bỏ sức ra giúp địa phương xây dựng quốc lộ. Quân đội tự nguyện tương trợ chúng tôi còn gì. Mặc dù lãnh đạo cấp trên biết, cái này, chỉ có thể khích lệ các anh quân dân một lòng, vì dân phục vụ thôi. Cái này, có gì sai đâu, đúng không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đi đây. Sau khi Tiền Đào Quốc lại quay mòng mòng ngơ người ra, hẳn là đã hiểu, đưa túi công văn cho Diệp Phàm, chạy lấy người. Có một số việc, không lớn không ai quản, nên lớn thì phải lớn. Bằng không, lãnh đạo không nhìn thấy. Nhìn bóng dáng Tiền Đào Quốc biến mất ở lối đi nhỏ, Diệp Lão Đại thì thào tự nói một câu. Tốc độ của Tiền Đào Quốc rất nhanh. Hai tiếng sau, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố phụ trách cảnh khu Ngũ Long Sơn. Quách Tắc Quân nhớn nhác đập cửa Diệp Phàm. Sao thế đồng chí Tắc Quân, ngồi đi. Tôi đang định tìm anh hỏi vài chuyện hai tháng gần đây của thành phố. Sợ anh bận ở công trường nên để hôm khác. Sao, thời gian này tổng chỉ huy như anh đã bận đến hỏng người rồi hả? Diệp Lão Đại đương nhiên trong lòng biết rõ, vẻ mặt rất thân thiết liếc nhìn Quách Tắc Quân một cái, hỏi. Bí thư Diệp, tạm thời tôi không có thời gian nói chuyện khác, chính là bên Ngũ Long Sơn gặp phiền toái lớn. Xảy ra chuyện lớn. Quách Tắc Quân lau một chút mồ hôi trên trán, trên tay đều là mồ hôi. Cái anh chàng này, gấp đến độ chẳng dùng cả khăn tay. Xảy ra chuyện lớn gì? Sao lại thế được? Diệp Lão Đại mặt chợt nghiêm túc, hỏi. Quân phân khu thành phố phái tới mấy trăm người, nói là phải giúp đỡ chúng ta xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn. Bọn họ toàn sằng bậy, chẳng những không xây đường theo quy hoạch, hơn nữa. Còn đẩy đội công trình của chúng ta sang một bên, tự mình cho nổ pháo, đẩy đám đào hầm. Cứ thế này, nguy mất,
toàn bộ lộn xộn, quả thực đúng là đám thổ phỉ. Quách Tắc Quân tức giận nói. Đồng chí Tắc Quân, anh đang nói cái gì vậy, cơm không thể ăn lung tung, lời không thể nói bừa. Binh sĩ con em nhân dân sao lại thành thổ phỉ? Anh ấy à, phải chú ý chút. Lời này của anh, nếu đến tai lãnh đạo nào của quân đội, canh có nghĩ tính nghiêm trọng của nó không? Anh dù sao cũng là phó chủ tịch thường trực thành phố, mỗi tiếng nói, mỗi cử động, đại biểu cho hình tượng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cảnh khu Ngũ Long Sơn lại là công trình trọng điểm mà thành phố định ra. Anh lại là tổng chỉ huy, nói chuyện, nhất định phải càng thận trọng hơn. Bằng không, gây ra chuyện gì, phiền toái tới thành phố, chính anh càng phiền toái hơn, đúng không? Diệp lão đại nghiêm mặt, hừ giọng, nói. Rất xin lỗi, nhất thời lỡ miệng, lỡ miệng. Tuy nhiên, bọn họ thực sự quá đáng, thậm chí là quá ngông cuồng, căn bản là tới quấy rối. Cứ như vậy có nên tiếp tục làm quốc lộ Ngũ Long Sơn không? Còn muốn bộ chỉ huy Ủy ban Nhân dân tiếp tục chỉ huy hay không? Tổng chỉ huy như tôi, thành đồ trang trí. Quách Tắc Quân vội vàng tỏ vẻ hối lỗi, về sau vẫn nói. Ừ, là một vấn đề lớn. Như vậy đi, về vấn đề anh đưa ra, tôi thấy phải lập tức thông báo mở hội nghị thường vụ khẩn cấp. Việc này, không nhỏ, để anh nói toàn bộ tình hình với các thành viên của bộ máy một chút, do tập thể mọi người quyết định. Diệp Phàm tiện thế nói, truyền mệnh lệnh cho thư ký Đông Thanh. Nửa tiếng sau, các ủy viên thường vụ đều đã tới. Bởi vì, đây là hội nghị thường vụ đầu tiên mà Diệp Phàm triệu tập từ sau khi trở về. Các ủy viên đều nghĩ Diệp Phàm có chỉ thị gì mới. Cho nên, toàn bộ bộ hạ đều đến đông đủ. Hội nghị lần này là do đồng chí Tắc Quân triệu tập. Như vậy, đều đến cả rồi, vậy họp thôi. Diệp Phàm nhìn mọi người liếc mắt một cái, ra hiệu Quách Tắc Quân nói. Đồng chí Tắc Quân, đồng chí nói toàn bộ sự việc đã phát sinh cho mọi người nghe. Chương 1979, mềm mỏng cũng là một sách lược. 3 giờ chiều, đội công nhân của nhà thầu xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn chính thức tiến hành làm việc. Đúng lúc này, đột nhiên có hơn 100 quân lính tiến vào, do đoàn trưởng Long Nhất Phong dẫn đầu. Những người này phải hỗ trợ xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn. Quách Tắc Quân vẻ mặt giận dữ nói chuyện vừa xảy ra. Mẹ kiếp, đoàn trưởng Long dẫn nhóm lính thân binh doanh đến Ngũ Long Sơn hỗ trợ xây dựng đường, việc này có gì là sai? Hơn nữa, phân quân khu công thân binh doanh hỗ trợ xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn đã được quyết định từ 2 tháng trước trong hội nghị thường vụ. Các anh không thấy, trong việc xây dựng thành phố Đông Cống, quân khu tỉnh cũng có 2 binh đoàn đến ủng hộ sao? Một khi họ xong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng sẽ chuyển qua Ngũ Long Sơn. Nói không khách khí, nếu có người dám nói về quân đội như thế, có lẽ làm cho bọn họ nóng nảy không thể cứu vãn được. Đến lúc đó, xem anh xử lý như thế nào. Tiền Đào Quốc lập tức đứng lên, rất phẫn nộ phản bác lại Quách Tắc Quân. Nếu các anh tới hỗ trợ xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn, chuyện đó trước đây cũng phải thông báo cho chúng tôi có phải không? Hơn nữa Quách Tắc Quân tôi còn là chỉ huy khu vực doanh trại gần Ngũ Long Sơn. Mà quốc lộ Ngũ Long Sơn cũng cùng với xây dựng doanh trại. Nói tóm lại, mặc dù các anh không thông báo cho chúng tôi, nhưng sau khi đến hiện trường cũng phải thống nhất nghe theo sẽ điều hành của nhân viên ở hiện trường có phải không? Các anh chẳng những không nghe, hơn nữa còn đuổi những công nhân của nhà thầu là tập đoàn Vinh Quang. Nói là bọn họ làm vướng chân vướng tay, các anh làm như vậy hoàn toàn là quấy rối. Quách Tắc Quân vừa nói đến đây, Tiền Đào Quốc lạnh lùng ngắt lời anh ta. Quấy rối, Chủ tịch Quách, anh phải chịu trách nhiệm về những lời anh nói hôm nay. Như thế nào gọi là quấy rối? Anh đưa ra ví dụ cụ thể xem, bộ đội của nhân dân quấy rối như thế nào? Nếu không, Tiền Đào Quốc tôi sẽ làm ầm ĩ đến tỉnh ủy. Vừa rồi Chủ tịch Quách không phải đã nói rồi sao? Công ty nhận thầu công trình này hẳn là công ty chính đúng không? Việc này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đấu thầu đúng trình tự. Nếu các anh muốn hỗ trợ phải nghe họ. Trong việc này là lẫn lộn đầu đuôi. Tư lệnh Tiền, anh nên quản lý quân cho tốt. Nếu không, xảy ra việc gì lớn, ảnh hưởng đến việc xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn. Tôi nghĩ, Bí thư Diệp cũng không muốn thấy tình trạng hỗn loạn này. Huống chi, anh cũng là một trong những ủy viên thường vụ. Có trách nhiệm gì anh hiểu rõ nhất? Lúc này, Phó Bí thư phụ trách Ủy ban Kỷ luật Thái Phi lạnh lùng hừ nói. Tất nhiên là giúp đỡ Quách Tắc Quân. Đúng, vấn đề là thế.
làm việc trước tiên phải do con người. Sau đó thống nhất chỉ huy là không thể không có. Người ta nói, không có quy củ không phải là phương viên. Không có chỉ huy thống nhất thì thành lộn xộn hết. Lúc này Y Cao Vân thản nhiên hừ một tiếng, ám chỉ Tiền Đào Quốc không hiểu quy củ. Lẫn lộn đầu đuôi, ha ha, tôi cũng muốn nói vài câu. Lúc này trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lý Tinh Tinh cười nói. Quyết định của thành ủy trong hội nghị thường vụ mọi người đều rõ ràng. Bởi vì trong quyết định xây dựng quốc lộ Ngũ Long Sơn tất cả các ủy viên thường vụ ngồi đó đều ký tên. Lúc trước hình như quyết định con đường này phải từ tòa nhà thành ủy đến nơi đóng quân quả đoàn phòng ngự ở Cửu Vân Lĩnh. Hơn nữa, rộng chừng 16 mét, tôi xin hỏi một chút, ai cho Chủ tịch Quách có thể sửa lại quyết định của hội nghị thường vụ? Thế này là thế nào? Tôi không muốn bình luận, tin rằng, tất cả mọi người đều biết. Lý Tinh Tinh nói xong không nói thêm gì nữa. Có chuyện này sao? Diệp Phàm ra vẻ vừa nghe thấy chuyện này, nhìn Quách Tắc Quân một cái hỏi. Đương nhiên có chuyện này. Lúc trước quân dân hỗ trợ xây dựng đường là do bí thư Diệp chủ trì công tác của thành ủy quyết định. Chiều rộng 16 mét là chắc chắn. Nếu không, có thể xem lại biên bản hội nghị hôm đó một chút. Mà Quách Tắc Quân không hiểu sao đổi 16 mét thành 8 mét không nói gì. Ngoài ra, lúc trước thành ủy cũng đã đồng ý với bên quân đội. Đó là con đường 16 mét quân dân kết hợp xây dựng này ban đầu là do quân đội phụ trách. Nói cách khác, trước tiên là do quân đội khai phá ra một con đường 16 mét. Sau đó giải đá, nhựa đường do bên chính quyền phụ trách. Lúc trước có phải như vậy không, chắc bí thư Diệp còn nhớ rõ. Tôi không hiểu được đồng chí quân có chuyện gì xảy ra, đấu thầu là chuyện của anh. Nhưng dù sao cũng phải tuân theo quyết định của hội nghị thường vụ thành ủy có đúng không? Còn nói quân đội lộn xộn, quân đội đang chấp hành quyết định của hội nghị thường vụ. Rốt cuộc là ai lộn xộn, là ai làm trái quyết định của hội nghị thường vụ trước tiên? Tôi nghĩ, tất cả những người ngồi đây đều biết, không phải tôi lắm mồm. Tiền Đào Quốc hỏi, anh nói đúng, lúc trước đúng là đã quyết định như vậy, tôi nhớ rất rõ ràng. Bởi vì lúc đó tư lệnh quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên xem xét đến tình hình kinh tế của phân quân khu thành phố Đông Cống nên đưa ra yêu cầu này. Mà trung đoàn phòng vụ cũng đóng quân ở thành phố Đông Cống chúng ta, cũng nên có cống hiến cho thành phố Đông Cống. Tất cả việc đó đã đưa ra quyết định này. Cho nên, Ủy ban Nhân dân thành phố mới cùng quân đội bỏ vốn hợp tác xây dựng. Tuy nhiên, kinh tế thành phố Đông Cống cũng có hạn. Cho nên, cuối cùng tư lệnh Quy xem xét đến điểm này mới nhận phụ trách việc bắt đầu mở đường tốn kém. Tôi thật sự không hiểu, đồng chí Tắc Quân, tôi vừa đi chưa được 2 tháng. Sao quốc lộ này lại sửa lại hoàn toàn như thế? Là ai cho anh quyền làm như vậy? Hôm nay, anh phải giải thích rõ cho tôi. Nói cách khác, tôi sẽ đem vấn đề của anh ra cuộc họp đảng ủy thảo luận một chút. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Quách Tắc Quân nói. Tất nhiên là gõ người này. Hóa ra trong khoảng thời gian này theo Thái Phi lăn lộn thái quá, căn bản là không coi một quyền bí thư như hắn ra gì, cho nên, không gõ không được. Việc này... Lúc đó cũng là xem xét đến vấn đề tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Không có cách nào, không có tiền muốn làm gì cũng không được. Lúc trước Cục Tài chính thành phố chỉ rút ra 50 triệu để khởi động. Không cần nói đến việc xây dựng khu du lịch Ngũ Long Sơn, mà giải một con đường cũng đã hết. Các công trình khác lại không thể dừng lại, ví dụ như xây dựng đình miếu, duy tu các công trình cổ, cho nên, không có cách nào cả. Hơn nữa, việc này... Lúc đó đã được thảo luận thông qua trong hội nghị thường vụ. Cũng không phải Quách Tắc Quân tôi vô tổ chức vô kỷ luật. Quách Tắc Quân vẻ mặt khó chịu nói. Tuy nhiên, hắn phát hiện Thái Phi và Y Cao Vân không hề lên tiếng, nên tức giận, nói rõ ra. Hội nghị thường vụ thành ủy thông qua, đồng chí Cao Vân, có chuyện này không? Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Y Cao Vân hỏi. Đúng là có chuyện như vậy, lúc trước khi anh đi hỗ trợ ủy ban kỷ luật phá án. Tỉnh ủy đã có chỉ thị cho tôi tạm thời chủ trì công tác của thành ủy. Là do phó trưởng ban Tằng Khải Minh thông báo xuống. Y Cao Vân nói. Việc này tôi biết, anh nói xem tại sao hội nghị thường vụ thành ủy lại thảo luận thông qua thay đổi phương án xây dựng Ngũ Long Sơn. Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, phương án thành ủy đã quyết định chẳng lẽ không thể thay đổi sao? Nếu thực tế chứng minh phương án này không ổn thì hội nghị thường vụ thành ủy cũng cần thay đổi đúng không? Điều này không phải cũng hợp lý sao? Có sai thì sửa,
không sai thì tiếp tục nỗ lực. Việc này tin rằng tất cả các đồng chí ngồi ở đây đều đã trải qua. Ngay cả những công trình xây dựng lớn cũng không ngừng thay đổi phương án chứ đừng nói đến công trình nhỏ như Ngũ Long Sơn của chúng ta. Y Cao Vân giọng khá sắc bén, rất có tư thế cùng Diệp Phàm trên võ đài. Phó Bí Thư Y, quốc lộ Ngũ Long Sơn ban đầu thiết kế rộng 16 mét, sao hiện giờ lại còn 8 mét? Chắc chắn sẽ xảy ra một loạt các vấn đề, ví dụ như an toàn xe cẩu, còn có người đi bộ lên núi hai bên đường. Nếu có nhiều xe đi lại không cẩn thận bị thương cũng không an toàn. Huống chi, lúc trước con đường này là con đường quân dân cùng kết hợp xây dựng. Thể hiện thái độ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đông Cống với quân đội. Chẳng lẽ, công trình quân dân kết hợp xây dựng lại sai lầm mà anh phải thay đổi? Tôi không hiểu, mới Phó Bí Thư Y chỉ ra sai lầm chỗ nào. Tiền Đào Quốc lạnh lùng hừ nói. Ngay cả từ phó mà Tiền Đào Quốc nói cũng là châm chọc Y Cao Vân. Buổi thảo luận hôm đó ngoài đồng chí Diệp Phàm đi vắng còn tất cả các đồng chí khác đều ở đây. Chẳng lẽ chỉ chúng tôi nói sao? Thành phố Đông Cống không có tiền, việc này tất cả mọi người ngồi đây đều biết. Một khu công viên miễn phí sao phải làm một con đường rộng hơn 10 mét. Quan đội và nhân dân cùng làm là muốn ủng hộ, nhưng lượng sức mà làm. Nếu các anh nói thành phố chúng ta bỏ ra mấy trăm nghìn thì Y Cao Vân tôi tán thành. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề mấy trăm nghìn mà là mấy triệu. Mà Chủ tịch Quách vẫn yêu cần tiến hành đúng phương án. Lúc đó Phó Bí Thư Thái và Phó Bí Thư Long Vi Quốc đều ủng hộ phương án này. Chúng tôi đều xem xét đến tình hình kinh tế của thành phố Đông Cống. Xây dựng trung tâm thành phố càng cần nhiều tiền hơn nữa. Không bột đố gột nên hồ, chúng ta chỉ có thể nói là hỗ trợ quân đội xây dựng một chút là được. Phải lấy việc của chúng ta là việc chính. Đảo khách thành chủ, thì tài chính thành phố cũng không thể chống đỡ được. Y Cao Vân cũng không chút khách khí nào phản bác lại Tiền Đào Quốc. Tôi là Phó Bí Thư phân công quản lý kinh tế. Lúc đó đồng chí Quách Tắc Quân nói với tôi những việc này, tôi cũng hiểu việc này có chút phiền phức. Tài chính thành phố Đông Cống đúng là không thể làm hơn, tôi và anh đều là tội nhân của thành phố Đông Cống. Hơn nữa, phát triển kinh tế thành phố Đông Cống được các lãnh đạo theo dõi sát sao. Có lúc, đôi khi cũng không phải chúng ta không muốn ủng hộ quân đội. Lúc này, Long Vi Quốc thản nhiên nói. Tôi thấy hay là thế này, nếu đều là chuyện mà hội nghị thường vụ thành ủy quyết định. Diệp Phàm tôi lại cứng rắn ép xuống chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết của bộ máy. Nhìn tài chính của thành phố Đông Cống, thật sự không có được mấy ngàn vạn để ủng hộ cho con đường này. Tuy nhiên, nói về hiện trạng của đoàn phòng ngự của phân quân khu thì tài chính thành phố nghèo cũng phải để một khoản tiền để ủng hộ việc xây dựng này. Ở đây, tôi ủng hộ việc quân dân kết hợp xây dựng đường. Tuy nhiên, nếu giờ mọi người đều nói vậy thì đưa ra hai phương án báo cáo tỉnh ủy đi. Để lãnh đạo cấp trên quyết định. Thái độ của Diệp Phàm hình như là mềm mỏng. Đương nhiên, đây là Diệp Phàm cố ý. Không mềm mỏng không được. Diệp Phàm tất nhiên là giao việc nóng bỏng tay này cho tỉnh ủy. Chương 1980, người này tôi rất phục. Đến lúc đó, khói thuốc chiến tranh lan đến hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì hai người Trúc Nham Đỉnh và Quy Hưng Thiên chắc chắn không vui, bởi vì không đối kháng thì không thể. Tôi cũng đồng ý báo lên trên. Y Cao Vân cười lạnh thể hiện thái độ. Đồng ý. Quách Tắc Quân cũng nói. Buổi tối, nghe xong điện thoại của Tiền Đào Quốc vẻ mặt Quy Hưng Thiên vẻ mặt khó coi, hừ nói. Thằng nhóc này. Có phải là ngửi được mùi gì đó rồi không? Không đúng, việc này có lẽ không nhiều người hiểu được lắm. Chẳng lẽ Trúc Nham Phong ám chỉ gì với y? Tiền Đào Quốc nhíu mày nói. Có thể, tuy nhiên, người này cũng biết khó khăn giữa tôi và Trúc Nham Phong. Cho nên, rõ ràng đang cố ý gây rối, biến thành việc của tôi và Lão Trúc. Nói thật, tôi và Lão Trúc cũng không có xung đột gì, chỉ là ôi. Quy Hưng Thiên thở dài có chút chua xót nói. Đây là anh đang báo ân, người Trung Quốc chúng ta vẫn nói, giọt nước tri ân cũng phải báo đáp. Hiện tại tôi thấy Trúc Nham Phong có lẽ là đâm lao phải theo lao, hình như có chút thay đổi. Tiền Đào Quốc nói, đã sớm thay đổi rồi, trước kia là vì báo ân, hiện giờ giống như biến thành tập đoàn tranh giành người, dù sao cũng phải giữ chút thể diện. Không phải gió đông áp chế gió tây mà chính là gió tây đang áp đảo gió đông xem ai mạnh mẽ hơn. Nói trắng ra vẫn là vấn đề thể diện thôi. Trong đó, tôi và Trúc Nham Phong đều không có lợi ích xung đột gì, chỉ là vấn đề thể diện thôi.
tin rằng bí thư phó Quốc Vân cũng hài lòng khi nhìn thấy tình hình này. Quy Hưng Thiên nói, tuy nhiên, trong hội nghị thường vụ Diệp Phàm có thể tỏ rõ thái độ ủng hộ quân dân kết hợp xây dựng quốc lộ. Xem ra, hắn còn có dũng cảm gây ra sự khó chịu trong lòng Trúc Nham Phong, ha ha. Cuối cùng Trúc Nham Phong vẫn thua. Tiền Đào Quốc cũng cười. Cậu nói vậy có ý gì? Quy Hưng Thiên nói. Tư lệnh không biết, Diệp Phàm là đại tướng tiên phong mà trước kia Trúc Nham Đỉnh bồi dưỡng để đối phó với Phó Quốc Vân. Tuy nhiên, sau đó Phó Quốc Vân lại thay đổi thái độ với Diệp Phàm. Việc này ngay cả tôi cũng rất buồn bực. Lần trước Phó Quốc Vân đến thành phố Đông Cống, tại sao lại tỏ ra thân mật với Diệp Phàm? Hiện giờ tư lệnh có thể giải thích một chút được không? Tiền Đào Quốc nửa đùa nửa thật. Có lẽ, có liên quan đến Kiều Viễn Sơn của nhà họ Kiều ở Bắc Kinh đang quản lý ban tổ chức cán bộ trung ương, lại là ủy viên Bộ Chính trị. Phó Quốc Vân biết được quan hệ này của Diệp Phàm sau đó tỏ vẻ cũng là bình thường. Quy Hưng Thiên thản nhiên nói. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao Diệp Phàm có quan hệ này lại không thể hiện ra sớm còn cất giấu làm gì. Nếu thể hiện ra, các đồng chí khác để coi trọng hắn, như vậy không phải làm việc thuận lợi hơn sao? Tiền Đào Quốc có chút không hiểu nói. Nguyên nhân thì khó đoán, tuy nhiên tôi cảm thấy người này cũng rất mạnh mẽ, bướng bỉnh. Không phải hạng người thích dựa vào quan hệ. Hơn nữa, đã có bối cảnh thì tiền đồ sau này là vô lượng. Thật sự, tôi cũng rất phục người như vậy. Tư lệnh Quy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần này bí mật mời hắn đi phá án có thể thấy được năng lượng của hắn thật sự làm người ta quan tâm. Ha ha ha! Lan Lập Quyền điên cuồng cười lớn. Sảng khoái thật! Đúng thế! Đới Trung Cường cũng tủm tỉm cười. Thấy không, tên kia đi 2 tháng, toàn bộ đã đớn hèn dưới Bí Thư Y. Bí Thư Y đã làm một tiếng trống hăng hái đi đầu, khơi lại tinh thần cho chúng ta. Hoàn toàn chèn ép khí khái lúc trước. Y vừa lên chức chủ tịch thành phố, chúng ta ép toàn bộ lại. Thành ủy thành phố Đông Cống này, chính quyền thành phố Đông Cống này, là thiên hạ của Bí Thư Y. Chính là gió Tây áp đảo gió Đông. Lan Lập Quyền khí thế ngút trời, hai tay bắt sau lưng thong thả bước đi giữa hành lang. Ha ha, thắng lợi nhỏ mà thôi. Y Cao Vân khiêm tốn nói. Không thể nói là nhỏ được phó Bí Thư Y. Hắn là quyền bí thư có là gì? Hiện tại hình như Long Vi Quốc đúng như tính toán của Phó Bí Thư Y chúng ta, có phải là nên thể hiện thiện chí? Lan Lập Quyền cười ha hả hỏi. Thể hiện thiện chí, không vội. Long Vi Quốc không phải người đơn giản, Y đã làm Phó Chủ tịch Thường trực thành phố ở tỉnh thành không ít năm. Đừng thấy hiện giờ Y khiêm tốn, tôi đoán, bây giờ Y còn đang xem chừng thường thường sẽ có chút phiền toái nhỏ xuất hiện. Lần này Y ủng hộ chúng ta, có lẽ, lần sau Y lại ủng hộ Diệp Phàm. Người này, nhìn không thấu được, chúng ta mù quáng thể hiện thiện chí, chẳng những không được lợi mà lại cổ vũ hắn kiêu ngạo. Y Cao Vân khoát tay nói. Nếu chúng ta ra tay chậm, Thái Phi hay Diệp Phàm lôi về phía họ không phải là tổn thất lớn sao? Lan Lập Quyền có chút nóng nảy. Không thế, tôi chắc chắn bọn họ kéo Y cũng không nhúc nhích. Anh yên tâm là thế đi, không dễ dàng như thế. Tôi đang nghi ngờ không biết có phải Y xuống đây là do tỉnh cố tình sắp xếp cho cân bằng không? Y không có bản lĩnh không giải quyết được đành phải báo cáo TNSA. Y muốn cứ như vậy để thể hiện quyền uy của mình. Trên thực tế là thể hiện sự ngu ngốc, lãnh đạo tỉnh ủy chắc chắn không muốn thấy một nhân vật đớn hèn như vậy. Một kẻ bất tài không nắm được tình hình chung của Đông Cống. Có lẽ không lâu Y đã xuống đài. Đến lúc đó Phó Bí Thư Y là người hợp nhất cho vị trí chủ tịch thành phố. Ngày lành đã đến rồi. Đới Trung Cường cũng ra sức nịnh bợ Y Cao Vân. Chuyện lần này cũng hơi lạ, mới đầu tôi tưởng Y đến sẽ ra sức chiến đấu với chúng ta một trận chiến căng thẳng. Không thể tưởng tượng được còn chưa bắt đầu đã yên. Chẳng lẽ Y thực sự không được, hay là còn có gì khác? Đến giờ chúng ta vẫn không cảm nhận được xu hướng tác động của Y. Y Cao Vân thật không lạc quan được như vậy. Vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Có phải đang âm mưu việc gì đó? Hiện giờ Long Vi Quốc có khuynh hướng ủng hộ chúng ta, hơn nữa chúng ta có 3 phiếu. Thái Phi cùng Quách Tắc Quân 2 phiếu. Trong 11 ủy viên thường vụ thì chúng ta đã chiếm 6 phiếu. Y muốn trở mình cũng không thể, nếu đề cập trước mặt lãnh đạo tỉnh thì còn mất mặt hơn nữa. Y ỷ thế có chủ tịch Trúc chống đỡ cho nên, mới ra vẻ ta đây như vậy. Đầu óc Lan Lập Quyền cũng không ngốc, bắt đầu phân tích.
Có lẽ. Y Cao Vân thản nhiên cười. Tốc độ làm việc của Diệp Phàm rất nhanh. Suốt đêm cho người sửa lại tài liệu, chỉ thị trưởng ban thư ký thành ủy Lý Tinh Tinh ngồi suốt đêm lên tỉnh thành. 9 giờ sáng hôm sau Lý Tinh Tinh đã đưa tài liệu đến văn phòng tỉnh ủy. Sau giờ tan tầm, ba người Y Cao Vân, Lan Lập Quyền và Đới Trung Cương đang ăn cơm chiều thì điện thoại vang lên. Cậu thật sự không phải là ngu ngốc bình thường. Tằng Chín ngay câu đầu tiên đã nói, thiếu chút nữa quát lên. Bí thư Tằng, tôi. Y Cao Vân bị mắng không hiểu chuyện gì cả, vội vàng đứng lên đi vào buồng vệ sinh. Tuy nhiên, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không biết nói thế nào. Y Cao Vân cũng không thể tưởng tượng ra vẻ mặt phẫn nộ của bí thư Tằng. Hôm qua không phải các cậu tổ chức hội nghị thường vụ sao? Tằng Cửu Thiên hỏi. Đúng vậy, lúc đó phó chủ tịch thường trực thành phố Quách Tắc Quân. Y Cao Vân đem tình hình nói qua một lần. Cậu thật sự là ngu ngốc, trước kia làm chuyện gì thì làm, tôi cũng không hỏi đến. Giờ Diệp Phàm trở về, Tiền Đào Quốc chắc chắn báo cáo hắn chuyện quốc lộ Ngũ Long Sơn. Cậu giả vờ chống cự một chút là được, sau đó để Diệp Phàm bàn quyết định việc này là xong. Cậu đó, thật sự là làm chuyện ngu ngốc lớn rồi còn không biết có phải không? Tằng Cửu Thiên nghiến răng nói. Tôi, việc này tôi không rõ lắm. Diệp Phàm cũng quá lắm có phải không? Báo cáo lên trên chỉ có thể thể hiện là hắn là bí thư vô dụng thôi. Một bí thư thành phố cấp 3 đến hội nghị thường vụ cũng không khống chế được, việc này sẽ để lại ấn tượng như thế nào đối với lãnh đạo tỉnh ủy. Sau này hắn còn được trọng dụng sao? Y Cao Vân bây giờ vẫn như đang lọt trong mây mù, không muốn hiểu. Đúng vậy, cậu nói xem, sẽ để lại ấn tượng gì cho lãnh đạo tỉnh ủy? Tằng Cửu Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Đương nhiên là không thể trọng dụng được. Y Cao Vân đáp. Đúng vậy, cậu cũng biết thế. Diệp Phàm là thằng ngốc sao? Tằng Cửu Thiên hỏi lại một câu, Y Cao Vân lập tức như có ai dội cho một gáo nước lạnh. Nhất thời không nói được, thầm nói, mình có thể làm được, Diệp Phàm ngu ngốc như thế sao? Cứ cân nhắc cẩn thận một chút, sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc mà tưởng mình thông minh. Diệp Phàm có thể làm quyền bí thư, đừng nghĩ là dễ. Cậu so với người khác cũng chưa là gì đâu, bị người ta lợi dụng còn không biết, còn tưởng mình đang làm người khác mất thể diện. Tằng Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Tôi thật sự không hiểu tôi đã sai ở đâu. Diệp Phàm quả thật là đây mưu mô, người này thật đáng chết. Mày lợi dụng tao như thế nào tao còn không biết, lão già Tằng Cửu Thiên này sao không giải thích một chút, tao thật sự ngu ngốc sao? Y Cao Vân thiếu chút nữa hét lớn trong nhà tắm. Nghe nói tối đó Y Cao Vân uống say. Tuy nhiên, khi Lan Lập Quyền và Đới Trung Cường dìu y về y luôn miệng nói. Tôi thật không biết tôi sai chỗ nào. Lão Đới, lão y làm sao vậy? Vừa đi ra khỏi cửa nhà Y Cao Vân, Lan Lập Quyền có chút lo lắng nói. Đừng sự, bí thư Tằng nghiêm túc trách mắng y như vậy chứng tỏ bí thư Tằng tín nhiệm hắn, không tín nhiệm thì còn chửi cái rắm đúng không? Đây là cách lãnh đạo dùng người. Tuy nhiên, tôi không biết bí thư Tằng nói gì với y, chỉ thấy lão y cứ nói không hiểu, không rõ. Đới Trung Cường cũng có chút buồn bực. Rõ cái con khỉ, tin rằng việc này lão y chắc chắn không nói ra. Thật sự là bực mình. Lan Lập Quyền cũng không kìm nổi mắng một câu. Chương 1981, Chủ tịch Đường chất vấn. Làm tốt lắm Thái Phi. Thái Phi nhận được điện thoại của bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân. Đây là lãnh đạo chỉ đạo tốt thôi. Thái Phi cũng không hiểu ra sao cả. Tuy nhiên, cũng không dám hỏi, vội vàng khiêm tốn nói. Ha ha, chắc cậu không rõ. Tuy nhiên, nên biết thì biết không nên biết thì không cần biết. Giọng Phó Quốc Vân sang sảng trên điện thoại. Ha ha! Thái Phi cũng cười như tú bà trên điện thoại. Sau khi cúp điện thoại vẻ mặt Thái Phi khó hiểu, lẩm bẩm nói. Lạ thật, bí thư Phó rất vui vẻ, hình như mình không hề làm gì cả. Đúng rồi, chẳng lẽ là chuyện về quốc lộ Ngũ Long Sơn hôm khi Diệp Phàm trở về? Quái, chẳng lẽ ông chủ không thích Diệp Phàm cho nên muốn nhân việc này ra tay với hắn? Có lẽ nếu Diệp Phàm thật sự bị nắm rồi thì Y Cao Vân có thể ngồi lên vị trí của hắn ta. Mình đây chẳng phải là có được ngai vàng chủ tịch thành phố sao? Chẳng phải là... Thái Phi cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Việc này bọn họ đương nhiên không rõ. Nghe nói buổi chiều tổ chức hội nghị thường vụ, Quy Hưng Thiên và Trúc Nham Phong cùng nhau ra trận.
Cuối cùng Phó Quốc Vân xem náo nhiệt một hồi sau không ngờ quyết định ngay tại chỗ. Nói là tài chính thành phố Đông Cống căng thẳng, tuy nhiên, ủng hộ quân đội dù sao cũng phải làm. Cho nên, tỉnh quyết định rót thêm cho thành phố Đông Cống 30 triệu để ủng hộ quân đội. Việc này chưa bao giờ xảy ra vì còn có kinh phí dành riêng cho quân đội. Hơn nữa, là tỉnh cấp trực tiếp cho thành phố Đông Cống để thành phố Đông Cống xây dựng doanh trại cho quân đội. Tuy nói Trúc Nham Phong hoàn toàn không muốn nhưng ủng hộ quân đội Phó Quốc Vân đã ra tay. Ông ta chống lại, nếu việc này rơi vào tai các tướng lĩnh trong quân ủy thì nguy to. Chức chủ tịch thành phố này có lẽ cũng không còn. Lực lượng của quân ủy Trúc Nham Phong biết rõ, là mông hổ không sờ được. Cuối cùng chủ tịch Trúc tất nhiên là buồn bực, nhìn ngoài Phó Quốc Vân cũng nể mặt Tằng Cửu Thiên, bởi vì những người ngồi đây đều hiểu rằng, Y Cao Vân là thân tín của Tằng Cửu Thiên. Ngoài ra Phó Quốc Vân cũng nể mặt Trúc Nham Phong. Bởi vì mọi người đều biết, Diệp Phàm là do một tay Trúc Nham Phong bồi dưỡng nên. Hai phương án mà thành phố Đông Cống đưa đến trên thực tế tỉnh ủy cũng chưa thông qua. Mà tỉnh ủy cấp một khoản tiền chắc chắn là thúc đẩy việc này. Cho nên, Diệp Phàm cũng không thua, mà Y Cao Vân cũng không thắng. Phó Quốc Vân mượn tay Quy Hưng Thiên gõ Trúc Nham Phong lại thể hiện là người hiền lành. Chẳng những không nói gì được Phó Quốc Vân mà còn cay cú đến chết. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đem chuyện nhà máy đường báo cáo tỉ mỉ chủ tịch Trúc. Giờ cậu quan lại Đông Cống, tự mình giám sát chặt chẽ là được. Trúc Nham Đỉnh thản nhiên hừ nói. Diệp Phàm biết trong lòng chủ tịch Trúc khó chịu, có lẽ vẫn vì chuyện quốc lộ Ngũ Long Sơn. Chủ tịch Trúc, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Ngài cũng xuất thân từ quân nhân, đàn ông đều thích cảm giác đầu đội trời chân đạp đất. Chuyện quốc lộ Ngũ Long Sơn 2 tháng trước tôi đã đồng ý với Đông Cống Tiền Đào Quốc. Không có người nào không phải tạo lòng tin, cho nên trong chuyện này tôi ủng hộ đồng chí Tiền Đào Quốc. Tuy nhiên, hiện giờ tôi cũng chưa quyết định, việc này là tỉnh ủy quyết định. Diệp Phàm hiểu rõ nên nói. Việc này, cậu nói với tôi làm gì, cậu cứ giải quyết chuyện của cậu đi. Trúc Nham Phong hừ nói. Ông là ông chủ, tôi phải báo cáo chuyện quân dân kết hợp xây dựng đường. May mắn ở tỉnh cho tiền, nếu không, thật đúng là khó cho thành phố Đông Cống. Diệp Phàm nói. Nói thì dễ nhưng thật sự muốn dùng tiền cũng là cả một sự khó khăn. Sau này, phải rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, về điểm này, cũng phải tìm đúng người. Trong tỉnh ủy cũng không phải là đồ ngốc. Chủ tịch Trúc hừ nói rồi cúp điện thoại. Tuy nhiên, câu nói này cũng không lạnh như đáng lẽ nó phải thế. Bị vạch trần rồi. Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực ngồi trên ghế. Lão Trúc nói ra chứng tỏ trong lòng lão đã thoải mái rồi. Trung Nam Hải. Cậu nói lần này gọi các đồng chí mới đến đây toàn bộ đều là thân thủ tam đẳng đỉnh bậc. Đây là trình tự quá thấp, ngay cả cánh cửa thấp nhất của tổ đặc nhiệm A cũng không vào được, chỉ có thể vào đội dự bị. Các cậu còn phải tăng cường thêm mới được, bằng không, khi thực sự cần dùng người, không ai có thể sử dụng được thì làm sao được. Khai Hà, cậu đã nghĩ đến việc nghiêm trọng này chưa? Chủ tịch Đường vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn Khai Hà một cái. Không có cách nào, thân thủ tứ đẳng thật sự không dễ tìm. Ngay cả những môn phái lớn thì đệ tử thân thủ như vậy đều là lực lượng trụ cột. Hơn nữa, hiện giờ, không có mấy người trẻ tuổi chịu đựng được khổ luyện của luyện công. Cho nên, đệ tử thân thủ này cũng không nhiều. Một vài đệ tử như vậy, đều là bảo bối của người ta không muốn mất đi. Và lại, tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng không thể cưỡng ép mang đi. Lần này dường như các môn phái lớn đều có sự chuẩn bị. Đệ tử thân thủ tứ đẳng không đi nước ngoài chơi thì cũng không biết là đi đâu. Còn lại cũng chỉ là các ông lão trên 70 tuổi. Những lão già đó thân thủ thật ra không tồi, đều có thân thủ ngũ đẳng lục đẳng. Tuy nhiên, đều là những người 70-80 tuổi, tham gia vào tổ đặc nhiệm A cũng không dùng được vài năm. Hơn nữa, làm cho nước ngoài có ấn tượng không tốt. Cho nên, chúng tôi không tiện ra tay, mà việc này, chúng ta cũng không chờ được. Cuối cùng, đành phải đưa những đệ tử tam đẳng của họ đến đây. Tôi nghĩ, trước cứ để họ đến báo săn. Sau vài năm bồi dưỡng có lẽ có người có thể đột phá đến tứ đẳng. Ôi, chủ tịch, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh xử phạt tôi đi. Cung Khai Hà buồn bã nói. Đúng rồi, lần trước cậu đề cử Đoàn Hải Thiên có phải là Diệp Phàm nói. Không thể tưởng tượng được không ngờ chủ tịch lại nói lại chuyện ngày xưa. Việc này... Cung Khai Hà có chút khó xử.
Cái này cái kia làm gì, nói đi, đừng giả bộ trước mặt tôi. Đường Hạo Đông nghiêm mặt, còn tỏ vẻ dọa người. Đúng là vậy, tuy nhiên, Đoàn Hải Thiên thật sự có năng lực. Nếu không, tôi mắt mù cũng không đề cử y. Dù sao, đối với một lãnh đạo cấp phó tỉnh thì đề bạt cũng là quan trọng. Hơn nữa, chuyện này, tôi cũng không muốn liên quan đến chuyện chính quyền. Cung Khai Hà bị ép nói. Thẳng thắn thừa nhận, y hiểu rằng, giấu giếm cũng không được. Diệp Phàm cũng hơi quá. Lần trước rút lui hắn mất đi công lực, nhưng quốc gia cũng đã cho hắn vinh dự cao nhất, sao còn muốn dùng việc này để ép người thủ trưởng tối cao này? Cũng quá lắm, nếu mỗi người đều dùng công lao trước đây đến ép quốc gia thì còn ra thể thống gì? Chuyện này không thể tiếp tục, Cung Khai Hà, sau khi về nhất định phải bỏ hết. Ngay cả một quân bài trẻ tuổi nhất cũng không được thế. Thanh niên dễ có tư tưởng kiêu ngạo, sau khi hình thành thói quen rồi thì khó sửa. Đường Hạo Đông vẻ mặt nghiêm túc nói nhìn Cung Khai Hà một cái. Nếu không thì như vậy, cậu không tiện ra mặt để tôi gõ một chút, thật sự là kỳ cục. Chủ tịch, việc này tôi phải nói một câu công bằng, đồng chí Diệp Phàm không phải là người như vậy. Cung Khai Hà không ngờ đứng lên, chào Đường Hạo Đông theo nghi thức quân đội. Hả, chẳng lẽ có ẩn tình khác, nói nghe một chút, nếu lý do không chính đáng tôi phải gõ hắn một chút. Đường Hạo Đông tỏ vẻ, hỏi. Lúc đó hắn nói là đồng ý bồi dưỡng ba người thân thủ tứ đẳng, điều kiện là chúng ta cho hắn ba đội viên thân thủ tam đẳng đỉnh bậc mới được. Cho nên, lần này chúng ta tìm các đội viên tam đẳng cũng là để chuẩn bị cho việc này. Cung Khai Hà nói hết sự thật. Y thật sự sợ Diệp Phàm bị Đường Hạo Đông gõ sau này sẽ hận mình. Tuy nói không phải lo lắng hắn có thể làm gì mình. Nhưng quân bài mấu chốt của mình thường thường gây ra mâu thuẫn cũng làm cho người ta đau đầu. Hơn nữa, thằng danh này năng lực siêu phàm, trước mắt trong tổ đặc nhiệm A có nhiều anh em tốt của hắn, bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh hắn. Có lẽ mình nói còn không bằng hắn, Cung Khai Hà đã từng buồn rầu vì việc này. Tuy nhiên sau một thời gian suy nghĩ đồng chí Cung cũng đã nghĩ ra. Như vậy không phải là chuyện gì không tốt, nếu Diệp Phàm không muốn phát triển ở tổ đặc nhiệm A. Nhưng những anh em trong tổ có quan hệ tốt với hắn, sau này khi Diệp Phàm ra mặt chấp hành nhiệm vụ, không phải mối quan hệ với các anh em này càng đoàn kết sao? Việc này đối với lão Cung mà nói chắc chắn là chuyện tốt. Làm lãnh đạo chỉ cần có cách lãnh đạo là được, còn nhiệm vụ cụ thể để cấp dưới làm. Đương nhiên, lão Cung không giống vị trí của chủ tịch Đường. Nên góc độ nhìn nhận một vấn đề không giống nhau. Điểm này, ngay cả Đường Hạo Đông cũng không cảm thấy được. Dù sao đều là người không thể nào hoàn hảo cả. Ừ, thằng nhóc này quả thực là có chút năng lượng. Không ngờ có cả bản lĩnh này. Ánh mắt Đường Hạo Đông sáng lên, hình như cảm thấy hứng thú. Trước kia có lẽ chủ tịch đã nghe Trấn Đông Hải nói qua. Diệp Phàm có quen một cao nhân, vị tiền bối này đã dùng dược liệu bào chế ra một loại thuốc gọi là lôi âm cửu long hoàn, có thể hỗ trợ người ta đột phá thân thủ. Chúng tôi đã dùng thử vài lần, hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, nếu phẩm chất của viên thuốc cao thì cao thủ thất đẳng cũng có thể đột phá đến bát đẳng. Lang Phá Thiên chính là do Diệp Phàm dùng một viên hỗ trợ, hiện giờ đã đề cao đến thân thủ bát đẳng. Đây là một phát minh lớn. Đương nhiên, trình tự càng cao, càng có khả năng phối chế viên thuốc. Cung Khai Hà rất hào hứng nói về những việc này, còn cười tủm tỉm, giống như nhặt được đồ quý. Vậy sao không phối chế nhiều một ít, đem hết những người có thân thủ thất đẳng đột phá lên bát đẳng? Lúc đó, nhân tài của chúng ta sẽ dùng không hết. Đường Hạo Đông quá vui, giọng nói khá lớn. Chủ tịch, việc này thật sự không dễ dàng. Nghe nói loại thuốc này phải dùng nội kình lắng động một thời gian dài mới có thể phối chế ra. Mà nội khí của cao thủ đều có hạn. Khi phối chế loại thuốc này tự thân mình bị thương không nói, ngoài ra các dược liệu của thuốc cũng khó tìm. Ngay cả tìm kiếm trên cả nước cũng khó khăn. Huống chi, mặc dù có thể tìm được, các cao nhân đều có tính cách riêng. Khi vui có thể phối chế một hai viên, khi không vui thì không cần làm. Những cao thủ như thế, anh làm sao được họ? Cung Khai Hà cao mày nói, hơn nữa còn nhìn chủ tịch Đường một cái. Chương 1982, người trình độ cao hơn Cung Khai Hà. Điều này cũng đúng, thế nào gọi là cao nhân, vì người ta có năng lực. Chủ tịch Đường cũng gật gật đầu đồng ý với ý của lão Cung. Huống chi, nếu ép người ta quá người ta chạy ra nước ngoài thì không phải có lợi cho người nước ngoài sao?
cho nên, không thể ép. Huống chi, trình tự càng cao thì viên thuốc càng khó phối chế. Đến hiện tại, cũng nghe nói Lang Phá Thiên đột phá lên bát đẳng, cái này chắc là do Lang Phá Thiên có quan hệ tốt với Diệp Phàm đây. Quan hệ bạn bè bình thường Diệp Phàm chắc chắn cũng không đi nhờ người ta. Dù sao hiện giờ Diệp Phàm cũng là cao thủ hạng nhất. Chúng ta không thể nắm chặt hắn. Huống chi, phối chế viên thuốc này cần thời gian dài, phẩm chất càng cao thời gian cần càng nhiều. Cách phối chế tổ khoa học năng lượng chúng ta đã nghiên cứu ra. Nghe Diệp Phàm nói khi phối chế khả năng thất bại cũng khá lớn. 5 viên có thể chỉ thành công 1 viên, dược liệu cũng rất tốn kém. Công Khai Hà nói. Thì ra là thế. Đường Hạo Đông gật gật đầu, ngồi yên suy nghĩ, mày cũng nhíu hết lại. Nếu không, tôi có một câu không biết là có nên nói không. Sau một lúc lâu Công Khai Hà mới ngượng ngùng nói ra một câu. Nói đi, có cái gì không tiện nói chưa? Chỉ cần là đề nghị liên quan đến xây dựng tổ đặc nhiệm A thì chúng ta đều có thể chấp nhận. Chỉ cần là có thể thay đổi thời kỳ khó khăn của tổ đặc nhiệm A lúc này. Đường Hạo Đông nhìn anh ta nói. Chính là Thiết Chiêm Hùng kia, gần đây không phải là đang làm huấn luyện viên của trường đảng Trung ương sao? Tôi nghe nói Diệp Phàm rất không hài lòng việc này. Muốn Diệp Phàm đi vào tổ đặc nhiệm A, thì Thiết Chiêm Hùng không thể không có công. Bởi vì, tình cảm của hai người họ, so với Lang Phá Thiên sâu đậm hơn nhiều. Hơn nữa, tôi nghe nói Diệp Phàm rất nhiều người anh em gọi hắn là đại ca. Anh xem, những người đó đều lớn tuổi hơn hắn nhưng lại gọi hắn một tiếng Diệp ca. Công Khai Hà cười nói. Ừ, đúng thế, trước đây hắn huấn luyện Trần Quân, không phải là mọi người đều gọi hắn là anh Diệp sao? Thằng nhóc này, đúng là được lòng người sao? Đường Hạo Đông không khỏi thở dài. Thật ra, mỗi người con người đều thế. Anh chân thành với tôi tất nhiên sẽ tôn kính anh. Diệp Phàm là một người có thể vì anh em mà liều mạng. Vài lần chiến đấu trước kia, vì giúp anh em, hắn đã tình nguyện hy sinh thân mình. Trong thời đại hiện nay của chúng ta, còn có mấy người có được tình cảm anh em này. Thật sự là đáng quý. Công Khai Hà tất nhiên cũng khen. Cậu cũng nói với tôi như vậy sao? Đường Hạo Đông nhìn Công Khai Hà một cái hử nói. Ha ha! Công Khai Hà không ngờ cười vang rồi nói. Nếu có thể để Thiết Chiêm Hùng trở lại bộ công an thì về phía Diệp Phàm có thể lấy ra mấy viên thuốc không? Đến lúc đó, mấy cao thủ tam đẳng đỉnh bậc của chúng ta sẽ có cách đột phát lên tứ đẳng. Đương nhiên, trước tiên tôi cũng nói rõ, đây cũng không phải can thiệp vào công việc của chính quyền. Quyết định thế nào, là tự ông quyết định, huống chi, việc xây dựng tổ đặc nhiệm A không thể ngừng lại. Chủ tịch là người hiểu rõ khó khăn của tổ đặc nhiệm A nhất. Hơn nữa không phải vị trí thứ trưởng ở Trung ương cũng khá nhiều sao. Nhiều thì không nhiều nhưng ít cũng không ít đúng không? Không can thiệp vào chuyện của chính quyền, lão cung, khi nào thì nói những câu đùa này trước mặt tôi vậy. Anh đó, ha ha. Đường Hạo Đông không ngờ cười. Việc này, quy củ của tổ đặc nhiệm A tôi rất nhớ. Công Khai Hà nghiêm túc nói chào theo nghi thức quân đội. Cậu đưa 3 đội viên phù hợp cho Thiết Chiêm Hùng. Không phải anh ta đang làm huấn luyện viên sao? Đây cũng là lý do tốt lắm, để anh ta huấn luyện một chút. Dù sao tổ đặc nhiệm A đối với anh ta cũng không có gì là bí mật. Muốn trở lại bộ công an, không trả giá không được sao? Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Cho nên, cậu hay đưa ra yêu cầu với Thiết Chiêm Hùng trong 3 tháng giúp 3 người này đột phá lên tứ đẳng khai nguyên là được. Nếu không, anh ta thích ở trường đảng Trung ương thì ở đi, ha ha. Rèn luyện cũng không sao phải không? Chủ tịch Đường không ngờ mỉm cười quỷ quái. Lợi hại! Công Khai Hà chấn động trong lòng, thầm nói. Thiết Chiêm Hùng nào có bản lĩnh đó, không phải là đang ép Diệp Phàm sao? Tuy nhiên, Công Khai Hà chỉ tủm tỉm cười gật gật đầu, chuyện tốt như vậy, vẫn có chủ tịch là chỗ dựa sau lưng. Mặc dù sau này Diệp Phàm điều tra ra nguyên nhân, cũng có thể đẩy chủ tịch Đường ra trận. Bởi vậy lão cung nhanh chóng về sắp xếp. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm bị đánh thức bởi những tiếng chuông dồn dập. Anh Thiết! Việc gì vậy, sao sáng sớm đã gọi điện thoại cho em? Diệp Phàm vừa nhìn thấy dãy số cười hỏi. Cậu em, tôi lần này chết chắc rồi. Lúc này tôi thật sự không có đường sống rồi. Thiết Chiêm Hùng vội vàng nói. Chết chắc rồi, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm vội ngồi dậy hỏi. Đều là do Công Khai Hà làm chuyện này. Nói tôi làm việc ở trường đảng Trung ương rất nhàn nhã.
Hơn nữa, nói tôi là người có bản lĩnh, tuy đã rời khỏi tổ đặc nhiệm A nhưng vẫn phải vì đất nước, vì phát triển tổ A. Cho nên, đột nhiên đem qua đưa đến cho tôi 3 đệ tử. Thiết Chiêm Hùng có chút buồn bực nói. Ha ha ha. Diệp Phàm thiếu chút nữa cười đứt hơi, nói. Đó không phải là chuyện tốt sao, anh có thể làm sư phụ thì thoải mái hơn rất nhiều. Giống như em có đồ đệ như Mai Thiên Kiệt, thằng nhóc này thực không tồi, làm em cảm thấy rất tốt. Thật ra, có đồ đệ, có người cung kính cũng rất thoải mái. Nếu cậu thích đệ tử thì tôi chuyển cho cậu. Hơn nữa, 3 đệ tử này tuyệt đối không kém hơn so với Mai Thiên Kiệt, đều có thân thủ tam đẳng đính bậc. Đến lúc đó, có thêm nhiều đồ đệ không phải thoải mái hơn sao? Thiết Chiêm Hùng cười khan vài tiếng nói. Dừng ngay, một Mai Thiên Kiệt là đủ rồi, thêm 3 người nữa, em chắc sẽ chết mất. Đồ đệ vừa đủ là được, nhiều quá cũng đáng ghét. Tuy nhiên, anh Thiết ở Bộ Công an có chút nhẹ nhàng. Thủ trưởng cung làm thế có phải là có ý từ gì không? Đến lúc đó, anh Thiết có cách dạy bảo 3 hội viên, có lẽ anh có thể rời trưởng đảng rồi. Có thể còn được đề bạt ha ha. Diệp Phàm cũng thấy được chút gì đó nói. Cậu làm sao hiểu được? Thiết Chiêm Hùng hét lên trên điện thoại. Có phải là cậu làm chuyện này? Tôi đoán thế, hơn nữa, sao lại là em làm? Em làm thế không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Anh xem, anh không phải là đã tìm đến đây sao? Tuy nhiên, anh Thiết, anh nói cụ thể yêu cầu của lão cung xem nào. Diệp Phàm nói. Trong 1 tháng, bồi dưỡng 3 đệ tử tam đẳng đỉnh bậc thành tứ đẳng khai nguyên. Mẹ nó, bố cũng không phải là thần thánh. Hơn nữa, không ngờ còn ép tôi. Nói là nếu trong vòng 1 tháng 3 đệ tử không thay đổi có lẽ bọn họ sẽ theo giúp việc tôi ở trường đảng. Ý là gì cậu hiểu không? Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ nói. Hừ, lão cung đã có tính toán. Không phải ông ta đang ép anh, mà mượn tay anh ép tôi. Lão già này thật sự là có lòng tham. Tôi đồng ý với y sẽ bồi dưỡng 3 người, giờ lại thêm 3 người đến đây. Vậy không phải là em thành huấn luyện viên của tổ đặc nhiệm A sao? Ma túy, không ngờ ác hơn Lộ Tiến. Thất lang cũng thành hổ, thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A không một người nào thành thật. Diệp Phàm không kìm nổi chửi chó má. Tôi hiểu việc này, cho nên mới nói với cậu. Thiết Chiêm Hùng nói. Cậu em, không có cách nào, trong 1 tháng thật sự không được thì tôi sẽ dùng sức với y. Cách dám gì, thời gian ngắn, đương nhiên, nếu có thể lấy được vật kia thì có lẽ có cách. Diệp Phàm nói. Gì? Thiết Chiêm Hùng cũng có chút khẩn trương. Đây là cách cứu anh ta khỏi trưởng đảng trung ương trở lại Bộ Công an. Ngay cả trái tim Thiết Chiêm Hùng cũng đập liên hồi. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ, muốn trở về là không có khả năng. Hơn nữa, việc ấy, Thiết Chiêm Hùng cũng có thể đoán ra. Cung Khai Hà chỉ là người ra mặt, đứng sau chắc chắn có người chỉ điểm. Người đó là ai? Chắc chắn cấp bậc cao hơn so với Cung Khai Hà. Cấp bậc cao hơn Cung Khai Hà thì ngoài Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chủ tịch Đường còn ai có thể sai khiến Cung Khai Hà? Ở nước Nguyên có một loại nấm, nhưng rất khó tìm. Diệp Phàm nói qua những điều nghe được từ Nguyễn Tiến Tiêu. Ôi, việc này quá khó khăn. Cậu em, theo tôi thì thôi vậy. Rất nguy hiểm, tôi thấy, ở trường đảng cũng không sao, ở đây cũng thoải mái. Thiết Chiêm Hùng thở dài, thực sự cũng có chút nhục chí. Anh Thiết, đây là con đường duy nhất để anh rời khỏi trường đảng. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mốt là Chủ nhật. Em chuẩn bị một chút rồi cùng anh đi Việt Nam một chuyến. Diệp Phàm nói. Thôi bỏ đi, quá nguy hiểm. Thiết Chiêm Hùng thái độ kiên quyết nói. Không cần nói nhiều, việc này cứ quyết như thế. Diệp Phàm cũng kiên quyết. Tôi biết không ngăn được câu, như vậy đi, tôi đi cùng cậu. Nếu vì chuyện của tôi mà tôi chết cũng đáng. Thiết Chiêm Hùng nói. Vậy đi, nếu lão cung đã gây ra chuyện cũng phải cho lấy chút của ông ta. Chúng ta vì nước mà bồi dưỡng nhân tài thì súng ống đạn dược phải do ông ta phụ trách. Diệp Phàm nói. Việc này là đương nhiên, tôi lập tức gọi điện thoại cho ông ta, không đòi ông ta sao được. Thiết Chiêm Hùng cúp điện thoại xong gọi cho Cung Khai Hà. Chương 1983, tìm ra lời giải. Tuy nhiên, biết phải đến nước Nguyên để tìm nấm xong, Cung Khai Hà thoải mái đồng ý đáp ứng hết mọi yêu cầu. Đương nhiên. Cung Khai Hà cũng đã nói, lần này là chuyện riêng. Nhưng khi cần quốc gia hỗ trợ thì cứ nói là được.
đám người này không khác gì đám thổ phỉ, chưa cho họ thì còn xui xẻo. Chỉ mới vài năm, chỗ này vài đao, chỗ kia chiếm một ít. Không lâu sau, những người đi theo Diệp Phàm thành tỷ phú hết. Nếu tôi trẻ lại mấy chục tuổi, tôi thật sự muốn lăn lộn với thằng nhóc này. Lý Khiếu Phong nghe Cung Khai Hà nói xong cười ha hả nói. Tiện tay tiêu diệt mấy chùm ma túy lớn cũng có thể trừ hại cho nhân dân Việt Nam, cũng là để trừ hại cho nhân dân thế giới thôi. Cung Khai Hà thản nhiên cười nói. Nhưng cũng phải chú ý an toàn, chùm ma túy lớn này bộ đội biên phòng của chúng ta đã đấu với y vài lần. Đều có thương vong. Bọn họ đều là một đám độc ác. Hơn nữa, lần này đến hang ổ của bọn chúng, người ta biết rõ địa hình, mình đến khó khăn hơn nhiều. Tổ trưởng Hữu, anh nên chuẩn bị tốt. Diệp Phàm ra quân, chắc chắn thành viên của tổ đặc nhiệm A sẽ bị hắn lấy đi vài người. Lý Khiếu Phong còn có chút lo lắng. Tổ đặc nhiệm A chết trên chiến trường là vinh quang của họ. Nếu còn sợ việc này, thì chỉ cả đời năm bất động. Hơn nữa, có thể cùng chùm thuốc phiện đấu một trận, cũng là một cách rèn luyện. Thành viên tổ đặc nhiệm A bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào một cuộc chiến tàn khốc, có thể chết trên chiến trường. Bình thường có thể rèn luyện gian khổ, khi chiến đấu sẽ ít thương vong đi. Cho nên, tôi cảm thấy hoàn toàn khả thi, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý. Ừ, đàn ông tổ đặc nhiệm A tất cả đều là dũng sĩ. Kẻ ẻo là sợ chết dù có cao thủ bát đẳng đưa đến chúng ta cũng không cần. Đúng, chính vì khí thế dũng cảm, một lòng vì dân vì nước này. Thấy không, trận chiến ở đảo Răn Ưng, trận chiến núi Sương Bối, khi rút lui cũng rất thảm thiết. Tuy nhiên, tất cả các dũng sĩ của chúng ta đều vẫn ở đây. Chúng ta là những người không bao giờ gục ngã. Lời nói cuối cùng của Lão Nghiêm là tổ đặc nhiệm A mãi mãi bất bại. Tôi coi đó là lời dặn dò cho tổ đặc nhiệm A. Lý Khiếu Phong cũng rất hào hứng. Ừ, tôi cũng có suy nghĩ này. Lão Nghiêm ra đi thật sự lẫy lừng. Những thành viên của tổ đặc nhiệm A ra đi có thể không trở về, Lão Nghiêm chính là một trong những người đó. Ôi, Lão Nghiêm! Nói về chuyện này giọng Cung Khai Hà có chút nghẹn ngào. Không có gì, chiến trường ra ngựa bọc thay. Đó là nơi an nghỉ của Lão Nghiêm, giống như hình thức hải táng của hải quân, không có gì khác nhau cả. Chẳng qua, các dũng sĩ tổ đặc nhiệm A chúng ta không còn di hài, nếu còn, chết cũng phải đi cướp về. Lão Nghiêm là một trường hợp đặc biệt. Ôi, khi rút lui ông ấy không thể toàn thây. Lý Khiếu Phong cũng rất đau lòng nói. Núi xanh nơi nơi là chỗ chôn cất, không cần ra ngựa bọc thây. Lạc Hồng không phải vật vô tình. Cũng Khai Hà và Lão Lý cùng ngân lên tiếng hát. Một lúc lâu sau Lý Khiếu Phong mới hồi phục tinh thần, hỏi. Xác ướp đã điều tra rõ chưa, rốt cuộc có phải là người ngoài hành tinh không? Hẳn là không phải. Bởi vì căn cứ vào những chất có trong đó tổ trưởng Ngô đã tiến hành hàng ngàn thí nghiệm. Hiện giờ, 90% có thể khẳng định, xác ướp nữ đó là người trên trái đất, cũng không phải là người ngoài hành tinh. Cung Khai Hà nói, xác ướp này từ niên đại nào có tìm ra không? Lý Khiếu Phong nói, việc này bọn họ thấy hơi lạ, không ngờ không tìm hiểu ra xác ướp này ở niên đại nào. Các chuyên gia của tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A quan hệ rộng. Vì thế họ cũng tham khảo ý kiến của các chuyên gia khảo cổ, nhưng những người này cũng lắc đầu. Ngoài ra, họ đều không thể tin nổi. Với kỹ thuật hiện đại của chúng ta kiểm tra niên đại của một xác ướp không phải là một vấn đề khó khăn. Vấn đề là không thể kiểm tra xác ướp nữ này có niên đại bao nhiêu. Các chuyên gia dự đoán không biết có phải vì ô nhiễm tảng đá trên người mà gây ra việc này không. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Cung Khai Hà nói. Đáng tiếc là không lấy được đầy đủ cơ thể. Có lẽ nước Mỹ và Nga cũng đang nghiên cứu. Lý Khiếu Phong đột nhiên phá lên cười. Bọn họ chắc chắn còn buồn rầu hơn chúng ta. Bởi vì, chúng ta chiếm được nhiều hơn. Bọn họ chỉ được một bàn chân và một bàn tay. Nhưng bản vẽ này đến giờ cũng chưa nghiên cứu ra cái gì. Tôi nghĩ, thật sự không được có thể nghĩ đến hợp tác quốc tế. Bốn quốc gia lớn cùng nghiên cứu bản vẽ để khai thác phát triển. Cung Khai Hà nói. Hợp tác nghiên cứu vẫn có thể coi như là cách tốt nhất. Hiện giờ mỗi quốc gia đều có trong tay các bản vẽ không đầy đủ. Tuy nhiên, nếu hợp tác nghiên cứu ra kết quả, đây lại là một vấn đề cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu không hợp tác, ba quốc gia muốn lấy gì từ bản vẽ thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm. Một bản vẽ quan trọng như vậy, các quốc gia đều giấu ở chỗ thần bí nhất, được canh phòng nghiêm ngặt.
chiếm đoạt chắc chắn không thể được. Tôi thấy, cũng chỉ có thể hợp tác mà thôi. Tuy nhiên hợp tác lại là vấn đề quá lớn. Lý Khiếu Phong cũng nhăn mặt nói. Nhiều vấn đề là chắc chắn. Các quốc gia đều tranh giành lẫn nhau. Nếu thật sự có sự hợp tác thì có lẽ cũng chỉ là hình thức. Cung Khai Hà cũng thở dài, cảm thấy việc này thật sự khó khăn. Vậy để xem thái độ của họ thôi vậy. Lý Khiếu Phong nói. Lúc này, Diệp Phàm đang gọi điện thoại cho Vương Nhân Bàng, hắn hỏi. Gần đây anh có rảnh không? Gần đây, không rảnh, tôi đang hỗ trợ người trong nhà giúp ông nội trị bệnh. Có lẽ mấy tháng đều ở đây. Mẹ nó, xui xẻo. Hôm nay phải ở nhà với mấy lão già này, không gặp được cô nàng nào, thật sự khó chịu quá. Hơn nữa, cha có nghiêm lệnh, không cho đi ra khỏi cốc. Đúng rồi, cậu hỏi để làm gì, có phải có đồ chơi nào hay không? Vương Nhân Bàng chắc chắn đang nói với vẻ mặt tiếc nuối. Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Diệp Phàm phá lên cười, tỏ ý vui vẻ khi người khác gặp họa. Tôi xui xẻo cậu y si còn cười cái gì, như vậy còn là người không? Vương Nhân Bàng bất mãn thầm nói. Đúng rồi, Vương lão bị thương thế nào, có cần chúng tôi hỗ trợ một tay không? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời không cần, tuy nhiên, khi cần tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nếu không thì cậu cho là đại ca tôi đã quên cậu. Vương Nhân Bàng cười nói. Nghe nói cậu có tay nghề châm cứu và thảo dược, có lẽ thật sự có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, ông cụ là một người đầy bản lĩnh, hiện giờ đi đường cũng có người muốn giúp. Có lẽ mặc dù không tốt cũng là thân thủ tam tứ đẳng. Tuy nhiên, cũng tốt tránh việc Cung Khai Hà cả ngày dựa dẫm. Ông cụ đã nên bế cháu an hưởng tuổi già rồi. Bế cháu, đúng đúng đúng. Tuy nhiên, cháu trai như cậu đáng nhẽ phải đưa chắt về cho ông bế mới đúng. Bằng không, lão Vương bế ai? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, chuyển sang chuyện khác nói. Đúng rồi, cậu với cô gái đợt trước như thế nào rồi? Cô gái đợt trước nào? Tôi nói cậu nhé Diệp Phàm, đừng nói như vậy chứ. Lúc đó như thế nào, không phải cậu cũng như thế nào. Ở đập thủy điện đó, tất cả đều biến thành những kẻ điên. Lúc đó chuyện gì không làm được. Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa kêu lên, tất nhiên là né tránh. Mặc kệ thế nào, nhưng anh cũng là thật đúng không? Làm người phải chịu trách nhiệm việc làm của mình. Hơn nữa, cô gái 16 kia không tồi. Xinh đẹp có khí chất, anh nếu lấy được cô làm vợ thì sẽ là một người chăm sóc gia đình giỏi. Cũng là phúc đức mà anh đã tu luyện được. Nghe nói cô gái đó cũng có người ở Bắc Kinh nhắm rồi. Hiện giờ cô ấy cũng đã đến Bắc Kinh công tác, xung quanh không ít đàn ông. Anh nghĩ đến sĩ diện thì sẽ thành công dã tràng thôi. Diệp Phàm nói. Ai dám, người con gái của tôi người khác đừng nghĩ đến. Nếu không, tôi chặt đứt chân tay. Vương Nhân Bàng đột nhiên tức khí 10 phần hét lên, sau đó nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm, tôi nghe phong phanh. Nghe nói cô bé nhà họ Mai do cậu làm mối, giờ có muốn làm bà mối nữa không? Hừ, lại muốn bố làm bà mối, để xem anh xem. Nếu không, ai có thể mời tôi làm bà mối? Diệp Phàm nghĩ. Vương Bát, thật sự. Cậu không ngang được, đánh thì không đánh lại câu, không nói nữa, cha tôi gọi rồi. Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói. Diệp Phàm, Lam Tồn Quân, Thiết Chiêm Hùng. Lý Cường cùng Trần Khiếu Thiên và Trương Cường 6 người đi thẳng đến biên giới. Trần Khiếu Thiên không đi cùng Diệp Phàm mà là cao thủ bí mất đi theo. Mấy người tìm một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi, mở một tấm bản đồ đơn giản, 6 người cùng vây quanh. Theo tin tức tin cậy Hoa Hồng Đỏ ở tỉnh Tháp Giáp giáp biên giới tỉnh An Hưng. Đao Bá Gia giáp tỉnh Lâm, một núi không thể có hai hổ, hai bên đều muốn khống chế hoạt động kinh doanh tỉnh Tháp Giáp. Cho nên hàng năm đều xảy ra tranh chấp, Nguyễn Tiến Tiêu nói chuyện như thế, đơn giản là muốn mượn tay chúng ta để gạt bỏ Đao Bá Gia. Trương Cường chỉ bản vẽ nói. Người Hoa Hồng Đỏ thật sự không đơn giản, không ngờ được cấp dưới tôn kính như vậy. Lam Tồn Quân không khỏi thở dài nói. Chương 1984, cô gái váy hồng. Tồn Quân, cậu nghĩ sai rồi. Lúc này Thiết Chiêm Hùng đột nhiên cười ha hả. Sai rồi. Lam Tồn Quân nhìn Thiết Chiêm Hùng tỏ vẻ không hiểu. Quan hệ giữa Hoa Hồng Đỏ và Nguyễn Tiến Tiêu không thể so sánh với mối quan hệ của mấy anh em chúng ta. Chúng ta thật sự là anh em. Bọn họ, đơn giản là quan hệ lợi ích thôi. Nguyễn Tiến Tiêu hiện tại đã bị bắt,
chắc chắn là không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Tiêu muốn phục vụ hoa hồng đỏ như vậy, thật ra, tôi nghĩ trước khi chết Nguyễn Tiến Tiêu muốn làm chút việc vì gia đình thôi. Thiết Chiêm Hùng nói. Đúng vậy, những người như bọn họ, tuy nói là thật sự hung tàn, nhưng khi xa lưới vẫn khá quan tâm đến gia đình. Cho nên, mặc dù là có người xuống ngựa nhưng gia đình của y có thể sống cả đời. Bởi vì, người nhà bọn họ có thể được lĩnh một số tiền từ nay về sau không phải lo cơm áo. Đối với một chùm buôn ma túy mà nói, mấy chục triệu không khác gì mấy đồng tiền lẻ. Trương Cường nói, tôi cảm thấy không loại trừ Nguyễn Tiến Tiêu và Hoa Hồng Đỏ có quan hệ gì khác. Hoa Hồng Đỏ là một cô gái thần bí. Lam Tồn Quân nói, càng không thể, Hoa Hồng Đỏ là một cô gái bản lĩnh hơn Nguyễn Tiến Tiêu. Cô căn bản không có khả năng coi trọng y, nếu không có bản lĩnh hơn Nguyễn Tiến Tiêu thì không thể ngồi lên vị trí đại ca. Trương Cường lắc đầu. Đúng thế. Lam Tồn Quân gật gật đầu. Địa bàn của Hoa Hồng Đỏ ở phía đông tỉnh Tháp Sát. Hơn nữa, nghe nói người con gái này thường xuyên đến thành phố Vân Nghĩa. Có lẽ thành phố Vân Nghĩa chính là hang ổ của cô. Tuy nhiên, thành phố Vân Nghĩa cũng khá lớn, dân số đông. Chúng ta không quen địa bàn, muốn tìm cô quả là khó khăn. Thiết Chiêm Hùng phân tích. Không nhất định, Hoa Hồng Đỏ tuy nói thần bí nhưng những việc của cô chắc chắn Hoàng Quân biết. Hơn nữa, nghe nói Hoàng Quân có mở một hộp đêm gọi là Hồng Tinh ở thành phố Vân Nghĩa. Tất cả mọi người hiểu Hoàng Quân độc ác, cho nên, không ai dám làm ầm ĩ ở hộp đêm của gã. Hơn nữa, những người giàu có ở đây đều nể mặt gã. Thường thường đến hộp đêm để giải trí, tuy nói là đắt đỏ nhưng mua được sự an tâm cũng tốt. Hơn nữa, khi có chuyện gì bất bình, Hoàng Quân có thể ra tay giúp đỡ. Cho nên, hộp đêm Hồng Tinh kinh doanh không tồi. Lợi nhuận cũng lớn. Trương Cường nói. Hồng Tinh, xem ra, Hoàng Quân vẫn không quên quê hương. Diệp Phàm nói. Có mấy người có thể quên được chính quê hương mình, vì em bị lam nhục mà nhất thời Hoàng Quân tức giận. Hiện tại sống ở nước ngoài, tất nhiên trong lòng không thể nào thoải mái. Lam Tồn Quân nói. Vậy trước tiên bắt đầu từ Hoàng Quân đi. Tuy nhiên, nghe nói người này đặc biệt xảo quyệt, phải nắm được gã. Nơi này là địa bàn của gã, có lẽ không dễ dàng. Diệp Phàm nhíu mày. Tôi thấy không nhất định là thế. Biên phòng cũng đã từng đấu với Hoàng Quân rồi. Nhưng nghe nói Hoàng Quân chưa bao giờ đối mặt với đoàn phòng ngự thành phố Đông Cống. Bình thường đều đứng phía sau màn chỉ huy. Chúng ta chỉ thể hiện, tất nhiên cao hơn quan quân biên phòng Đông Cống. Người ta cho rằng đó là chuyện không có khả năng với chúng ta không là gì. Trùm xã hội đen thì thế nào? Nếu tổ đặc nhiệm A xuất động thì gã cũng không là gì cả. Thiết Chiêm Hùng có ý kiến riêng của mình. Tổ đặc nhiệm A đi tiêu diệt trùm xã hội đen là đại pháo đánh muỗi. Tuy nhiên, súng đạn cũng không có mặt, chúng ta cũng phải cẩn thận. Vậy thì xuất phát thôi, đến hộp đêm Hồng Tinh. Diệp Phàm nói. Hộp đêm Hồng Tinh là tòa nhà 3 tầng. Phía trước treo đèn lồng Trung Quốc sáng rực, từ xã có thể nhìn thấy rồi. Sân đá trước nhà giờ đỗ không ít xe. Không ngờ đến Mercedes-Benz BMW đều có. Một địa phương nhỏ thế này có thể rầm rộ như thế, xem ra kinh doanh không tồi. Ở cửa, có hai cô gái vẻ mặt tươi cười, không ngờ mặc đồ sườn xám Trung Quốc. Là loại sườn xám mùa đông, nếu không các cô nàng xinh đẹp này sẽ đông lạnh thành đá. Bên cạnh cửa chính có một cô nàng mặc Âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm trang của vệ sĩ. Ha ha, vệ sĩ Trung Nam Hải đến đây từ lúc nào vậy? Trương Cường cười trêu. Hai người này còn lâu mới bằng vệ sĩ Trung Nam Hải. Lam Tồn Quân nhìn thoáng qua, ánh mắt hết sức khinh bỉ. Đương nhiên là vậy, hàng nhái thôi. Trương Cường pha chút tự hào nói, thật ra làm cho Lam Tồn Quân đầy tò mò nhìn y. Bởi vì Lam Tồn Quân không biết thân phận thật của Trương Cường. Diệp Phàm Trương Cường cùng Lam Tồn Quân tỏ vẻ là người đến giải trí. Ba người tách ra bước đàng hoàng bước vào hộp đêm. Mà Thiết Chiêm Hùng và Lý Cường cùng Trần Khiếu Thiên đã bí mật tìm một vị trí tốt, cầm trường hiện đại nhằm ngay vào hộp đêm. Hội đêm có một phòng lớn, trên sân khấu lúc này đang có màn biểu diễn thoát y. Như thế nào gọi là múa thoát y? Chính là đến cuối cùng cũng không có cỡ bỏ hết. Đến cuối cùng, cô nàng trên người chỉ còn một chiếc quần tam giác. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, cô nàng đang ra sức vặn vẹo trên sân khấu. Diệp Phàm và Trương Cường tìm một vị trí khuất để ngồi.
Lam Tồn Quân đang định đi qua bên kia đột nhiên có một giọng nói vang lên. Lại đây, lại đây. Đó là giọng một cô gái, dùng tiếng Việt. May mắn Diệp Phàm có học cấp tốc một ít tiếng Việt, có thể nghe được câu này. Trương Cường thì thạo tiếng Việt. Lam Tồn Quân quay đầu lại thấy một cô gái mặc váy hồng. Cô gái này mặt trái xoan, đôi mắt rất lớn. Lúc này đang ngồi một mình ở một bàn tròn uống rượu. Trên bàn tròn là một đĩa bánh. Lam Tồn Quân hơi sửng sốt xong cũng đi đến. Đến gần mới phát hiện cô gái có nước da cũng không quá trắng. Thậm chí có phần ngăm đen khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẻ mặt thật sự rất trong sáng. Mặc một chiếc váy hồng, hơn nữa chiếc váy có dây thắt. Tất cả đều là kết lại, không ngờ kết lại thành nơ con bướm. Nhìn từ xa, từ cổ đến bụng cô giống như một hàng bướm hồng đậu vậy, cảm giác rất lạ. Chỉ có điều, lúc này có lẽ cô đã uống hơi nhiều, mặt đã ửng đỏ. Anh là người Trung Quốc. Cô gái hỏi Lam Tồn Quân, lần này không ngờ nói tiếng Trung Quốc chỉ là mang giọng của người nước ngoài, có chút cứng nhắc. Tôi đến đây vì việc buôn bán, cô bảo gì tôi? Lam Tồn Quân rất lẽ phép hỏi. Anh uống rượu với tôi, nói cho tôi một chút về Trung Quốc có được không? Đất nước này nghe nói rất đẹp. Cô gái váy hồng lúc này dường như rất dịu dàng nói, giống như một cô gái xinh đẹp đang nhờ người khác vậy. Làm cho lòng Lam Tồn Quân mềm nhũn, liền ngồi xuống. Đúng lúc này, một cô gái từ quầy trước chạy đến. Đầu tiên là cúi người nói. Cô giáo Hồng Lăng, cô uống nhiều rồi phải không, để tôi đưa cô về nhé. Cô gái này nói cũng là tiếng Trung Quốc, có lẽ là người Trung Quốc, bởi vì Hoa Kiều ở đây cũng không ít. Hóa ra là cô giáo, Lam Tồn Quân thả lỏng trong lòng, bởi vì, cô giáo cũng làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn. Hương Liên, cô giáo không sao, tôi đang muốn nghe chuyện về Trung Quốc. Không sao, không sao, cô đi đi, anh này từ Trung Quốc đến, anh ấy sẽ tâm sự với tôi. Hồng Lăng nói, anh nữa. Đừng bắt nạt cô giáo của chúng tôi, nếu không tôi sẽ bảo các bạn học đánh chết anh. Anh không biết đâu, bạn học của tôi là mấy tay đấm. Cô gái tên Hương Liên còn dơ dơ nắm tay ra vẻ dọa nạt. Tôi đến đây vì việc buôn bán, không phải đến gây sự. Hơn nữa, tôi luôn kính trọng cô giáo. Lam Tồn Quân thản nhiên cười, ra vẻ thư sinh. Đương nhiên, không không loại trừ khả năng khoe khoang trước mặt người đẹp. Lam Tồn Quân không ngờ bị một cô nàng uy hiếp. Buồn cười thật. Trương Cường không kìm nổi cười nói. Người này thật sự là rất may mắn, không ngờ được một cô giáo xinh đẹp kéo đi hàn huyên. Trương Cường hâm mộ không, nếu không cậu cũng tìm một người tâm sự đi. Diệp Phàm cười nói nhỏ. Thôi vậy, tôi không có may mắn như Lam Tồn Quân. Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều địa danh nổi tiếng. Vạn Lý Trường Thành chắc cô đã nghe nói qua. Ngay cả các phi hành gia của Mỹ trên mặt trăng cũng nhìn thấy. Cô giáo Hồng Lăng, nếu có cơ hội nhất định cô phải đến Trung Quốc để thăm một lần. Trường Thành rất hùng vĩ, còn có cố cung nữa. Lam Tồn Quân bắt đầu múa mép khua môi, nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt kia thiếu chút nữa nước miếng cũng bay ra. Làm như vậy có lẽ không đợi được Hoàng Quân, phải làm lớn một chút. Diệp Phàm nhập một ngụm rượu nói. Hay là bảo Lý Cường ném một gói thuốc nổ, tôi nghĩ hộp đem Hồng Tinh bị nổ Hoàng Quân không thể không xuất hiện. Nếu thật sự không xuất hiện thì danh tiếng bị đánh bẹp, sau này sao có thể ra oai? Trương Cường đưa ra ý kiến. Cũng đúng, tuy Hoàng Quân có thế lực, nhưng không ít kẻ thù. Mà Lý Cường dùng nước thuốc rồi, bọn họ cũng không biết. Cứ bảo Lý Cường đưa ra một khối thuốc nổ cá nhân làm ầm ĩ một phen. Đương nhiên không thể làm bị thương người. Làm cho phòng này đổ nát là được. Tôi nghĩ Hoàng Quân không thể ngồi yên. Đây chính là thể diện của gã. Nếu không xuất hiện, còn gì là Hoàng Quân? Diệp Phàm nói. Cứ quyết định như vậy đi, tôi liên hệ Lý Cường. Trương Cường nói rồi lấy điện thoại ra. Trương Cường ra hiệu cho Diệp Phàm. Bên này Diệp Phàm cũng ra hiệu cho Lam Tồn Quân. Không lâu sau, một giọng la hét vang lên. Họ Hoàng kia, ra đây, bố phải bắt đồ chó má như mày. Dám giết anh em của bố mày. Bố giết chết mày. Đương nhiên, giọng Lý Cường cũng đã thay đổi. Là Trương Cường vừa mới nói. Tuy nhiên, cùng với tiếng quát, Trương Cường cũng ném một đồ ra. Chương 1985, anh cuối cùng đã ra. Chỉ thấy Lý Cường nhảy ra, mặt dữ tợn giống như quỷ, cầm trên tay vật gì đó giống như bật lửa,
trên bường cột xung quanh giống như thuốc nổ, mấy quyền đấm đá vệ sĩ canh cửa bước vào trong. Chạy mau, đó là một kẻ điên muốn tự nổ đấy. Trương Cường nhân cơ hội đập nát một bình rượu hét to lên một tiếng ra vẻ muốn chạy ra ngoài. Bùm một tiếng. Trong đại sảnh, mấy chục người đàn ông giàu có đang ôm các em út lập tức sợ tới mức vội đứng lên ngay, trong phòng loạn hết lên. Đột nhiên, đèn điện trong phòng chập chờn, không ngờ tắt ngóm. Tuy nhiên, cũng không tắt hết, có nhiều chiếc chỉ lung lay, cả phòng lập tức ồn ào, hỗn loạn. Hơn 10 vệ sĩ ở cửa đã bị Lý Cường đá mất 7-8, còn lại 7-8 người đang chen chúc vào đám người hỗn loạn vào góc tường. Đương nhiên, nếu có người tiếp cận Lý Cường chắc chắn sẽ bị trúng một hòn đá của Diệp Phàm. Người xui xẻo kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, bị đám người đang hoảng loạn dẫm lên thành bã đậu. Đây là Diệp Phàm đang bảo vệ Lý Cường. Mà Diệp Phàm và Trương Cường cũng bị người ta chen chúc đến tận góc trong, vô tình đến không xa bàn của Lam Tồn Quân. Mà Lam Tồn Quân cũng quá vui, giơ tay kéo cô giáo Hồng Lăng muốn chạy ra bên ngoài. Tuy nhiên, Lam Tồn Quân không may, cô giáo Hồng Lăng không ngờ bị ghế dựa làm trượt chân, không chạy ra ngoài được. Giống như người chạy trốn, Lý Cường đột nhiên hét lớn. Nổ chết chúng mày! Một màn xương khói toát ra, tất nhiên là Lý Cường thả ra một ít khói đạn. Sau đó châm mấy ngòi nổ ném về phía quầy ba. Vả lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, ngòi nổ hướng về phía quầy ba không ngờ bay qua cửa sổ ra ngoài. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm thấy rõ, ngòi nổ bị va vào một cái đĩa mới thay đổi phương hướng. Hơn nữa, người ném ra cái đĩa không ngờ là cô giáo Hồng Lăng kia nhân dịp Lam Tồn Quân không để ý ra tay. Còn không chạy mau. Diệp Phàm hét to, nhìn Lam Tồn Quân hét, bên này. Diệp Phàm bước một bước lớn đến trước mặt cô giáo Hồng Lăng. Chặn bước cô ra ngoài cửa. Lam Tồn Quân ngạc nhiên sau đó chạy ra ngoài. Tuy nhiên, ngòi nổ vốn phải bay về cửa số không ngờ lại đổi hướng bay về phía quầy ba. Việc này, tất nhiên là do Diệp Phàm. Mấy người vừa mới chạy ra ngoài quán rượu thì một tiếng nổ long trời vang lên. Cả tòa nhà rung động, một chùm khói đen bốc lên từ quán rượu. Đương nhiên lượng thuốc nổ không phải rất nhiều. Ý Diệp Phàm chính là nổ là được, không cần phải nổ sập phòng. Cảm ơn anh, tôi đi trước một bước. Cô giáo Hồng Lăng đẩy Diệp Phàm ra chạy nhanh. Tuy nhiên, Diệp Phàm không buông tha cô, bởi vì hắn phát hiện cô giáo này hơi khả nghi. Cô chạy không ngờ là phương hướng Lý Cường bỏ chạy. Việc này cũng là nguyên nhân mà Diệp Phàm bảo Lý Cường chạy chậm một chút. Tất nhiên, muốn dẫn cao thủ của quán rượu đi theo, để Hoàng Quân đến. Khi vừa mới chạy ra khỏi tầm mắt Diệp Phàm, cô giáo Hồng Liên đột nhiên dùng lực của chân đạp lên tường. Cả người không ngờ ba lên trời chừng 2 mét, quay người đón đầu Lý Cường. Có triển vọng. Diệp Phàm phía sau thi triển hổ ưng công theo sát. Tuy nhiên, Diệp Phàm báo cho Lý Cường bảo gã phải nhanh hơn một chút chạy đến nhà xưởng bỏ hoang gần đó. Đồng thời cũng báo cho Lam Tồn Quân ở lại hộp đêm Hồng Tinh chờ Hoàng Quân, phối hợp với Thiết Chiêm Hùng. Trương Cường trước đó đã chạy đến nhà xưởng bỏ hoang rồi. 10 phút sau, Lý Cường cuối cùng cùng bị Hồng Lăng đuổi theo. Người anh em, đi theo tôi làm gì? Lý Cường không chạy, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm cô giáo Hồng Lăng. Cho nổ tung hộp đêm của người ta rồi muốn chạy sao? Tôi ghét nhất loại người xem tính mạng người dân như chuyện vặt. Hồng Lăng đột nhiên giống như thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt chính nghĩa hơn nữa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cường hừ nói. Đó là quán của cô. Lý Cường lạnh lùng nói. Tôi thích nơi đây. Hồng Lăng lắc lắc đầu nói. Vậy cô muốn thế nào? Lý Cường hừ nói, còn giật giật tay, ý là chúng ta có thể thử sức một chút. Hộp đêm Hồng Tinh không thể để người khác xâm phạm, anh nổ thuốc nổ ở đó phải trả giá. Hồng Lăng nói. Ha ha ha. Lý Cường đột nhiên cười, chỉ vào Hồng Lăng nói. Ngay cả cô còn muốn tôi phải trả giá. Là cô đó, một người đàn bà, có tin tối nay tôi nằm lên cô không? Trên mặt Lý Cường đột nhiên hiện lên một tia đáng khinh. Diệp Phàm hiểu được đây là giả vờ. Bởi vì Lý Cường không thích lăng nhăng, chỉ thích luyện công và hiếu kính cha mẹ người thân. Đến bây giờ sống chết vẫn chưa kết hôn. Diệp Phàm cũng nói với y vài lần, tuy nhiên, Lý Cường vẫn kiên trì phải phục vụ Diệp Phàm vài năm, khi 40 tuổi mới lo đến vấn đề này. Dù sao. Vợ con rồi không thể thoải mái đi phối hợp với Diệp Phàm được. Diệp Phàm cũng cảm động đồng ý sau khi Lý Cường kết hôn xong thì y tự do. Tuy nhiên Lý Cường nói thích cuộc sống này.
người muốn nằm lên tôi rất nhiều. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn chưa cho ai cưỡi lên. Hồng Lăng lạnh lùng nói. Đúng không, hay là chúng ta đêm nay thử xem? Lý Cường cố tình nói. Từ đã, muốn chơi thì có thể. Tôi đêm nay sẽ chơi với anh. Tuy nhiên, trước khi chơi anh phải nói, ai bảo anh đến đây? Hồng Lăng hỏi. Nói cô cũng không biết, dù sao sau tối nay cô sẽ là người của tôi. Đào Bá Gia đã nghe nói qua chưa? Lý Cường nói ra tên. Không thể. Hồng Lăng lập tức ngắt lời. Cô quen Đào Bá Gia. Lý Cường thản nhiên hừ nói. Đào Bá, y biết được lại lịch hộp đêm hồng tinh, chắc chắn không thể làm chuyện ngu xuẩn này. Anh bạn, anh nói dối cũng không biết đường nói dối. Xem ra, không để anh đau khổ một chút anh sẽ không thành thật nói ra. Hồng Lăng đột nhiên kéo thắt lưng, một dải rộng 40 phân dài hơn 10 mét nhẹ nhàng kéo ra. Dải băng hình như có vết đốm mờ ảo, đôi mắt ưng của Diệp Phàm cẩn thận nhìn lên, lập tức lạnh người. Bởi vì băng mà Hồng Lăng mang theo không ngờ có rất nhiều vật giống như đinh sắt trên mặt. Nếu bị quăng trúng thì cả người đều bị thương, đánh vào mặt sẽ rách hết. Cô nàng, một thằng hề nhảy nhóc, để tôi thử trước. Lúc này phía sau vang lên một tiếng nói lạnh lùng. Cùng với tiếng nói, một bóng dáng cao gầy từ trên nhảy xuống, mạo hiểm đứng trước mặt Lý Cường. Sau đó lại có mấy người cầm súng lục đứng xung quanh. Hoàng Quân, cô gái này chẳng lẽ chính là Hoa Hồng Đỏ? Diệp Phàm biết trước có người đến đây cho nên, Trương Cường đã theo dõi họ. Diệp Phàm nhìn những người cầm súng lục này, tất cả đều trong tầm ngắm phi đao cho nên không lo lắng lắm. Bởi vì, Diệp Phàm thấy, vài người cầm súng này chỉ là cầm thôi, cũng không nhắm vào Lý Cường. Chỉ cần ai dám có hành động chắc chắn sẽ ăn một đao của Diệp Phàm. Anh là Hoàng Quân. Lý Cường thản nhiên hừ nói. Bởi vì ảnh của Hoàng Quân tất cả mọi người đã xem qua. Tuy hiện giờ đã đổi kiểu tóc nhưng vẫn có thể nhận ra. Một cao thủ lục đẳng trở lên, ánh mắt và cảm giác chắc chắn tốt hơn người thường. Nếu không đã sớm bị người ta xử lý rồi. Không phải mày tìm tao sao? Anh bạn, lá gan không nhỏ. Không ngờ dám đến hộp đêm của ông đây gây rối. Tối nay ở nhà xưởng hoang này chính là mộ chôn mày. Ngay cả quan tài cũng không có. Hoàng Quân hừ nói. Tôi thấy chưa chắc, tôi dám đến hộp đêm để nổ thuốc nổ, sẽ dám vặn cổ anh. Trung Quốc không phải có câu danh ngôn không có ba phần thắng không dám lên núi Lương Sơn sao? Hoàng Quân, anh là người Trung Quốc, không phải không hiểu ý này chứ? Lý Cường vẻ mặt bình tĩnh nói. Theo phân tích của Diệp Phàm, Hoàng Quân nhiều nhất của là thân thủ lục đẳng, chắc chắn không mạnh hơn Lý Cường. Còn người tên là cô giáo Hồng Lăng, có Diệp Phàm theo dõi rồi, Lý Cường tất nhiên không phải lo lắng. Huống chi Trương Cường còn đang có súng trường bắn tỉa. Vậy là tốt rồi, đến đây đi. Hoàng Quân cũng tức giận, nhìn Hồng Lăng một cái, đột nhiên lùi một chút nhưng rất nhanh. Trong chớp mắt một côn sắt từ trong tay Hoàng Quân lao về phía Lý Cường. Người này không phải độc bình thường. Một côn này nếu bị bổ trúng, thì chắc chắn đầu lìa khỏi xác, đi xuống địa phủ. Lý Cường rất khả, xoay người tránh. Côn của Hoàng Quân sượt qua tai Lý Cường. Cậu thử của ông đây một chút. Lý Cường giống lên, tùy tay dùng côn sắt Diệp Phàm đã chuẩn bị trước hướng về phía phần bụng Hoàng Quân. Thật sự có tài, lại đến. Côn đầu tiên không bổ trúng Hoàng Quân rất tức giận, giống lên một tiếng, lại bay lên trời, hai tay dùng 10 phần khí lực bổ xuống dưới. Ngay cả không khí cũng bị côn sắt làm cho ồn ào, giống như chịu không nổi mà nổ tung. Đến tiếp, Lý Cường lần này không tránh, trực tiếp dùng côn đánh lên. Loảng xoảng, một tiếng vang chói tai hai bên đều bị lực của côn làm lui vài bước. Hoàng Quân lúc này có chút hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Cường. Gã thở hổn hển nói. Mày là ai, chẳng lẽ thật sự là đệ tử của Đao Bá? Đánh thắng được bố hãy hỏi. Lý Cường bắt đầu phản kích, quyền cước và côn bắt đầu hợp lại. Nhà xưởng cũ nát lập tức vang lên tiếng loảng xoảng. Không lâu bóng người bay trong không trung, một bóng người ngã xuống đống rác. Mẹ kiếp! Hoàng Quân hét lên, lao từ đống rác rưởi không kịp gạt rác trên mặt cùng cả máu tươi, một chiêu lao về phía Lý Cường. Tuy nhiên, bị Hồng Lăng ngăn lại. Để tôi thử xem. Hồng Lăng nói. Xem ra, Hoàng Quân còn chưa đột phá lục đẳng. Không phải là đối thủ của Lý Cường. Chiếc băng giống như một con rắn lao về phía côn sắt của Lý Cường. Lý Cường lui sang cạnh ba bước lớn, muốn tránh.
Tuy nhiên, cảm giác tay căng lên, băng không ngờ chuyển hướng rất lạ, thay đổi tốc độ, cuốn lấy côn trong tay y. Lý Cường dùng một chút lực, nắm chặt côn. Bắt được sao? Giọng dịu dàng của Hồng Lăng vang lên, loảng xoảng một tiếng truyền đến. Côn của Lý Cường bị băng cuốn lấy từ trong tay. Hồng Lăng quăng một cái, côn bay ra xa mấy chục mét. Chương 1986, anh là ma quỷ. Đồng tử Lý Cường trợn ngược, cảm thấy cô gái này thật đáng sợ. Vội vàng lùi ra ngoài, tuy nhiên, phiêu đái tốc độ nhanh hơn anh ta nhiều, chân lập tức bị phiêu đài cuốn chặt. Hơn nữa, còn vòng mấy vòng quỷ dị xung quanh. Hồng Lăng tiện tay múa, Lý Cường từ không trung bị cô ta kéo bay hướng về phía đống rác mà Hoàng Quân đâm vào khi trước. Cô gái này, lòng phục thù mạnh khác thường, đây gọi là phương pháp ăn miếng trả miếng. Hừ, theo một tiếng, hừ, lạnh truyền đến, một tên cầm súng, bóng hình quỷ dị vụt qua. Bịch, bịch, mấy tiếng giòn vang, tên cầm súng lập tức cảm thấy cổ tay đau. Vừa nhìn, chảy đầy máu, còn súng trong tay thì không thấy đâu nữa. Hình như ai đó dùng đôi tay trống không thần bí trộm đi mất. Còn người đó đang trượt trên không trung, vừa bị kéo vừa bị lắc rất chắc, phiêu đái của Hồng Lăng liền giống như bị anh ta giữ lại. Hơn nữa, lại bị kéo đến mức lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Hồng Lăng dùng hết sức mạnh mới đứng vững được. Ở đây, các anh không phải tìm nữa. Diệp lão đại vẻ mặt mỉm cười, trên tay dùng một chút sức mạnh, mấy tay súng kia như bị xoắn quẩy trong tay hắn, nòng súng xoắn lại với nhau, thành một đống sắt vụn. Lại mấy tiếng, bá bá, vang lên. Mấy tên mất súng bị một bóng người phái sau đá ngã xuống đất, chỉ một lúc mà đã cơ bản không thể leo núi được nữa. Người này, đương nhiên là Lam Tồn Quân chạy tới lúc sau. Không bị đánh, thật chả thú vị gì. Lam Tồn Quân vỗ vỗ tay, vẻ mặt buồn bực. Anh đúng là giả đò, Diệp lão đại trong lòng khinh bỉ nhìn cái tên đang giả vờ giả vịt kia liếc mắt một cái, rồi nhìn Hồng Lăng, nói. Nếu tôi đoán không sai, cô chính là hoa hồng đỏ. Chỉ cần có thể đánh được bản cô nương, anh muốn biết điều gì cũng được. Cô giáo Hồng Lăng tuy nói bị hãi hùng một phen, nhưng liền khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên hử nói. Nhường cô một tay, đến đi. Diệp lão đại rất kênh kiệu, tay phải vừa động, tay trái liền để ở sau lưng. Hắn bình tĩnh nhìn cô giáo Hồng Lăng, trong mắt, thản nhiên mà phóng khoáng, rất giống đại hiệp trong phim võ hiệp cổ đại. Đương nhiên không phải là mấy đại hiệp thùng rỗng kêu to. Ít nhất cũng phải thuộc loại Sở Lưu Hương, Sở Hương Soái, xuất khí ngất trời. Chỉ còn thiếu một cái quạt. Quá ngông cuồng, chưa từng gặp người ngông cuồng vô độ như này. Hồng Lăng đột nhiên cười khanh khách, phiêu đái chợt lóe, động tác phiêu nhu không có, lần này phiêu đái như một cây thiết côn dẹt, ba, một tiếng, dường như cong cong đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Ha ha, ánh sáng hạt gạo, cũng chiếu sáng rọi. Diệp lão đại tay phải vừa tung lên, đã vững vàng bắt được phiêu đái. Lại đây, Hồng Lăng vừa dùng lực, tuy nhiên, Diệp lão đại không phải Lý Cường. Đó là đứng được vững như Thái Sơn. Cô giáo Hồng Lăng vừa kéo mấy cái, không ngờ không thể kéo động. Lại đây nào bảo bối. Diệp lão đại trên mặt bình tĩnh cười, tay đột nhiên động, phiêu đái bị hai cao thủ kéo, đột nhiên mềm rũ. Dựa vào thế sét đánh không kịp bưng tai, lập tức cuốn lấy phần eo của cô giáo Hồng Lăng. Bị lôi kéo, Diệp lão đại vừa dứt lời, cô giáo Hồng Lăng đã rất, nghe lời, biểu diễn trò tiên nữ bay giữa không trung rồi bay nhào vào lòng Diệp Phàm. Ồ! Man hương. Diệp lão đại hai tay vừa động, ngón tay phất qua mặt ngoài của phiêu đái. Thứ đổ trông như mấy chiếc đinh sắt ba, vài tiếng rồi toàn bộ từ tay Diệp Phàm rơi xuống đất. Giờ phút này, phiêu đái mới là một giải phiêu đái chân chính. Sau đó, phiêu đái thành một sợi dây cảnh sát, quấn chặt lấy cô giáo Hồng Lăng. Bên kia Hoàng Quân muốn ra tay, Lam Tồn Quân đá vài cái. Tên này liền ngã xuống đất run run. Anh là ai? Hồng Lăng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp lão đại. Tôi là ai không quan trọng, trước tiên cô giải thích rõ với tôi, cô có phải là hoa hồng đỏ không? Diệp lão đại đặt mông ngồi lên chiếc ghế Lý Cường vừa mang đến. Lý Cường rất ân cần tiến lên phía trước đưa một điếu xì gà tuyết ra. Đây là động tác theo thói quen của Diệp Phàm, anh ta trở thành cổ tay của Diệp lão đại. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Hoa hồng đỏ không ngờ không sợ, thản nhiên hừ nói. Đàn bà, không phải nói chuyện với lão đại chúng tôi như vậy. Theo tiếng hừ của Lý Cường,
ba, ba, mấy tiếng, trên mặt Hồng Lăng lập tức thoáng hiện vết hằn thâm tím của mấy ngón tay. Đối với đàn bà, Lý Cường không có cảm giác gì. Xuống tay không chút nể tình. Mẹ nó, dừng tay. Hoàng Quân vừa mới hô một câu, cũng ba, ba, mấy tiếng, mặt lập tức sưng lên như đầu heo. Đương nhiên là đồng chí Tiểu Lam Tử hạ độc thủ. Tôi thích người thông minh. Diệp lão đại vểnh hai chân, nhìn cô giáo Hồng Lăng liếc mắt một cái, thản nhiên cười. Tôi không biết anh muốn nói gì. Cô giáo Hồng Lăng vẫn mạnh miệng nói. Xem ra, cô vẫn chưa hiểu quy tắc. Diệp lão đại khóe miệng tạo thành một nụ cười quỷ dị, đây là điềm báo Diệp lão đại sắp nổi bão. Có người tới. Lúc này, bên ngoài Thiết Chiêm Hùng truyền tin. Chú ý chặt chẽ. Diệp Phàm nói, ba ngựa Thiết Chiêm Hùng, Trần Khiếu Thiên và Trương Cường đều ở bên ngoài, đây là phòng bị chuyện bất trắc. Có mười mấy người, tất cả đều cầm thứ đồ như côn bổng. Thiết Chiêm Hùng nói, không sao, không có súng là tốt rồi. Nếu có súng thì anh đi tìm hiểu trước đi. Diệp Phàm nói. Không lâu sau. Anh thật là uy phong, bắt nạt một cô gái không ngờ lại uy phong như vậy. Thế mà anh vẫn là một người đàn ông, tôi thật lòng cảm thấy ngại thay anh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh như băng. Theo giọng nói, bên ngoài vang lên một tiếng hỗn độn. Không lâu sau, một người toàn thân màu đỏ, diện mạo có phần hơi giống Hồng Lăng. Nhưng lạnh lùng hơn Hồng Lăng nhiều, một cô gái rất có khí chất, bình tĩnh đi từ ngoài đường vào. Giống như nơi này căn bản không phải là nơi chiến trường sinh tử, mà chỉ là một mảnh vườn trồng rau để cô ta đi tản bộ. Cô là hoa hồng đỏ. Diệp Phàm nhìn cô ta một cái, vẫn ngồi trên ghế. Xoạch, một tiếng thở ra một vòng khói, hình tượng Hắc lão đại thất thúc. Mục tiêu của các anh là tôi, thả em gái tôi ra. Hoa hồng đỏ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ nói. Chúng tôi dựa vào cái gì mà thả cô ta, cô có tư cách gì mà nói chuyện với lão đại của chúng tôi, chỉ là một bà già thối. Lý Cường lạnh lùng hừ nói, đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, tư thế sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào. Dựa vào cái này, người phụ nữ mặc đồ hồng đột nhiên trong tay loáng lên một cái, một dải phiêu đái màu hồng gần giống với của cô giáo Hồng Lăng. Đoàng, như sấm giật, nháy mắt đã tới trước cái đầu quả dưa của Lý Cường. Hừ. Diệp lão đại hừ lạnh một tiếng, tiện tay nhặt thanh thiết côn dưới đất lên ném tới. Sát, một tiếng, thiết côn xoay tròn khiến cho phiêu đái chuyển hướng tấn công. Đôi mắt của người phụ nữ mặc đồ đỏ hiện lên một tia khiếp sợ, xoay tròn khôi phục. Các hạ thật có bản lĩnh, rút cục các anh muốn làm gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ giọng điệu dịu đi không ít. Phải biết rằng giải hồng phiêu đái đánh lén của cô, không mấy người có thể tránh được. Không ngờ bị người thanh niên vẻ mặt cà lơ phất phơ, ngồi trên ghế kia dùng một cây thiết côn kéo lệch hướng. Làm một vụ giao dịch, bảo toàn bộ thủ hạ của cô lui về. Bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh nói, trên người khí thể mãnh liệt. Mẹ nó, anh kêu cái khỉ. Trong mười mấy tay thủ hạ, có một tên hung hãn cổ tay xăm một hình con sói đột nhiên sờ vào eo lưng, lấy ra một khẩu súng. Bịch, một tiếng, người nọ thảm thiết kêu lên một tiếng, phun máu ngã xuống. Đương nhiên là bút tích của Thiết Chiêm Hùng. Ai còn dám động, đây là kết cục. Diệp lão đại thản nhiên hừ nói. Quản nhiên có chuẩn bị mới tới. Sắc mặt người phụ nữ mặt đồ đỏ có chút khó coi. Đột nhiên vung tay lên, xung quanh Thiết Chiêm Hùng không ngờ vang lên một tiếng, bá. Không lâu sau liền xuất hiện khoảng 30 tên cầm súng tự động. Không thèm mạng của em gái cô nữa, thì còn có người này. Diệp Phàm duỗi chân đá Hoàng Quân một cái, hừ nói. Anh! Sắc mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ càng khó coi. Không có cách gì, đành phải vung tay lên, 30 mấy tên thủ hạ kia lại lui ra bên ngoài nhà máy. Tôi rất có thành ý đó. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lại nói. Bảo những người này cũng cút đi. Diệp Phàm chỉ vào mười mấy tên phía sau. Không thể. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhìn bốn phía, quả quyết từ chối. Bởi vì nếu vậy chỉ còn lại ba người là mình, em gái và Hoàng Quân. Nếu bọn họ đều đi, vậy bên mình rõ ràng có chút yếu thế hơn. Người thanh niên thần bí này, hình như bản lĩnh cũng không thường. Không đi phải không? Diệp lão đại đột nhiên tay vừa động, bá, bá, vài tiếng, Liễu Diệp phi đao bay ra không tiếng động. Theo tiếng, bá, bảy tám tay thủ hạ đầm đìa máu, ngã xuống trong tiếng kêu.
anh muốn làm gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ tức giận cắn răng. Tuy nhiên, trên mặt lại lộ vẻ khiếp sợ. Ngay cả hai má cũng ửng đỏ, phỏng chừng có chút nén giận. Nếu không đi, toàn bộ nằm xuống. Diệp Phàm hừ nói. Các ngươi lui về bên ngoài nhà máy đi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bất đắc dĩ phất phất tay, mười mấy tên thủ hạ dìu nhau ra ngoài. Như vậy mới tốt chứ. Diệp lão đại duỗi thẳng đôi chân to ra, nói. Chúng ta không quen đúng không? Chúng ta không thù không oán, sao các anh không tha cho chúng tôi? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng nói tiếng Hoa Hạ, dù có chút gượng gạo, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe ra. Cô là hoa hồng đỏ à? Diệp lão đại hỏi lại lần nữa, nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ liếc mắt một cái, lại nói. Chúng tôi chỉ nói chuyện với hoa hồng đỏ. Là tôi, chị của Hồng Lăng, các anh phỏng chừng cũng điều tra qua về tôi rồi, tôi chính là Lê Chân Chân. Hoa hồng đỏ bình tĩnh dần. Đã nghe tới hùng mạo cô bao giờ chưa? Diệp Phàm hỏi. Các anh muốn nó. Hoa hồng đỏ không đáp, hỏi ngược lại. Cứ cho là thế đi. Diệp Phàm nói. Các anh muốn nó thì tự đi tìm Đao Bá là được, ở đây chúng tôi không có thứ này. Phỏng chừng, trong số mấy tỉnh này, chỉ có địa bàn Đao Bá là có. Hoa hồng đỏ nói, trên mặt có chút thoải mái hơn. Cô không phải là muốn làm lão đại của tỉnh Tháp Sát sao? Diệp Phàm hỏi. Ai chẳng muốn làm lão đại, chỉ có điều, lực lượng chúng tôi không bằng bọn họ. Lượng sức mà đi chẳng phải là điều mà người Hoa Hạ các anh thường nói đó sao? Hoa hồng đỏ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ha ha, xem ra, cô không cần em gái với người này nữa. Còn nữa, cô đã đến đây rồi, cũng phải lưu lại chứ. Hơn nữa, cô tin hay không, chúng tôi có thể tiêu diệt toàn bộ người của cô. Diệp Phàm nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng người ta nghe ra thì có vẻ có chút khẩn trương. Anh đang ép tôi. Hoa hồng đỏ nói. Không thể nói là ép, mà là đôi bên cùng có lợi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi có thể được cái gì, ít nhất, các anh cần hùng mạo cô. Hoa hồng đỏ nói. Các cô được càng nhiều hơn, bởi vì, các cô không phối hợp với chúng tôi, đám thủ hạ của các cô sẽ tiêu hết, biến mất khỏi thế gian này. Không tin phải không, vậy thử xem. Diệp lão đại đột nhiên đứng lên, một chân điểm như tia chớp, hổ ưng công công của Phí gia xuất ra, lướt đi ra phía bên ngoài nhà máy. Đợi những người ở đó phản ứng lại, bá, một tiếng, trong số mấy chục người đang trốn ở bên ngoài nhà máy, có ba người bị Diệp lão đại ném từ trên không trung xuống như đại bàng bắt gà. Lập tức, ba tên kia kêu lên một tiếng thảm thiết, từ độ cao 3-4 mét bị Diệp Phàm đập xuống. Chỉ tưởng tượng cũng biết thế nào rồi. Lập tức, máu thịt một đoàn. Anh là ma quỷ. Hoa hồng đỏ cắn răng mắng. Tôi không ác bằng cô, nghĩ xem. Thuốc phiện của cô một năm lấy đi mạng sống của bao nhiêu người. Tôi chỉ là vì dân trừ hại thôi, không nói đến ác mà chính là thiện. Diệp Phàm bất động, vừa rồi rõ ràng là vũ lực, đương nhiên chính là dùng để uy hiếp. Chương 1987, hang ổ của Đao Bá. Quyết định nhanh một chút, tôi không thích dài dòng. Lam Tồn Quân đứng ở phía đối diện giả bộ dữ tợn hừ nói. Tôi làm sao có thể tin tưởng được các người có thể lấy được nấm mũ gấu xong không hại chúng tôi chứ? Hoa hồng đỏ hừ nói. Các cô, không được lựa chọn. Hơn nữa, chúng tôi chỉ cần nấm mũ gấu, đối với các người chỉ cần phối hợp với chúng tôi, những cái khác chúng tôi không có hứng thú. Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải là người của tổ chức chống ma túy quốc tế. Trước khi chúng tôi không lấy được nấm mũ gấu, em gái của tôi sẽ nằm trong tay chúng tôi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vậy được. Hoa hồng đỏ cuối cùng chẳng còn cách nào, đành phải đáp ứng điều kiện của Diệp Phàm. Còn cô giáo Hồng Lăng lại bị Trần Khiếu Thiên giấu vào một nơi bí mật. Đừng có giở trò với chúng tôi, em gái cô và Trần Quân đều đã uống loại thuốc đặc biệt của chúng tôi. Nếu trong 10 ngày mà không được giải, thì bọn họ chỉ có thể sang Tây Thiên thôi. Bởi vì cũng giống như người Ti Kiêu, người Việt Nam cũng rất tin Phật, nên có thể hiểu được ý của câu, sang Tây Thiên, là gì. Nếu như em tôi mà có mệnh hệ gì, các người đừng có hòng mà thoát khỏi đây. Không ngờ hoa hồng đỏ đột nhiên kiên cường lên, miệng cô run run, cắn răng nói, đây tuyệt đối không phải là nói đùa. Tôi cũng đang muốn nói với cô câu này, nếu như bất cứ người anh em nào của tôi bị thương, thì tôi cũng sẽ ghi nợ lên người cô đấy.
Lối thoát duy nhất của cô chính là nói cho rõ tình hình thực tế của Đao Bá, chúng ta cùng nhau hành động, nếu không. Diệp Phàm nói đến đây, giọng càng lúc càng lạnh lùng, khiến cho Hoa Hồng Đỏ cũng có chút sợ hãi. Hắn nhìn Hừ nói, không phải cô chỉ có thân thủ thất đẳng sao, đừng có khoe khoang trước mặt tôi, chẳng có tác dụng gì đâu. Mấy người bước vào một nhà nghỉ nhỏ. Không lâu sau, thủ hạ của Hoa Hồng Đỏ đem đến một túi văn kiện. Sau khi bước vào phòng, Hoa Hồng Đỏ cẩn thận mở túi văn kiện và rút ra một tấm bản đồ. Sau khi giải bản đồ ra, Hoa Hồng Đỏ chỉ vào một chấm đỏ bên phía tây nói nhỏ. Nơi đây chính là Không Lâm Tự ở đường Đô Sơn. Đi tiếp khoảng một cây số, là một nơi rất hẻo lánh, núi rất cao, địa thế hiểm trở, tất cả đều là rừng bát ngát, hang ổ của bọn Đao Bá chính là ở đây. Chúng tôi nói là ngưỡng giếng cong, hình dạng của cả đường cong lớn giống một nửa cái giếng. Ở ngưỡng giếng cong đó có rất nhiều sơn động, to nhỏ đều có. Phỏng chừng cũng phải đến 30 cái, các động này đều thông nhau. Hơn nữa hình thức thông nhau giữa các động cũng rất nhiều. Khiến cho người ta không biết thế nào mà đề phòng cả. Ngay cả tôi cũng chỉ biết được những điều này, mà trong những cái động này, chỉ có động lớn là tôi từng đi qua một lần. Những động nhánh bên cạnh từ trước tới giờ Đao Bá chưa từng cho ai bước vào cả. Bên trong cụ thể có cái gì thì ai cũng không rõ. Mà nấm mũ gấu nghe nói sinh trưởng ở một cái động nào đó. Bởi vì Đao Bá có nuôi một đám gấu chó. Bí mật này chắc chỉ có Đao Bá mới biết được. Hoa Hồng Đỏ vừa chỉ vừa nói. Thủ hạ của Đao Bá ra có 4 đại hổ tướng, lần lượt là Ninh Cổ, Phong Thuật, Tháp Đương, Huyết Liên. Đẳng cấp quốc thuật của Trung Quốc chắc cô cũng từng nghe qua rồi, vậy 4 người bọn họ so với cô thì thế nào? Lam Tồn Quân cũng xen miệng vào hỏi một câu. Các người biết cũng không ít nhỉ, chứng tỏ trước khi đến các người cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hoa Hồng Đỏ thản nhiên cười, nhìn Diệp Phàm một cái mới nói tiếp. 4 người bọn họ, không bằng tôi. Đương nhiên, 4 người bọn họ mạnh hơn Hoàng Quân một chút. Nếu như so với quốc thuật của Trung Quốc các người, thì chắc cũng phải thân thủ thất đẳng. Thảo nào mà cô luôn bị bọn họ áp chế, địa bàn thì càng ngày càng bị tu nhỏ. Tôi nghĩ, có thể khiến Đao Bá diệt vong, chắc là điều mà các cô muốn trông thấy có đúng không? Cho nên chúng ta có một mục tiêu giống nhau. Nếu như không phải chúng tôi muốn tìm nấm mũ gấu thì cho dù cô có bỏ ra một khoản tiền lớn cũng chưa chắc đã mời được chúng tôi. Cho nên, chúng tôi làm việc cho cô, thì cô cũng nên thể hiện một chút chứ, đúng không? Lam Tồn Quân cười nói. Hoa Hồng Đỏ nháy mắt, thiếu chút nữa thì bị, tên vô sỉ, này thuyết phục. Cô nhìn Lam Tồn Quân một cái, nói. Các người lấy được nấm mũ gấu, còn chúng tôi chẳng được chút nào sao. Hơn nữa, đi tới nơi miệng cọp như vậy, rất nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần các người có thể tiêu diệt Đao Bá, những thứ đáng giá tiền ở chỗ ông ta cũng không ít đâu. Không cần nói đến những cái khác, nghe nói ông ta giấu hẳn mấy tấn vàng. Cho nên, chỉ cần các người có thể chuyển được, đến lúc đó một miếng tôi cũng không cần. Đương nhiên, đám người Diệp Phàm không phải những kẻ tham tiền, tuy nhiên có thể nhân tiện kiếm chắc được chút ít thì cũng có hứng mà làm việc hơn. Trên thế gian này, chẳng ai là chê tiền nhiều cả. Chuẩn bị sẵn sàng, mấy người nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng thì xuất phát. Xe đi trên con đường khúc khuỷu mười mấy tiếng đồng hồ mới dừng lại. Diệp Phàm cuối cùng nghĩ ngợi một chút, dẫn cả Hồng Lăng và Hoàng Quân lên. Có hai người này thì Hoa Hồng Đỏ cũng phải e dè một chút. Đương nhiên, hai người này cũng có thân thủ ngũ, lục đẳng, là một bang thủ lớn. Mà Trần Khiếu Thiên và Thiết Chiêm Hùng theo sát phía sau, người lộ diện chỉ có Diệp Phàm, Lam Tồn Quân, Trương Cường và Lý Cường mà thôi. Đi Không Lâm Tự thì phải đi bộ. Một thềm đá xuyên lên Không Lâm Tự. Đi khoảng 3 giờ đồng hồ mới đến Không Lâm Tự. Mọi người chú ý, ở Không Lâm Tự có tai mắt của Đao Bá, bình thường bọn họ là hòa thượng, nhưng thực tế thì chỉ là giả. Ở chỗ cách Không Lâm Tự một đoạn, Hoa Hồng Đỏ kêu mọi người dừng lại, nói. Có biết cụ thể số lượng và nhân viên không? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Chúng tôi chưa điều tra qua, có 4 hòa thượng chắc chắn là người của bọn họ. Tuy nhiên còn có kẻ hoạt động ngầm nào nữa không thì không biết. Hoa Hồng Đỏ liếc mắt nhìn mọi người một chút, nói. Chẳng lẽ không có đường lách qua Lâm Không Tự sao? Núi lớn như vậy, tùy tiện đi có được không? Hơn nữa, một khi bị thủ hạ của Đao Bá phát hiện, phỏng chừng bọn họ chỉ truyền tin một cái là ở ngưỡng giếng cong có người đợi chúng ta đến nạp mạng luôn ấy chứ.
Lam Tồn Quân nói. Có. Lúc này Hoàng Quân đột nhiên nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Tuy nhiên phải đi thêm mười mấy cây số nữa, hơn nữa phải dùng dây thừng leo núi mới được. Độ nguy hiểm cũng khá là lớn. Đường vòng. Diệp Phàm nói. Mấy người đi theo Hoàng Quân, quả nhiên là khó đi thật. Có chỗ phải vượt qua dốc đá cao vài trăm mét. Tuy nhiên, cái này, không làm khó được đám người có thân thủ cao này. Hoàng Quân đi trước, gã mò được một con dao găm, cứ cắm vào đá leo lên. Diệp Phàm thì có cách đi nhanh hơn, linh hoạt như một người vượn leo lên vách đá. Hoàng Quân phải mất 10 phút mới tới nơi, còn hắn chỉ mấy phút là đến rồi. Sau khi leo qua hai ngọn núi, Hoa Hồng Đỏ ra hiệu mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, nói là ngưỡng giếng cong chỉ cách đó mấy dặm nữa thôi, tuy nhiên, vì chỗ này cách hang ổ của Đao Bá không xa, cho nên cũng không biết nơi nào sẽ tránh được trạm gác ngầm của y. Tôi dẫn đầu, Tiểu Lam đi sau. Diệp Phàm ra lệnh. Anh có được không? Tuy nơi này chúng tôi rất ít đến, nhưng ở đây địa hình giống với chỗ chúng tôi, ít nhất, chúng tôi cũng thông thuộc hơn anh nhiều. Nếu không anh không cẩn thận để bọn Đao Bá phát hiện ra thì chúng ta đi chầu ông vải hết cả nút. Hoàng Quân nói với vẻ không tin tưởng. Thôi, đừng có dài dòng nữa, có đại ca chúng tôi, cậu cứ yên tâm. Lý Cường thô lỗ, chút nữa thì văng tục ra. Hoàng Quân chua mồm thè lưỡi, nhìn Hoa Hồng Đỏ một cái, không nói gì nữa. Diệp PS, M theo hướng Hoa Hồng Đỏ chỉ mà đi. Đi được mấy chục mét, Diệp Phàm phán đoán một chút. Đôi mắt chim ưng của hắn dò xét, phát hiện ngưỡng giếng cong chỉ còn cách hai dặm nữa mà thôi. Đột nhiên Diệp Phàm ra thế thủ, toàn thể mọi người đều ngơ ngác nhìn. Hai người, mỗi bên một tên, cách đây khoảng 100 mét, giải quyết đi. Diệp Phàm nhỏ giọng nói với Hoa Hồng Đỏ. Anh chắc không? Hoa Hồng Đỏ có chút không tin nói. Bởi vì cây cối rất rậm rạp, đừng nói là nhìn thấy người mà chim cũng chẳng nhìn thấy con nào. Chỉ áp đất như vậy tuyệt đối không phát hiện được. Cô bên trái, tôi bên phải. Diệp Phàm không để ý tới cô, thân mình bật lên như một con rắn, trong chớp mắt đã đi được 50 mét rồi. Soạt một tiếng, người này đang định ngó đầu ra thăm dò, liền bị Diệp Phàm cho một cước, bay vào đống cỏ. Biết những người này đều là những kẻ tàn nhẫn, tuyệt đối không bán tin tức, vì thế Diệp Phàm đã trừ khử luôn. A cống! Người bên trái nghe thấy động tĩnh, cất tiếng gọi. Tuy nhiên Hoa Hồng Đỏ cũng không chậm, giải băng từ trong tay bay ra, cuốn chặt lấy cổ của y, Hoa Hồng Đỏ kéo mạnh một cái, người đó liền trợn mắt tắt thở. Giết hai tên này xong, Hoa Hồng Đỏ bắt đầu có chút khâm phục Diệp Phàm. Cứ như vậy, rút cuộc cũng tìm thấy được ngưỡng giếng cong. Dưới ống nhòm, Diệp Phàm phát hiện hình núi cách đó 7-8 dặm quả thật có chút giống với nửa miệng giếng. Tuy nhiên không cần qua sông, trực tiếp có thể đi thẳng đến ngưỡng giếng cong được. Chẳng qua, ngưỡng giếng cong nằm ở trên sườn núi, phía dưới đều là nham thạch rất trơn, mà chỉ có một thềm đá nhỏ có thể đi lên. Nơi này, địa thế vô cùng hiểm trở, tuy nhiên cũng không làm khó được đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm dồn nội kình vào đôi bàn tay, năm ngón tay duỗi mở như ưng chảo bám vào nham thạch mà leo lên. Còn đám người Lý Cường thì lấy dao găm đâm vào mà leo. Đương nhiên Diệp Phàm có thả dây thừng xuống phía dưới để mọi người có thể leo dễ hơn. Tất cả mọi người tập trung ở một chỗ đá lõm để tạm tránh. Diệp Phàm phân phối lực lượng dựa theo bản lĩnh cao thấp, chia làm mấy đội nhỏ leo lên. Trên núi này mọc rất nhiều cây nhỏ. Bởi vì chưa có người đến quấy rầy bao giờ, cho nên đám thủ hạ của Đao Bá cũng chủ quan, mọi người đến trên sườn núi một cách thuận lợi. Phát hiện, giữa sườn núi không ngờ có một bãi đất bằng phẳng chiều dài 3-4 dặm, từ trên nhìn xuống cũng phải sâu 2-300 mét. Chương 1988, hỏa lực áp chế. Giờ phút này, có một đám người ăn mặc tùy tiện, có nam có nữ. Những người này túm năm tụm ba ở một bãi đất phẳng hút thuốc, đánh bài, trông vẻ rất thoải mái. Ở đường giao của thềm đá, Diệp Phàm còn phát hiện một khẩu súng máy đang nhắm vào thềm đá phía dưới. Chúng ta thay quần áo vào thăm dò một chút xem sao. Diệp Phàm nói với Hoa Hồng Đỏ. Nguy hiểm lắm. Nếu chúng phát hiện ra thì chúng ta không còn đường chạy. Để tối chúng ta luồn vào khả năng sẽ an toàn hơn. Hoa Hồng Đỏ lắc đầu nói. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chúng ta thay quần áo của chúng, không phải sẽ giống như bọn chúng rồi sao? Hơn nữa, bọn chúng sẽ không ngờ được chúng ta từ phía bên leo lên.
cô lại biết nói tiếng Việt, không chừng sẽ chẳng có ai phát hiện ra chúng ta. Nếu bị phát hiện thật thì chúng ta sẽ động thủ. Diệp Phàm ra mệnh lệnh, nói. Hoa Hồng Đỏ không còn cách nào, đành gật đầu đi thay quần áo. Hai người từ phía sau một tảng đá, phát hiện không có người, liền ló đầu ra. Khoác lấy tay tôi, chúng ta đóng giả thành một đôi vợ chồng. Diệp Phàm ra lệnh, bởi vì hắn phát hiện, ở bãi đất phẳng kia cũng có một đôi vợ chồng. Hoa Hồng Đỏ vừa nghe thấy vậy, mặt hơi đỏ, do dự một hồi. Tuy nhiên phát hiện ánh mắt Diệp Phàm lạnh băng băng cho nên đành khoác lấy tay Diệp Phàm. Cảm giác được làn da mềm mại của Hoa Hồng Đỏ, Diệp Phàm cũng thấy có chút xốn xao, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chặt vào chút nữa đi, như thế này người ta rất dễ nghi ngờ. Diệp Phàm nói, Hoa Hồng Đỏ tức giận lườm tên, xấu xa, này một cái, tuy nhiên chẳng có cách nào đành phải áp chặt bộ ngực vào người hắn. Cũng được đấy. Diệp Phàm thầm nghĩ trong bụng, cái này, trước khi, ra trận, mà được tận hưởng cảm giác này. Một lúc sau, cảm thấy Hoa Hồng Đỏ đã dần thích ứng, hai người mới thân thiết áp vào nhau, ngang nhiên đi thẳng đến căn phòng gỗ phía trên. Trên bãi đất phẳng có mười mấy căn phòng gỗ, phía dưới đều lấy một khối đá lớn để chống đỡ. Có lẽ để phòng rắn cho nên mới làm như vậy, bởi vì trong rừng rậm có rất nhiều loài rắn độc. Cửa sơn động ở chỗ nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Ngay ở phía dưới căn phòng ấy. Hoa Hồng Đỏ nói. Trước kia cô đến, không bị bọn họ phát hiện ra chứ? Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Không đâu, trước kia tôi có chùm khăn lên mặt, chưa ai nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi. Hơn nữa, hiện tại với mái tóc này nữa, sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Hoa Hồng Đỏ nói. Cô bé xinh đẹp, nào, đến đây với anh nào. Một tên to béo nói tiếng Việt, xông đến chỗ Hoa Hồng Đỏ. Nhất thời, ánh mắt của mọi người liền tập trung lại. Sờ cái đầu mẹ mày ấy. Hoa Hồng Đỏ đột nhiên nổi đoá lên, mấy tên kia cũng chạy lên trên trước mặt Đại Hoàng Nha, hung hăng đá qua. Cô biết, đối với những người này không nên khách khí. Bởi vì, tên nào cũng rất thô bạo, bạn càng hung hăng, càng lợi hại thì người ta sẽ càng sợ bạn. Ở nơi này, chính là nơi điển hình về việc bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bộp một tiếng, Đại Hoàng Nha mất cảnh giác, bị Hoa Hồng Đỏ đạp cho một cái, ngồi dạp xuống đất. Ha ha, lập tức những tiếng cười hô hố xung quanh vang lên, một tên chỉ vào Đại Hoàng Nha cười nói. Anh à, cô gái này anh không động vào được đâu. Giờ thì biết lợi hại rồi chứ. Mẹ mày chứ, bố mày cho mày biết. Đại Hoàng Nha mặt đỏ bừng, tiện tay nhặt lấy một hòn đá định đập vào lưng Hoa Hồng Đỏ. Hoa Hồng Đỏ hừ lạnh một tiếng, đá mạnh một cái, Đại Hoàng Nha bay xa 3 mét, miệng kêu thảm thiết. Chưa hết, Hoa Hồng Đỏ còn theo sát tiến lên, đá một phát vào mặt Đại Hoàng Nha, lập tức máu mũi máu mồm ộc ra. Gọi bằng bà cô mau, nếu không tao sẽ cắt mũi của mày. Hoa Hồng Đỏ tăng thêm lực, Đại Hoàng Nha đau đớn, miệng lập bập phát ra mấy tiếng, bà nội. Thôi được rồi đấy cô gái, tha cho hắn đi, dừng đánh chết. Hàng Nha có tài bắn súng rất chuẩn đấy. Từng đánh chết 3 lính biên phòng đấy. Lúc này, từ đằng xa có một ông lão đang hút thuốc, miệng cười nói. Diệp Phàm vừa nghe, quay đầu nhìn Đại Hoàng Nha một cái, bước một bước lớn lên, dẫm mạnh lên người Hoàng Nha. Lần sau nhớ lấy, bà xã của tao mà mày cũng dám động vào à? Mẹ kiếp! Câu này, Diệp Phàm nói bằng tiếng Việt rất chuẩn. Đại Hoàng Nha lập tức hôn mê bất tỉnh. Cái này đương nhiên là do Diệp Phàm giở trò. Hắn đã dùng thiên cương lôi bạo chỉ của Trần gia, đẩy lực mạnh vào huyệt vị của Đại Hoàng Nha. Người này, trên thực tế đã tàn phế rồi. Hai, ông lão đi lên, chốc lát sau có người mang hộp thuốc lên để bôi cho Đại Hoàng Nha, bọn họ không ngờ rằng tên này đã trở thành kẻ tàn phế rồi. Tuy nhiên, đi đến một phòng gỗ tương đối lớn ở chính giữa, Diệp Phàm phát hiện có mấy tên đứng ở cầu thang thông với cửa lớn. Rõ ràng là để kiểm tra, không cho người khác tùy tiện bước vào. Cô thử xem sao, thật sự không sao. Diệp Phàm ghé vào tai Hoa Hồng Đỏ nói. Trong 4 người này, người cuối cùng chính là Ninh Cổ, một trong 4 đại cao thủ của Đao Bá. Thông thường thì anh chưa red eye nhưng người ta đã rút súng ra rồi. Anh phải cẩn thận đấy. Hoa Hồng Đỏ dặn dò nói. Lúc này, hai người chính là hai con trâu chấu đứng trên một sợi chỉ có thể phối hợp với nhau mà thôi. Nếu không sẽ gặp phiền phức lớn.
Chúng tôi là khách của Đao Bá Gia mời đến, tôi là Đậu Đỏ, đây là ông xã của tôi, Thiên Miêu. Hoa Hồng Đỏ tùy tiện đặt một cái tên để lên lầu. Bởi vì, Đao Bá Gia thường mời cao thủ đến để giúp ông ta làm việc. Đương nhiên, là dùng tiền thuê, cái này không có gì là ngạc nhiên cả. Đậu Đỏ, Thiên Miêu. Ninh Cổ lẩm bẩm, sau đó lắc đầu hừ nói. Tôi chưa nghe thấy bao giờ, các người từ đâu đến. Anh có biết quy tắc không đấy hả? Tránh ra, nếu không lão nương này sẽ không khách sáo đâu. Hoa Hồng Đỏ giả bộ không biết Ninh Cổ, đưa tay gạt y ra. Tuy nhiên, Hoa Hồng Đỏ hung hãn vẫn tương đối thích hợp, chỉ có Diệp Phàm là thấy kỳ lạ. Cảm thấy Hoa Hồng Đỏ lúc hung dữ và không hung dữ như là hai người khác nhau vậy. Thế thì để anh đây thơm cô em một cái, xem Đậu Đỏ có thơm không. Ninh Cổ đột nhiên cười ruồi một tiếng, vẻ mặt đáng khinh, thuận tay đi xuống định cầm lấy cổ tay của Hoa Hồng Đỏ. Tuy nhiên, hôm nay y gặp phải xui xẻo rồi, bởi vì Hoa Hồng Đỏ cũng có thân thủ thất đẳng bậc trung. Còn Ninh Cổ chỉ là lục đẳng khai nguyên, đương nhiên không phải là đối thủ của Hoa Hồng Đỏ. Chỉ thấy Hoa Hồng Đỏ phản thủ một cái. Trước khi Ninh Cổ động vào cổ tay cô, đột nhiên y cảm thấy cổ tay giống như bị dao chém vậy. Y liền giận dữ. Miệng vừa mắng, tay vừa rút trong khẩu súng trong túi ra nhằm vào cánh tay Hoa Hồng Đỏ, có lẽ là để lấy lại thể diện. Hoa Hồng Đỏ vừa thấy, thân mình định tránh ra nhưng phản ứng không kịp. Tuy nhiên khẩu súng của Ninh Cổ không nổ lên. Cảm giác trên cánh tay như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, đau đớn không cầm nổi súng. A! À, Ninh Cổ hét to một tiếng, bởi vì y phát hiện có một lưỡi dao mỏng như cánh ve đang cắm trên cánh tay của mình. Cũng không biết lưỡi dao này dài bao nhiêu, phỏng chừng đã cắm chặt vào trong rồi. Bởi vì không cầm nổi súng nữa, máu tươi phun ra, khẩu súng cũng bị rơi xuống đất. Mấy tên thủ vệ khác thấy vậy cũng hốt hoảng, tất cả đều sờ sờ lưng của mình. Mấy tiếp bộp bộp lại truyền đến, mấy tên thủ hạ của Ninh Cổ đều bị Diệp Phàm đạp cho ngã dạp xuống đất, mấy tên này có lẽ cũng đều bị tàn phế cả rồi, chắc chắn là không đứng nổi dậy nữa. Nếu đã động thủ rồi, Diệp Phàm không dừng lại nữa. Vung tay đánh một nhát vào cằm của Ninh Cổ. Bộp bộp vài tiếng, cằm của Ninh Cổ bị nứt ra. Bên cạnh, Hoa Hồng Đỏ cũng không kém. Trên bãi đất có ba bốn tên đang chơi trông thấy vậy, liền kêu lớn. Có người lâu. Tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng, Trương Cường và Lam Tồn Quân đã nổ súng. Mấy tiếng súng vang lên đã giải quyết được hai tên đứng trước súng máy. Mấy người bước đến trước súng máy. Lui. Thiết Chiêm Hùng hô một tiếng, mấy người Trương Cường, Lam Tồn Quân đều bổ nhào về trước mặt Diệp Phàm, Thiết Chiêm Hùng quay ngược súng máy, mấy tiếng súng đát đát vang lên. Trên bãi đất phẳng kia, trong chốc lát gần hai chục tên nằm dạp xuống đất. Những tên còn lại thì bị đám Trương Cường giải quyết nốt, không đến 3 phút, cuộc chiến, bên ngoài đã kết thúc. Mà từ trong phòng, cứ tên nào nhô đầu lên là ăn đạn của Thiết Chiêm Hùng. Nhất thời hỏa lực áp chế xuống dưới. Kết hợp với cao thủ mà Hoa Hồng Đỏ lựa chọn, người trong phòng căn bản là chẳng dám thò đầu lên. Nhưng thật ra giải quyết áp lực bên phía Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm kéo Hoa Hồng Đỏ một cái, hai người nhanh chóng bật vào đại sảnh. Phát hiện, đại sảnh vắng tanh, không một bóng người. Tiến vào sơn động, phải tìm cho được bọn họ, rất là phiền phức. Hoa Hồng Đỏ quan sát bốn phía, nói. Phiền phức cũng phải tìm. Diệp Phàm nói. Chương 1989, nơi trung tâm. Một tiếng súng từ bên trái vang lên, Diệp Phàm và Hoa Hồng Đỏ đều nằm sấp xuống. Diệp Phàm dán tai xuống dò xét một chút, nháy mắt ra hiệu với Hoa Hồng Đỏ rằng người đó ở trên cây bên trái. Diệp Phàm thuận tay cầm một chiếc ghế quăng sang, tên này sợ hãi định trốn, tuy nhiên không thoát khỏi tay Hoa Hồng Đỏ. Cô giống như một con rắn, bỗng chốc bật vào mắt tên kia, khiến y kêu thảm thiết. Diệp Phàm đi lên dẫm cho y một cái, bỗng chốc máu từ bụng ổng ọc chảy ra. Làm bẩn cả giày của ông mày, mẹ kiếp, thật đen đủi. Diệp Phàm không kìm nổi mắng một tiếng. Lúc này, Lam Tồn Quân cũng từ bên tường bật vào. Cho nổ đi. Diệp Phàm hừ nói, Lam Tồn Quân ném mấy quả lựu đạn về phía thềm đá, sau đó là mấy tiếng nổ vang lên, thềm đá đã bị sụp xuống, trong làn khói thuốc súng, ba người đi vào bên trong. Bên trong tối sầm, ba người đành phải chậm rãi đi men theo chân tường. Đột nhiên, bên cạnh một luồng gió ập tới. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, phản thủ chính là một phi đao, người này hừ một tiếng,
phỏng chừng cũng tương đối rồi. Đi đến một cái động khoảng 10 mét vuông, phát hiện có bốn hướng, ba người có chút do dự, không biết là nên đi theo hướng nào. Tôi đã nói rồi, ngưỡng giếng cong là ở giữa, phỏng chừng ngay cả người của Đao Bá cũng không biết phân đường đi cụ thể. Hoa Hồng Đỏ truyền âm nói, thiết bị truyền âm là của Diệp Phàm đưa cho, cái này đương nhiên là của Thiết Chiêm Hùng lấy được từ chỗ Lão Cung. Đương nhiên, Lão Cung nói là cho mượn chứ không phải chi hẳn, Thiết Chi Âm Hùng lúc ấy còn nói Lão keo kiệt. Người qua thì để lại danh, nhạn qua lưu lại tích, mấy người cứ bình tĩnh để tôi tìm trước đã. Diệp Phàm bắt đầu lò dò tìm, Lam Tổn Quân và Hoa Hồng Đỏ cũng căng mắt lên nhìn. Cũng may mà có thiết bị nhìn ban đêm của tổ A, có thể nhìn rõ được những thứ lờ mờ. Điểm này, đám Diệp Phàm có ưu thế hơn so với người của Đao Bá. Bởi vì bọn họ không có đồ kỹ thuật cao như vậy. Diệp Phàm dồn nội tức vào mắt và tai, dùng đôi mắt chim ưng và thuật bức nhĩ thuật. Bởi vì, người mới đi qua chắc chắn sẽ lưu lại một chút dấu vết. Vì sao mà cái mũi của Cảnh Khuyển lại tinh như vậy, chính là vì nó ngửi được hơi của người vừa đi qua. Hơn nữa, người di rồi thì hơi sẽ biến mất theo thời gian. Đúng lúc này, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Trước mắt hắn, bỗng xuất hiện một đường cong mơ hồ, ước chừng bằng sợi cước để câu cá. Mà đường cong này lúc ẩn lúc hiện. Vật gì vậy nhỉ? Diệp Phàm tự hỏi trong lòng. Nhất thời hứng thú nổi lên, lại đem khí lực dồn lên mắt một lần nữa. Dưới sự hỗ trợ của ưng nhãn thuật, lần này nhìn rõ ràng hơn chút ít, lúc này mới phát hiện đường cong lúc ẩn lúc hiện kia không ngờ lại mơ hồ dung chuyển. Hơn nữa không phải là một đường thực, mà chỉ là do khí xương tạo thành. Quái, khí xương này từ đâu tới nhỉ? Nếu nói ngọn núi có xương thì chắc chắn không chỉ có một đường lớn như thế, mà nó sẽ tập trung thành từng vùng. Đường cong này kéo từ sườn núi bên trái qua, chẳng lẽ đường xương này do hơi của con người đi qua tạo thành hay sao? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải cứ theo đường này là có thể tùm được người của Đao Bá hay sao? Nếu không thì đường cong này làm sao mà có được? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi Lam Tổn Quân rằng có phải có đường xương hay không, Lam Tổn Quân nói không phát hiện điều gì cả, Diệp Phàm lại hỏi Hoa Hồng Đỏ, và câu trả lời cũng như vậy. Diệp Phàm suy nghĩ, cẩn thận đi theo sườn núi bên trái. Còn Hoa Hồng Đỏ và Lam Tổn Quân một người bên trái một người bên phải đi theo. Bởi vì lúc trước Diệp Phàm phán đoán chuẩn xác như vậy, trong lòng Hoa Hồng Đỏ đã âm thầm tín nhiệm hắn. Đi được mấy chục mét lại rẽ sang một núi khác, ở điểm giao. Dưới sự phán đoán chính xác của Diệp Phàm lại giải quyết được hai tên. Cứ như vậy, rẽ trước rẽ sau cũng qua mười mấy cửa. Mọi người thiếu chút nữa thì bị choáng, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng ở phía trước. Phía trước có ánh sáng rọi đến đây, có lẽ đây chính là hang ổ của Đao Bá, mọi người chú ý một chút. Diệp Phàm thông báo cho Lam Tồn Quân và Hoa Hồng Đỏ. Lúc sau, Diệp Phàm lại leo lên vách tường giống như một con thạch sùng. Còn Lam Tồn Quân và Hoa Hồng Đỏ sau khi Diệp Phàm ra hiệu mới lên theo. Ở chỗ cách tia sáng mấy chục mét, ba người tìm một chỗ dễ ẩn thân rồi dừng lại. Là người nào làm? Lúc này, một giọng cứng nhắc truyền đến. Hắn chính là Đao Bá. Hoa Hồng Đỏ đột nhiên nói nhỏ. Tôi không rõ lắm, chắc chắn là đối thủ của chúng ta. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Người này có lẽ là Phong Thuận, một trong bốn đại cao thủ. Người này có thân pháp vô cùng linh hoạt, có thể leo trên tường giống như loài bò sát, hơn nữa lực đánh rất tốt. Phải chú ý một chút, thủ đoạn ra tay của hắn vô cùng nhiều. Hoa Hồng Đỏ nhắc nhở Diệp Phàm nói. Yên tâm. Diệp Phàm tự tin đáp lại. Có phải là do Hoa Hồng Đỏ làm không? Người đến không ít, bên ngoài ý nhất có vài chục người. Thuận Phong có chút phẫn nộ nói. Hoa Hồng Đỏ, chắc là không có khả năng. Cô ta có tài gì mà đòi đối đầu với chúng ta chứ? Đao Bá này không gây phiền phức cho cô ta là tốt lắm rồi, cô ta còn dám đến nạp mạng sao? Nếu như thật sự là cô ta, thì đây sẽ là nơi vùi xác của cô ta. Đao Bá kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên, Vạn Thông này đừng nói là bọn họ, mà chúng ta nhiều lúc còn có chút hồ đồ. Lần trước Lão Tứ không phải cũng lòng vòng mất mấy giờ đó sao? Vì vậy không phải lo lắng điều gì. Đến thì chúng ta cũng không sợ. Chỉ sợ cô ta không chịu đến mà cứ thủ ở bên ngoài, đó mới là phiền phức. Thuận Phong đắc ý cười nói. Tôi cảm thấy không giống với bút tích của Hoa Hồng Đỏ, cô ta căn bản là không dám chọc tức chúng ta. Hơn nữa,
mấy năm nay cô ta luôn thể hiện thiện ý với chúng ta. Có tin tức hay thứ gì tốt cũng chia chúng ta một phần. Hơn nữa, nếu là cùng nhau hành động thì đều là chúng ta phần lớn, cô ta phần nhỏ. Tôi cảm thấy liệu có phải là do tên hoàng thất ở bên Thủy Công làm hay không? Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên. Thủy Công là một tỉnh của Việt Nam, mà hoàng thất chính là một tên trùm xã hội đen đầu sỏ ở vùng này. Hoàng thất từ trước tới nay luôn có thù với Đao Bá, hai bên cũng đánh nhau mấy lần rồi. Hắn! Đao Bá trầm mặc một lúc rồi mới nói. Có khả năng này, Hoa Hồng Đỏ muốn đấu với chúng ta, khả năng của cô ta còn chưa đủ. Còn lão già hoàng thất này lại có thực lực. Hơn nữa, lão còn luôn cướp mối làm ăn của chúng ta. Đâm sau lưng là chuyện thường xuyên làm. Mẹ nó chứ, lần này kêu nhiều người đến như vậy, chẳng lẽ muốn tận diệt chúng ta sao? Nếu như vậy, chúng ta phải trả đũa hắn, đoạt lấy địa bàn bên Thủy Công. Đến lúc đó, Đao Bá này chính là ông trùm của cả mấy tỉnh. Đao Bá đắc ý cười nói, vì y rất tự tin. Vì vậy căn bản không có người đi vào vùng trung tâm. Diệp Phàm lặng lẽ leo qua, phát hiện phía trước mười mấy mét có hai trạm gác ngầm. Nếu đột một tập kích thì chắc chắn sẽ làm kinh động đến đám người Đao Bá. Không mét, đủ rồi. Diệp Phàm cười quỷ dị, giao cho Lam Tồn Quân đi làm chút chuyện. Lam Tồn Quân lặng lẽ rút ra ngoài ngã rẽ bên ngoài, một quả lựu đạn cho gã ném về phía sau, cùng với đó là những tiếng nổ ầm vang. Diệp Phàm lao tới chỗ tên lính gác giống như một mũi tên, cổ tay uốn éo một lúc. Trong nháy mắt cổ người kia liền bị gãy. Một tên khác định bò dậy nổ súng, tuy nhiên, Diệp Phàm còn nhanh hơn y, lưỡi dao găm phi một cái, tên này lập tức cũng bị giải quyết. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chúng tiến vào rồi hay sao? Tiếng vang gần như vậy. Đao Bá đang ngồi trên mỗi chiếc ghế gỗ, bỗng đứng lên. Tiến vào ư, chắc không có khả năng đó đâu. Liệu có phải tên nào đó giẫm trúng địa lôi của chúng ta hay không? Phong Thuận cười nói, chắc là như thế thật, nơi này của chúng ta, chỉ có mấy người chúng ta là biết cách đi, hoàng thất chưa đến đây bao giờ, tuyệt đối không thể đi đến đây được. Một tên khác nói, Diệp Phàm đang trên đỉnh vách nhìn qua, trông thấy một tên có một vết sẹo dài trên mặt nói. Còn Đao Bá trông lại chẳng thô bạo giống như cái tên của y, ngược lại trông y khá điềm đạm, nếu như mặc lên một chiếc áo dài thì giống một thư sinh chấm tuy nhiên. Bên hông người này có đeo một cây đao lớn màu đen. Còn Phong Thuận có khuôn mặt giống như một con khỉ, chiếc cằm nhọn hơi vểnh lên trên. Bên trong còn có ba người, Diệp Phàm không rõ là ba người nào, có lẽ cũng đều là thủ hạ cốt cán của Đao Bá. Tôi tấn công Đao Bá, Hoa Hồng Đỏ tấn công Phong Thuận, những tên khác để Tiểu Lam. Diệp Phàm nói, ba người sau khi chuẩn bị kỹ càng, Diệp Phàm liền lướt đi, trong chớp mắt đã đến trước mặt Đao Bá. Tất cả đều tấn công theo hướng của Diệp Phàm. Một cước đá trúng eo của Đao Bá, bụp một tiếng, Đao Bá bị Diệp Phàm đá bay ra hơn 5 mét. Tuy nhiên, Đao Bá đao không rời thân. Mặc dù như vậy, phản ứng đầu tiên của Đao Bá chính là cầm chặt cây đao của y rồi mới ngã. Một luồng gió mạnh ập tới, phát hiện tên Thuận Phong hành động rất nhanh. Hoa Hồng Đỏ đuổi phía sau, tên này lại tấn hai chân, sau đó đạp trên không giống như đang chạy bộ. Trên tay y cầm một chiếc gậy sắt đập về phía Diệp Phàm. Muốn so khinh công ư, được đấy. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng thẳng lên, lập tức hướng về phía Phong Thuận. Hơn nữa, trên không đảo người một cái. Trong khi xoay người 360 độ, thiết quyền của Diệp Phàm đập trúng sau lưng Phong Thuận. A, một trong bốn đại cao thủ của Đao Bá, có thân thủ lục đẳng là Phong Thuận thảm thiết kêu lên một tiếng, phía sau không ngờ bị Diệp Phàm cho một quyền nữa. Máu mê chảy ra đầm đìa. Chương 1990, cao nhân từ đống phân ra. Hơn nữa, cả người bị một quyền của Diệp Phàm đánh ngã xuống đất đang muốn đứng lên trên người Đao Bá. Đao Bá giơ đao muốn chém Diệp Phàm, phát hiện trước mặt có bóng người vút qua, biết là Phong Thuận, gã lập tức muốn thu đao lại, nhưng, một quyền kia của Diệp lão đại quá mạnh. Đao Bá thu tay lại không kịp. Thanh trảm mã đao sống dày vừa nặng vừa bén thực sự đã chém vào ngực Phong Thuận vừa mới lao tới. Rắc một tiếng. Sau lưng bị đâm xuyên qua, máu tươi bắn ra, trước ngực Phong Thuận bị một đao của Đao Bá chém trúng. Ổ bụng lập tức mở toang, nội tạng cùng với máu tươi chảy ra đầy đất. Đao Bá lập tức đứng ngây ra một giây, bởi vì, cặp mắt của Phong Thuận trước khi lồi ra giống như cá vàng, gã tràn đầy sự phẫn nộ không cam tâm, gã không thể nào tin nổi.
mình lại chết trong tay, lão đại. A! À. Đao Bá hét lên âm thanh đáng sợ đầy thê lương và bi phẫn, thân mình đột nhiên xoay một vòng lớn. Khua thanh mã đao thành một vòng đao quang. Đao Bá quyết liều mạng, thân mình hung mãnh lao về phía trước, vòng đao quang hộ thể do thanh mã đao tạo nên giống như lưỡi dao của máy xay thịt nhằm người Diệp Phàm chém tới. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn vòng đao quang quỷ dị ấy, nghĩ thầm, xem cường độ gió mà vòng đao quang tạo ra, Đao Bá chắc hẳn phải có thân thủ cỡ bát đẳng khai nguyên. Không kém gì Lang Phá Thiên, tuy nhiên, đáng tiếc ngươi đã gặp phải lông đây, đó là do ngươi bất hạnh. Đúng lúc này, bịch một tiếng. Ánh mắt Diệp Phàm phát hiện, một gã râu dài bị Lam Tồn Quân một cước đá dính vào vách động. Rồi sau đó, đồng chí Tiểu Lam bắt kịp, một chân khác tung lên ra sức đá vào đầu tên ấy. Rốt một tiếng đây chính là âm thanh hộp sọ bị vỡ não và máu bắn ra ngoài. Ya thấy Diệp Phàm sững sờ. Vòng đao quang của Đao Bá cũng sắp lại gần bên người hắn. Tuy nhiên, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, xoay người tránh được trong gang tấc, lướt người sang bên cạnh sườn. Đao Bá quả nhiên mắc mưu, chuyển vòng đao quang sang bên cạnh chém tới, có điều, đó chỉ là hư chiêu của Diệp Phàm. Người này đã sớm lướt sang bên phải, cây thiết côn mạnh mẽ nện vào vòng đao quang đang xoay chuyển của Đao Bá. Choang loảng xoảng, một luồng âm thanh cổ quái vô cùng chói tai. Nghe xong có thể làm sợ gai ốc truyền đến. Đao Bá bị đánh bay mười mấy mét đập vào vách động, cả người đều là máu, mũi và tai đều chảy máu. Còn trong tay gã chỉ sót lại một cái chuôi đao bên ngoài bọc da thật. Mà phía trên toàn bộ đã gãy mẻ thành một miếng thép to bằng đầu ngón tay cái. Đứng trước thực lực, dù dở hoa chiêu gì cũng đều bằng không cả. Vòng đao quang của Đao Bá nếu sử dụng vào các đồng chí ngang cấp hoặc thấp hơn so với gã, thì đương nhiên giống như máy xay thịt lập tức có thể cắt thịt trên người thành từng mảnh. Còn rơi vào tay Diệp Phàm, đó chỉ là miếng gân gà. Đao của ta! Đao Bá khàn khàn hô lên một tiếng, nhưng, miệng lập tức ộc máu. Đao Bá thống khổ chép miệng, chỉ vào Diệp Phàm hỏi. Ngươi là ai? Ngươi không thể là hoàng thất, hắn không có bản lĩnh như ngươi. Nghe không hiểu, ngươi nói tiếng Trung đi. Diệp Phàm nhìn hắn, lắc lắc đầu, chỉ hỏi thử. Không ngờ Đao Bá cũng biết tiếng Trung, đã lặp lại một lượt. Mấy thủ lĩnh hắc đạo bên này biên giới giáp danh với Đông Cống, thông thường đều hiểu một chút tiếng Trung. Bởi vì, bọn họ muốn xây dựng sự nghiệp cần thông hiểu tiếng Trung. Mà ở Việt Nam, người Hoa nói tiếng Trung cũng tương đối nhiều. Binh! Cuối cùng một âm thanh chói tai truyền đến, chứng minh rằng tên cuối cùng cũng đã bị giải đai của Hoa Hồng Đỏ quấn lấy quăng đập vào vách động. Tất nhiên là hộp sọ vỡ toác xương cốt toàn thân nán vụn. Đến Tây Thiên thỉnh kinh, rồi. Tao có nói tao là hoàng thất sao? Diệp Phàm liếc nhìn Đao Bá, thản nhiên nói. Mày từ bên kia tới. Đao Bá miệng giật giật, cay đắng hỏi. Ha ha, mày muốn hỏi tận gốc rễ phải không? Hiện tại, là ông đây đang hỏi mày, không đến lượt mày hỏi. Thế này vậy, tao đây thích ăn nấm hùng mạo, mày đưa bọn tao đi lấy là được rồi. Còn về phần mày và thủ hạ của mày, ông đây không thấy hứng thú. Mày có hiểu không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng. Hóa ra thứ các người muốn chính là nấm hùng mão, tao không có. Đao Bá lắc đầu. Ha ha, được, mày không có đám bọn mày cũng không sống được nữa. Tao đếm đến 10, nếu mày tiếp tục không trả lời. Động Vạn Thông này sẽ là nấm mồ của bọn mày, nấm mồ hiểu không? Diệp Phàm sau khi nói xong bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4. Mày cam đoan không lấy mạng bọn tao. Đao Bá đấu tranh tư tưởng. Mày không còn cách nào khác đâu, chỉ có thể làm theo lời tao nói. Diệp Phàm cứng rắn nói. Thôi được, tao đưa bọn mày đi. Đao Bá cúi đầu, Lam Tồn Quân đi tới, dùng dây thừng trói chặt gã lại, giống như buộc bánh chưng. Thật ra làm thế cũng hơi dư thừa, dù sao Đao Bá cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Đi theo Đao Bá qua mười mấy khúc quanh, xuyên mười mấy lối rẽ. Phía trước rộng rộng rãi sáng sủa, ánh sáng lóa mắt. Vì từ bóng tối đi ra chỗ sáng, nên mới có cảm giác như vậy. Bên trong là một hẻm núi hẹp. Có một mái nhà tranh, trước nhà có một bầy gấu chó lông đen bóng, người Việt Nam gọi là gấu chó đang đùa giỡn. Lũ gấu này không khác gì gấu thường, chỉ là chóp mũi có lông màu trắng. Cái đầu tương đối lớn, nếu đứng dậy còn to lớn hơn cả Diệp Phàm. Lũ gấu đó xòe tay duỗi chân đều to cỡ cái chậu rửa mặt nhỏ. Tát cho mấy gã một phát, chắc hẳn cũng ghê gớm lắm.
Bên trong còn có người. Diệp Phàm hỏi. Tôi mướn được một ông già để quản lý số nấm hùng mạo đó. Lão là một tay nuôi gấu có hạng, đám gấu chó hung dữ này đều nghe lời lão. Mà bình thường lão hay dồn phân đám gấu đó thành đống, bao tử nấm hùng mạo chỉ cần có một hạt, sẽ mọc thành cây. Ở bên đó, Đao Bá giơ tay chỉ một đống đen xì xì bên cạnh nhà cách khoảng 50-60 mét, nói. Nấm hùng mạo ở trong đống phân gấu ấy, mỗi năm lấy đi cây lớn, còn lại cây nhỏ một năm sau sẽ lại lớn lên. Đã hai năm nay tôi chưa lấy, tôi muốn thử xem nấm hùng mạo này có thể to lên thêm không. Cho nên, tôi cố đợi. Sau khi mấy người Diệp Phàm đến gần, lúc này, từ bên cạnh đống phân một người từ từ đứng lên. Cả khuôn mặt người này nhăn nhúm giống như vỏ cây thông già, một con mắt hình như bị mù. Mặc một bộ đồ xanh nhạt giặt nhiều đến bạc phếch. Tay cầm một cái cào nhỏ bằng bàn tay đang cào đống phân gấu. Giống như bình thường nông dân phơi ngũ cốc vậy. Diệp Phàm phát hiện, trong đống phân gấu có một số hạt rất nhỏ lấp lánh giống như cát. Thầm nghĩ chẳng lẽ cái thứ lấp lánh như hạt cát kia lại có dinh dưỡng, bởi vậy mới có thể nuôi dưỡng ra nấm hùng mạo có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao. Cống ba, ông đào nấm hùng mạo lên đưa cho bọn họ. Đao Bá dùng tiếng Việt nói với ông già đó. Bọn họ. Là bạn anh. Cống ba nhìn ba người Diệp Phàm, hỏi. Bọn họ. Đao Bá nhăn nhó một cách đau khổ, không dám nói. Bảo họ tự đi mà đào. Ông già Cống ba lạnh lùng hừ giọng, ném cái cào trong tay về phía đám người Diệp Phàm. Lão già này, khẩu khí cũng không nhỏ. Lam Tồn Quân có chút tức khí, bước mấy bước dài đi tới, một cái tát phung tới ông già. Bịch. Một âm thanh quái dị vang lên, nháy mắt. Diệp Phàm cảm thấy chỉ trong nháy mắt, đã thấy đồng chí Lam Tồn Quân bị ông già kia một cước đá bay lên không trung rơi vào đống phân gấu. Lập tức, phân gấu bắn tung tóe cao chừng 5-6 mét, một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên khiến Diệp Phàm phải nhíu mày. Còn cô nàng hoa hồng đỏ, lập tức lôi khăn tay ra che mũi. Mùi thối không đáng sợ, mấu chốt là ông già này quả nhiên lợi hại. Không ngờ các hạ lại là một cao thủ. Diệp Phàm nhìn ông già lạnh lùng hừ giọng nói. Một cước có thể đá Lam Tồn Quân rơi vào đống phân, tiểu Lam tử dù sao cũng là cao thủ thất đẳng. Lão già này chí ít cũng là cao thủ bát đẳng. Không đúng, phải là một cao thủ ẩn tàng. Diệp lão đại âm thầm cảnh giác. Tôi chỉ lão già xúc phân, cậu thanh niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cho người. Cậu có thể lấy đi 10 cây nấm hùng mạo, không được lấy hơn. Còn nữa, thả đám Đao Bá ra. Từ miệng ông già không ngờ thốt ra một câu tiếng Trung. 10 cây, quá ít. Diệp Phàm lắc đầu, Lam Tồn Quân thật vất vả mới leo ra khỏi đống phân. Tay này mặt dính đầy phân gấu cũng không buồn lau, tức giận đến nỗi bàn tay nắm chặt chỉ trực xông tới liều mạng, tuy nhiên, bị Diệp Phàm một tay ngăn lại. Hoa hồng đỏ vừa thấy, vội vàng lùi ra sau một bước, bởi vì, đồng chí Tiểu Lam thực sự rất thối. Ngay cả Diệp Phàm cũng có ý muốn phải lập tức bịt. Chỉ là vì nghĩ đến thể diện cho đồng chí Tiểu Lam mà không làm như vậy. Hoa hồng đỏ, lấy ít nước tới dội cho hắn. Trong nhà hẳn là có. Diệp Phàm nói. Vào trong dội là được mà. Hoa hồng đỏ nhíu mày nói. 10 cây quá ít, được thôi. Trong đống phân này có không ít đâu. 2 năm chưa hái, cậu thanh niên, chỉ cần cậu có bản lĩnh, thì có thể lấy đi tất cả. Ông già kia hiển nhiên có chút tức giận, tuy nhiên. Giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nói. Vậy tôi không khách khí nữa. Sau khi Diệp Phàm thấy Lam Tồn Quân đi dội nước mới ra tay, cũng chỉ một bước dài, tay nắm lại tung chiêu về phía ông già. Một quyền này chỉ là thăm dò, chỉ dùng có 3 phần sức mạnh. Thế thôi sao? Ông già nhíu mày, rõ ràng khá thất vọng, ông ta cũng dùng một quyền tiếp chiêu. Binh một tiếng. Diệp Phàm cảm thấy nắm đấm nóng rát tê dần ê ẩm. Cảm giác như các khớp xương đều rời ra. Diệp Phàm có chút kinh sợ nhìn chằm chằm ông già kia, nói. Không thể ngờ các hạ lại là một cao thủ, ở Việt Nam, hẳn là rất có danh tiếng. Ha ha, cần gì mấy thứ hư danh đó. Trung Quốc các người có ngũ cực lục tôn, trong đám này, có cái gì là tôn chứ, cũng chẳng ra sao. Hư danh vướng bận cả đời, mệt lắm, cứ như lão già này dưỡng nấm trồng cỏ, tốt biết mấy. Tự do tự tại trời cao biển rộng tùy ngươi du ngoạn. Ông già thản nhiên nói. Tiền bối đã từng qua Trung Quốc. Diệp Phàm liếc nhìn ông già, hỏi. Lúc nhàn hạ đi đây đi đó, đừng nói Trung Quốc,
khắp nơi trên thế giới lão đều thích đến thăm. Ông già thản nhiên nói. Xin tiếp mấy cước. Diệp Phàm đột nhiên nói, tung người lên một cước đá tới. Lần này dùng 8 phần kinh lực, khí thế mạnh mẽ khác thường. Chân vừa vung lên, đống phân bên cạnh bị cước khí chấn động cũng văng lên. Cả căn nhà tranh dường như cũng rung lên bần bật trực đổ sập. Ông già hơi ngạc nhiên, chợt, nét mặt ông ta thoáng qua một tia vui vẻ quỷ dị. Giống như ruồi nhặng đột nhiên nhìn thấy một đống phân lớn vậy. Chương 1991, một cuộc giao dịch. Để lão già này đo xem cân lượng của cậu. Ông già nói xong, cũng đỡ liên tiếp 7-8 cước của Diệp Phàm. Hai người đều không dùng binh khí, mà chỉ dùng chân hoặc nắm đấm giao chiến, cũng không có một chút kỹ xảo nào, nói chính xác là một cuộc tỉ thí bản lĩnh. Hây hây hây, Diệp Phàm mỗi quyền đánh ra đều hét lớn một tiếng. Ông già tuy không hét lên, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm thấy trong lòng ông ta khẳng định cũng đang hét lên. Đánh tới chiêu 108, Diệp Phàm đã thở như trâu. Loại ngạnh công dùng quyền cước này, đặc biệt hao phí thể lực. Hơn nữa, Diệp Phàm càng đánh càng kinh ngạc. Tiếp chiêu. Diệp Phàm thay đổi phương thức, công lực hổ phí của phí gia bắt đầu thi triển ra. Vậy ông già lại bắt đầu di chuyển vòng quanh. Diệp Phàm nhận thấy dùng ngạnh công dường như rất khó thủ thắng. Bởi vì, hơi thở của ông già bình ổn hơn mình. Điều này chứng tỏ nội tức của ông ta thâm hậu hơn mình tưởng. Đây là thứ tích lũy dần qua 5 tháng, muốn nhanh cũng không nhanh được. Cho nên, Diệp Phàm lúc này áp dụng chiến thuật, du kích. Tuy nhiên, rõ ràng ông già này là một cao nhân thực thụ. Mặc cho Diệp Phàm di động biến hóa đa đoan gì. Ông già vẫn đứng bất động ở đó, dường như, giờ phút này ông ta đột nhiên biến thành một pho tượng. Có lẽ là lấy bất biến ứng vạn biến, tất nhiên, nói về điều này rất dễ dàng. Nếu thật sự phải làm điều này lại muôn vàn khó khăn. Bởi, khi người ta ở hoạt động, tùy thời điểm sẽ ra tay công kích. Còn anh tuy nói không hề cử động, thật ra, tinh thần của anh phải tập trung cao độ. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị ứng phó với sự công kích trong nháy mắt của đối phương. Loại phòng thủ mà tinh thần rơi vào tình trạng căng thẳng cao độ này, thật ra còn mệt hơn so với tấn công. Ông chủ của các anh bản lĩnh rất cao, cỡ bát đẳng thì phải. Hoa hồng đỏ nhẹ giọng hỏi Lam Tồn Quân bên cạnh. Bát đẳng đã là cái cứt gì? Lam Tồn Quân bô bô nói. Vậy là cửu đẳng. Hoa hồng đỏ đứng bên nói, mũi không khỏi giật giật mấy lượt. Hẳn là, cũng không thể không kinh ngạc, bởi vì, bậc cửu đẳng đối với người luyện võ trên toàn thế giới mà nói là một cao nhân đáng ngưỡng vọng. Việt Nam các cô có mấy cao thủ cửu đẳng? Lam Tồn Quân hỏi. Không rõ lắm, tôi chưa từng gặp một người nào. Có điều, ông già này có thể đấu ngang cơ với ông chủ các anh, có lẽ, cũng là cao thủ cửu đẳng. Đây là cao thủ cửu đẳng đầu tiên tôi phát hiện ở nước tôi từ khi sinh ra tới giờ. Hoa hồng đỏ nói, hai mắt như phát sáng vậy. Một tiếng bịch vang lên, hai người vội nhìn lại. Phát hiện Diệp Phàm một cước đá vào phần mông ông già, tuy nhiên, ông già đã quay người lại. Tốc độ ấy, đích xác rất nhanh, căn bản là không tương xứng với tuổi của ông ta. Cú xoay người này của ông ta, còn kèm theo một cước đá tới. Nhưng chẳng thế nào cả, ông già đột nhiên nhíu mày, nhảy một bước dài 7-8 mét ra ngoài. Ám khí này của cậu rất đặc biệt, không ngờ có thể cứa rách áo của lão già này. Trong lúc ông già xoay người, Lam Tồn Quân phát hiện áo phía sau lưng ông ta đã bị Diệp Phàm dùng vật gì đó cắt thành hai mảnh. Hơn nữa, Diệp Phàm xuất chiêu có chừng có mực, vừa khéo chạm đến da, bên trong không hề bị tổn thương gì. Ha ha! Diệp Phàm bình tĩnh cười cười, đương nhiên sẽ không để lộ bí mật của Lạc Bảo Kim Tiền. Đây cũng là một trong những đòn sát thủ của Diệp Phàm. Ta với cậu làm một cuộc giao dịch. Ông già dường như không bộc lộ chút thái độ phẫn nộ nào. Hơn nữa còn nói rất bình tĩnh, sau đó quay vào nhà tranh thay y phục rồi bước ra nói chuyện. Ông nói. Diệp Phàm hỏi. Muốn giao dịch với cậu, lão phu nói cho cậu biết, cậu có thể gọi ta là Cống Ba, thật ra, ta họ Nguyễn. Tuy nhiên, cậu có phát hiện ra đặc điểm của phân gấu này không? Ông già hỏi. Có phải là những hạt nhỏ giống như hạt cát kia không? Diệp Phàm cũng cảm thấy hứng thú, hỏi. Ừ, năng lực quan sát của cậu rất tốt, ta nghĩ, cậu là cao thủ kiệt xuất ta đã thấy trong đám thanh niên đồng lứa. Chắc là cao thủ cửu đẳng. Trẻ tuổi như vậy mà thân thủ có thể đạt tới bậc cao này, thật sự khiến lão phu cảm thấy kinh ngạc.
ta nghĩ, cái này, có tác dụng tương trợ nhất định với dược liệu cậu dùng. Mà các cậu muốn nấm hùng mạo, có lẽ cũng đã phát hiện ra một vài công năng của loại nấm này có phải không? Cống Ba hỏi. Đương nhiên, nếu không, chúng tôi lặn lội xa xôi tới đây làm gì? Thứ này, là vật phẩm kết tinh cao độ dinh dưỡng từ thiên nhiên. Có tác dụng kích thích và phụ trợ nhất định đối với luyện công. Tuy nhiên, thứ vật phẩm này dường như có hơi khó kiếm. Diệp Phàm nói có chút tiếc nuối. Ha ha ha. Cống Ba đột nhiên dồn khí 10 phần phá lên cười. Bốn người Diệp Phàm đều nhìn ông ta, không biết ông già này cười cái gì. Cảm thấy thần kinh hơi không bình thường. Biết tại sao trong phân gấu này lại có thứ hạt phát sáng đó không? Cống Ba hỏi. Có lẽ là ăn vào thứ gì không thể tiêu hóa hoàn toàn rồi thải ra. Lam Tồn Quân nói. Ừ. Cống Ba gật đầu, nói. Tôi giao dịch với cậu chính là có liên quan tới thứ này. Lũ gấu chó này thích ăn một loại mật ong, mà loài ong này tên là ong hút máu. Nghe cái tên này tương đối đáng sợ. Màu sắc của loài ong này là màu tử huyết, nghe nói là kết quả của sự tạp giao giữa ong đại hoàng và một loại độc trùng. Ong hút máu thích hút máu, hung tợn vô cùng. Nếu gặp phải người, chúng sẽ kết thành đàn xông tới, bình thường đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, loài ong này dường như rất lưu luyến gia đình, sẽ không rời khỏi tổ quá xa. Hơn nữa, loài ong này bình thường sẽ không chủ động tấn công người. Mà mật do loài ong này tạo ra lại là một bảo bối, giá trị dinh dưỡng của nó rất cao, tuyệt đối gấp 5-6 lần nấm hùng mạo này. Cống Ba nói, lão nhân gia muốn giao dịch có phải là muốn kêu tôi liên thủ cùng đi đoạt mật của loài ong hút máu này? Diệp Phàm vừa nghĩ đã hiểu ra. Đúng vậy. Cống Ba gật đầu. Ông là đại cao thủ, thứ tốt như vậy tự mình giữ lại là được rồi. Còn cần người khác giúp đỡ sao? Lão nhân gia, lời này của ông, e rằng cả trẻ lên ba cũng không bị mắc lừa. Lam Tồn Quân nói châm chọc. Chưa chắc, ong hút máu rất hung tợn, ta một mình không ứng phó được. Nếu không, có thứ tốt như vậy ta tự mình giữ lại, cũng không tới phiên các ngươi đến đây. Hơn nữa, lão già ta cũng không cần lưu lại chỗ này. Theo bản tính con người mà nói, Cống Ba ta không cao thượng như vậy đâu. Cống Ba nói. Quái, lũ gấu này làm sao có thể ăn được mật ong này, rõ ràng kêu chúng trộm một chút về không phải là được sao? Lam Tồn Quân nghĩ ra một biện pháp tồi. Ta cũng có ý này, tuy nhiên, huấn luyện mấy năm rồi, lũ gấu chó này, quả nhiên là khắc tinh của ong hút máu. Chỉ có điều, lũ gấu mù này chỉ biết tự mình ăn, kêu chúng đi trộm rồi mang về, căn bản là không sai khiến được. Nếu làm được, ta đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, ta nghi ngờ thứ lũ gấu này ăn đến chỉ là phần bã mà đám ong hút máu không cần tới. Mật ong thực sự chúng có lẽ không ăn đến. Cống Ba nói. Bã mà đã có giá trị như vậy rồi, thứ mật ong kia mới thật sự làm người ta mong đợi. Cống Ba, cuộc giao dịch này, đã thành rồi. Diệp Phàm nói. Lão đại, việc này, chắc chắn độ nguy hiểm rất cao. Lam Tồn Quân có chút lo lắng, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Nhát gan thì không cần đi, muốn có được đồ tốt, đương nhiên phải trả giá rồi. Không có đồ tốt muốn nâng cao công lực, vậy thì cậu cứ từ từ mà luyện đi thôi. Đến khi 70-80 tuổi mới cũng không đạt được lục đẳng hay thất đẳng. Giống như cửu đẳng chúng ta đây, đối với người luyện võ luyện công cứng nhắc mà nói, đó chỉ có thể là một giấc mộng. Cống Ba lạnh lùng hừ giọng. Chúng ta vào nhà nói chuyện, nếu muốn đi lấy mật ong, phải bàn bạc cách làm. Diệp Phàm đề nghị. Việc này, chỉ hai người chúng ta biết là được rồi. Bọn họ không cần đi, có thể chờ ở đây. Nếu có thể lấy về mật ong, lão già tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này. Còn như số nấm hùng mạo đó, toàn bộ tặng cho các cậu. Cống Ba nói. Lam lão đệ, cậu với Hoa Hồng Đỏ trông coi đao bá là được rồi, chờ tôi trở lại. Diệp Phàm dặn dò, liếc nhìn Hoa Hồng Đỏ, nói. Đừng giở trò gì với tôi, em gái cô còn ở trong tay tôi. Hơn nữa, nếu cậu ta có chuyện gì, cho dù đuổi tới chân trời, tôi cũng sẽ bắt được cô. Yên tâm, tôi không dám làm gì đâu. Hoa Hồng Đỏ gật đầu. Cô lại đây. Diệp Phàm hừ giọng. Làm gì? Hoa Hồng Đỏ theo bản năng lui lại phía sau một bước, hỏi. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thân mình nhoáng lên đã đến trước mặt Hồng Mai Khôi. Điểm điểm mấy ngón tay xuống, sau khi xong việc thu ngón tay lại.
tất nhiên là thi triển thiên cang lôi bạo chỉ của Trần Gia Phong bế một vài huyệt đạo của hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ lúc này, cùng lắm chỉ có thể phát huy thực lực cỡ lục đẳng. Lam Tồn Quân là cao thủ thất đẳng, tin rằng có thể đối phó được cô ta. Anh làm cái gì vậy? Hoa hồng đỏ vội hét lớn. Cô nên thành thật hiệp trợ cậu ta làm việc, tôi trở về đương nhiên sẽ giải khai cho cô. Bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Diệp Phàm hừ một tiếng, cùng Cống Ba vào nhà tranh. Tiểu tử, rất thủ đoạn, không ngờ khiến lão phu thấy được thuật điểm huyệt bế kinh của Trung Quốc. Sư phụ của cậu, hẳn là rất có lai lịch. Cống Ba ha hả cười nói, thái độ rất thân thiết. Tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn không biết tiền bối đã nghe qua chưa? Diệp Phàm hỏi. Quả nhiên là vậy, ta nán lại ở Trung Quốc cũng được mấy năm. Năm đó nhất thời ngông cuồng, đi tìm vài cao thủ có danh tiếng tỉ thí. Tuy nhiên, phí Thanh Sơn tọa địa lão hổ này ta là chỉ nghe đến thanh danh, mà chưa được gặp người. Truyền rằng ông ấy đã đạt tới cảnh giới thập đẳng. Cống Ba không khỏi thở dài, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ông ấy ôm một cây quái thụ ở tòa núi lở đó 20 năm, ông hiểu được ông ấy mới là lạ, trong lòng Diệp Phàm nói một câu, miệng lại nói. Tiền bối, tổ của ông hút máu cách chỗ chúng ta không quá xa chứ? Không xa, chỉ khoảng 50 dặm đường. Cống Ba nói, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Chẳng qua chỗ đó ở trong một cái động. Thật ra là một khe đá bị nứt ra, tương đối dài, phải đi vào đi 2 dặm mới có thể đến tổ của chúng. Hơn nữa, trong khe đá có chỗ rất hẹp, chỉ có thể bò mà đi. Nếu bị ong đuổi theo thì phiền toái rồi. Vì thế, cho tới nay, lão phu nghĩ đủ biện pháp đều không có cách nào lấy được mật ong ấy. Mà, ngay cả tổ ong ta cũng chưa thể tiếp cận được. Mặc đồ bảo hộ đặc biệt vào chẳng lẽ ong hút máu còn có thể châm vào sao? Diệp Phàm có chút chưa rõ, hỏi. Đồ bảo hộ bình thường đều không được, ngòi của ong hút máu đặc biệt sắc nhọn. Một con không châm được cậu, thì 2 con, 3 con, 4 con. Không châm được cậu chúng tuyệt đối không dừng lại. Có nhiều lắm, chỉ cần một con châm thủng quần áo của cậu, vậy là cậu gặp phiền toái rồi. Cống Ba lắc đầu. Chương 1992, hai cao thủ cửu đẳng phải khốn đốn. Ông ta liếc nhìn Diệp Phàm, lại nói. Hơn nữa, áo phòng hộ cũng không làm được. Ta từng vào khu quân đội tìm, cảm thấy hiệu quả bảo hộ đều không tốt. Huống hồ, loại y phục giống lưới thép hoặc lá thép mỏng mặc lên người rất nặng nề, hơn nữa có hơi vướng tay vướng chân. Một khi bất cẩn bị ong hút máu bao vây, ta nghĩ, cho dù là cao thủ thập đẳng cũng không bò ra nổi. Hơn nữa, loại ong này không sợ lửa không sợ nước, dù là khí độc cũng không giết được chúng. Cống Ba nói. Không sao, tôi cho ông mượn một bộ, loại áo bảo hộ này hiệu quả rất tốt. Diệp Phàm nói xong. Lấy ra một bộ từ trong ba lô trên lưng. Cái này, không khác gì bộ đồ bình thường, có thể có hiệu quả phòng hộ gì. Không thoải mái bằng quần áo của lão phu. Cống Ba lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Ha ha, ông xem. Diệp Phàm vừa cười vừa châm một que lửa đốt chiếc áo, ước chừng qua 2 phút bộ đồ vẫn y nguyên. Cống Ba vừa nhìn, mí mắt giật giật vài cái, xem chừng có chút hứng thú. Xem thêm cái này. Diệp Phàm cười. Lấy ra một con dao găm dùng sức cứa vào áo, vẫn không cắt rách được, mới nói. Tiền bối, ông không nên nghi ngờ độ sắc bén của con dao này. Chắc hẳn vẫn có chỗ dùng đến phải không? Bộ đồ này của cậu rất tốt, cậu lấy ở đâu ra vậy? Ông già Cống Ba này rốt cục cũng động tâm. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng không đáp. Thế này vậy, đến khi lấy được mật ong, ta có thể để cho cậu phân nửa. Bộ đồ loại này cậu đưa tôi một bộ mới. Cống Ba liếc nhìn Diệp Phàm, nói, lão già này đúng là biết xem hàng, đây là một bộ đồ bảo hộ giá 2 triệu làm cho tổ A. Quyết định vậy. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, bộ này ông không thể làm hỏng được, tôi cũng là đi mượn đó. Nếu không, không có gì bồi thường. Được. Ông già gật đầu nói, hai người ăn một chút, sau khi nghỉ ngơi một lúc liền xuất phát. 50 dặm đường. Tuy nói đều phải leo núi vượt suối, nhưng với hai cao thủ cửu đẳng mà nói cũng không đáng là gì. Một tiếng sau đã tới nơi. Đến một khe đá bình thường Cống Ba dừng chân. Ở bên trong. Diệp Phàm hỏi. Ừ, bắt đầu từ lúc này, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cống Ba nói. Sao lại không thấy một con ong nào? Diệp Phàm có chút kỳ quái.
ha ha, ta ngồi phục mất mấy ngày, phát hiện chúng di chuyển đều có quy luật. Lúc này chính là thời điểm chúng nghỉ ngơi, nhưng lại có lợi cho hành động của chúng ta. Sau khi Cống Ba nói xong tự mình khom người đi vào đầu tiên. Diệp Phàm theo sau cũng đi vào, tin rằng bản thân có ưng nhãn thuật cũng không sợ lão già này giở trò. Từ cuộc tỉ thí của hai người, Diệp Phàm đoán, Cống Ba cùng lắm là tầng 2 cửu đẳng. Cũng chỉ là mạnh hơn mình một chút. Mà bản thân có can tướng, đây mới là sát chiêu cuối cùng của mình. Chỉ có điều, can tướng mỗi lần sử dụng đều phải hao phí rất nhiều nội lực. Căn bản là chưa dùng nổi, chỉ khi nguy hiểm nhất mới có thể vận dụng nó. Nghĩ về điểm này, Diệp Phàm lại có chút buồn bực. Giải quyết loại hiện tượng này, trừ phi công lực của bản thân có thể tăng thêm một bậc. Nội công thâm hậu sức chịu đựng cũng sẽ lâu một chút. Khe đá này thật đúng là không dễ đi, chỗ rộng tương đối rộng, chỗ hẹp còn phải bò sát mặt đất mà đi. Nếu ở những chỗ như thế này gặp phải ong hút máu tấn công, thật sự là không thể thi triển tay chân. Sau khi hai người tiến vào một dặm rưỡi, Cống Ba nói chờ một chút. Phía trước hình như có tiếng vo ve, có lẽ là sắp tiếp cận tổ ong rồi. Số ong này đều là lính tuần tra, nếu bị phát hiện, đội quân lớn sẽ bay ra. Giọng điệu Cống Ba rất thận trọng. Vậy trước tiên phải diệt lính tuần tra. Diệp Phàm nói, phát hiện phía trước còn khá rộng rãi. Vì thế bỏ sát đất tiến lên quan sát cùng với Cống Ba. Không dễ tiêu diệt toàn bộ, chỉ cần một con có thể bay về thì sẽ phiền toái đấy. Cống Ba nhìn những con ong hút máu đang bay, cũng chau mày. Đồng loạt ra tay, ông bên trái tôi bên phải. Diệp Phàm đề nghị. Chỉ có thể như thế, tuy nhiên, nhất định phải một chiêu giết chết. Nếu để ong chạy thoát, thì chúng ta chỉ có thể nhanh chóng công phá tổ ong lấy mật đi. Cậu có nhìn thấy tổ ong không? Rất lớn. To chừng hai cái vại nước cỡ lớn. Muốn đem toàn bộ thì không có khả năng, chúng ta chỉ cướp mật ong là được. Cống Ba nói. Được, chuẩn bị, động thủ. Diệp Phàm thông báo Cống Ba một tiếng, phi đao vung tới tấn công, xoay trong không trung mấy vòng, lũ ong hút máu to bằng đầu ngón tay này vo ve kêu thảm trong chớp mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ. Còn bên trái biện pháp diệt ong của Cống Ba rất kỳ quái. Chính là lấy ra một ngư cụ dạng túi lưới giống lưới đánh cá, tung vào không trung, túi lưới kia vốn chỉ có to có ba lóng tay lập tức mở ra, phủ lên mấy mét vuông bên trái. Cống Ba vừa thu lưới lại, tấm lưới không biết chế tạo từ cái gì kia nhanh chóng co lại chỉ còn bằng mấy lóng tay. Sau đó thì dễ giải quyết rồi, Cống Ba giơ tay miết, đám ong hút máu trong túi lưới lý kêu thảm toàn bộ biến thành đống máu bầy nhầy. Diệp Phàm không khỏi chú mắt nhìn, nhỏ giọng cười nói. Túi lưới này của ông là hàng xịn. Ha ha, loại này dùng tơ của nhện tằm bện lại đó. Độ co giãn lại rất lớn, hơn nữa, nhẹ như lông hồng. Sử dụng rất thuận tiện. Ngoài ra, độ chịu mòn, độ chắc chắn và độ chịu tải đều khá tốt. Đừng nhìn túi lưới này như thế, khi bắt người, lão phu chỉ cần vung là có thể trói cứng người lại sau đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Hai người quan sát một hồi, không phát hiện có ong bay ra. Biết các con ong khác còn chưa phát hiện ra. Hai người nhanh chóng tiếp cận tổ ong. Quả nhiên rất lớn. Toàn bộ tổ ong giống một quả bóng bầu dục lớn, áng chừng phần trung tâm lớn nhất phải 3-4 người ôm mới hết. Cừ thật. Diệp Phàm không khỏi thở dài nói. Mật ong có màu đỏ tía, hẳn là phân tán ở trung tâm tổ ong. Sau khi chúng ta trẻ tổ ong ra thu lấy mật ong lập tức tháo chạy. Không được do dự, bằng không, để chúng vây lại thì không hay đâu. Cống Ba nói. Ra tay. Diệp Phàm chuẩn bị một chút, cùng Cống Ba giơ đại đao sống dày lên soạt một tiếng bổ xuống. Tổ ong lập tức bị chẻ thành ba phần, Diệp Phàm với Cống Ba dùng đao tách phần trung tâm ra khỏi hai phần bên cạnh. Lập tức, toàn bộ bên trong tổ ong đều hiện ra trước mắt hai người. Dưới thiết bị nhìn ban đêm, Diệp Phàm có ưng nhãn, nhìn thấy rất rõ. Phát hiện bên trong chi chít đều là lỗ tổ to bằng đầu ngón tay. Lúc này ong hút máu trong các lỗ tổ đều bay loạn vo ve chói tai như gọi đàn ong tấn công Diệp Phàm với Cống Ba. Mà trung tâm có một khối tròn màu đỏ tía. Diệp Phàm cùng Cống Ba trong lòng ngầm hiểu, phải nhanh chóng dùng đao cắt mật ong chứa vào túi nhựa ở sau lưng đã chuẩn bị từ trước đó. Hai người lại loạn chém loạn bổ một hồi vào bầy ong hút máu đến ngàn vạn con, sau khi chém chết một phần hai người lập tức xoay người bỏ chạy. Vo ve, ong hút máu theo đuổi không chịu từ bỏ. Hơn nữa, ở trong động đạo, bởi vì hai người Diệp Phàm không thể thi triển công phu,
Hơn nữa, tốc độ bầy ong cũng rất nhanh. Không lâu sau, chạy được một dặm trước một khe đá khá trống trải thì bị chúng đuổi kịp. Vụ này không xong rồi. Hai người bị ép dính vào vách đá, hai tay cầm một cái phất trần sắt đặc chế ra sức khua quét ra bên ngoài. Đương nhiên, loại phất trần làm từ thép này do có hàng trăm sợi dây thép. Cho nên, khi công kích phất một cái thì uy lực cũng rất lớn, mỗi lượt phất xuống đều có mấy chục con ong hút máu chết thảm dưới cây phất trần này. Cây phất trần này chính là ông già cống ba này trải qua quan sát và thí nghiệm đã chuẩn bị từ trước. Giờ phút này đã phát huy tác dụng rất lớn. Hai người giằng co với lũ ong 10 phút. Hai người đều khua phất trần sắt như quạt gió che kín vùng trước mặt mình hình thành một lưới phất trần. Ong hút máu cũng không thể chui vào được, vừa chạm vào phất trần đã chết. Tuy nhiên, 20 phút trôi qua, hai người đã thở như trâu. Mà xác ong hút máu cũng dồn đống dày đến mấy phân, thực sự có một cảm giác kinh hồn động phách. Thoáng nhìn nhau. Không thể cứ tiếp tục thế này, còn tiếp tục như vậy chúng ta có lẽ sẽ xong đời ở đây mất. Cống ba nói. Đúng vậy, xem tình hình này, chúng cứ ùn ùn kéo đến. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu con, tổ ong lớn như vậy, tôi ước chừng không có triệu con cũng phải có mấy trăm nghìn. Đến khi chúng ta tiêu diệt được toàn bộ chúng thì hai người chúng ta cũng mệt chết rồi. Diệp Phàm vừa ra sức khua ra bên ngoài vừa thi triển ưng nhãn quan sát tình hình xung quanh. Hai chúng ta mau nghĩ biện pháp, áng chừng thể lực đã mất đi 7 phần. Cùng lắm duy trì được 10 phút nữa. Loài ong hút máu này, chỉ cần bị một con đốt chúng. Toàn thân không chỉ ngứa, mà nọc ong còn có độc. Nếu chữa trị chậm trễ cũng sẽ tử vong. Nếu bị nhiều như vậy cùng đốt chúng, thì có lẽ chúng ta không ra khỏi động này mất. Cống ba có chút xuống tinh thần nói. Chúng ta vừa khua vừa tới bên kia, hình như trên vách động có một cái hõm. Vừa khéo có thể chú vừa hai người. Chúng ta rút vào bên trong, phần thân thể lộ ra ngoài sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta thay phiên nhau khua đám chết tiệt bên ngoài cũng có thể để một người tiết kiệm đôi chút thể lực. Ít nhất có thể duy trì lâu thêm một chút. Diệp Phàm nói. Cũng được, làm như thế trước vậy. Cống ba cũng mướt mát mồ hôi nói. Hai người một trước một sau cùng khua không lâu sau tới chỗ hõm. Diệp Phàm vào bên trong trước, còn bên ngoài là cống ba. Hai người là chen chúc chật trội tại một chỗ, có chút giống như là Diệp Phàm ôm sau lưng cống ba. Cậu cố nghỉ ngơi một lát khôi phục chút thể lực. Cống ba nói, tay bên kia vẫn dùng phất trần thép khô quét. Hai phút sau Diệp Phàm đổi chỗ cống ba một lát, cứ như vậy, hai người tiếp tục thay phiên nhau lại duy trì được nửa giờ. Cứ tiếp tục thế này chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút, cuối cùng có lẽ chúng ta cũng sẽ chết vì mệt. Từ miệng cống ba không ngờ thốt ra câu nói kiểu anh hùng mặt lộ. Đúng rồi, mật ong kia không phải có thể ăn sống sao? Thứ đó không phải có giá trị dinh dưỡng rất cao sao? Ăn trước một phần đã, thể lực cũng sẽ khôi phục nhanh một chút. Diệp Phàm đột nhiên trước mắt sáng ngời, lớn tiếng kêu lên. Đúng rồi, còn bà nó, sao chuyện này mà cũng quên nhỉ? Có thể ăn sống, chỉ là có chút tạp chất cũng chả sao. Bây giờ cũng chẳng cần mang tới sạch sẽ làm gì, ăn để đối phó trước đã. Cống ba cũng bất chợt ngộ ra, vội vàng nói. Ông ta ở bên trong tước lấy một miếng trước cũng không để ý trên dưới to nhỏ nuốt cả xuống bụng. Sau đó lại xé một miếng khác để chờ, Diệp Phàm vừa thay chỗ sẽ ăn luôn. Phát hiện mật của ong hút máu này tương đối ngọt, nhưng, chỉ cảm thấy được một chút thì miệng đã khô lại. Tuy nói hai người đều đau lòng đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, nhưng lúc này vì mạng sống cũng không để ý nữa. Hai cao thủ cửu đẳng thật sự là cực kỳ khốn đốn, một người khua phất trần. Một người cắn nuốt mật ong ngay tại chỗ. Mà tình trạng đám chết dẫm đuổi hai người chạy trối chết cũng chả kém là bao. Chương 1993, đột phá không ngờ. Tuy nhiên, không thể không nói, mật ong hút máu này thật sự là thứ tốt. Bởi vì là vật phẩm có độ dinh dưỡng cao, cho nên, sau khi ăn thể lực khôi phục rất nhanh. Lúc này khua diệt ong hút máu nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều. Có điều, vì tác chiến quá lâu. Bởi vì không hiểu được, quân đội, ong hút máu này còn bao nhiêu. Cho nên, hai người sau đó đều ăn tiết kiệm, mỗi lần thay phiên chỉ ăn một miếng to bằng ba lóng tay. Sau đó là điều thức khôi phục thể lực. Cứ như vậy, cuối cùng hai người đều khua đến tê dại. Nếu không phải khua ong hút máu thì là gặm mật ong sau đó điều tức. Cứ như vậy khua rồi ăn, ăn rồi khua,
cũng không biết đã khua chết bao nhiêu ong hút máu. Dù sao xác ong hút máu nát như tương dồn đống sắp dày đến một thước. Mà quần áo trên người hai người bị mồ hôi thấm ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Trời đất u ám nhật nguyệt thôi chiếu. Hai người đều mồ hôi như mưa, trước hao hết thể lực, sau lại ăn bổ sung. Diệp Phàm tranh thủ nhìn đồng hồ, phát hiện hai người đã duy trì suốt một ngày một đêm rồi. Ngay cả đồ bảo hộ cũng bị hai người khua động sắp nứt ra rồi. Nếu không có mật ong này, thì tuyệt đối là chết đau thương rồi. Diệp Phàm ngẫm lại có chút sợ hãi. Không thể ngờ được hai cao thủ cửu đẳng bị bầy ong bức ép thành ra bộ dạng này. Nói ra khẳng định nhiều đồng chí sẽ cười đến rụng răng mất. Chứng tỏ, thiên nhiên thật sự là thần bí vô cùng, cao thủ cửu đẳng cũng chẳng là cái gì. Cống ba, hai chúng ta có lẽ đều sắp đi đời rồi. Toàn bộ số mật ong này chúng ta sắp ăn hết rồi. Hiện tại chỉ còn lại một miếng cỡ bàn tay thôi, cùng lắm duy trì thêm 10 phút. Lúc này, Diệp Phàm bi thương phát hiện rằng, mật ong này không ngờ chỉ còn lại một chút. Mặc kệ, chết thì chết vậy. Còn bà nó, sau khi ăn miếng cuối cùng chúng ta lập tức xông ra, có lẽ còn có thể giữ lại được cái mạng. Cống ba cũng, côn đồ, hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Phàm ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Cống ba, ông hét lớn một tiếng nữa thử xem. Hét nữa, vừa rồi thực sự buồn bực mới hét lên. Cái hét này chỉ ít cũng tiêu hao của lão phu nửa thành nội lực. Hét vài cái nữa ta sẽ hôn mê mất. Cống ba tức giận vừa khua vừa hừ giọng. Không sao, ông hét lại một chút thử xem, nội lực lần này phải lớn hơn một chút, phải vang dội hơn, hung mãnh hơn một chút. Diệp Phàm kiên trì nói, bởi vì anh ta phát hiện ra một chút đầu mối. Thôi được, cống ba cũng bị Diệp Phàm làm cho chẳng hiểu ra sao cả, tuy nhiên, cống ba cũng không ngu. Biết rằng tiểu tử này có phát hiện gì mới, bằng không, vào lúc này, hét loạn làm hao hết thể lực so với uống thuốc độc tự sát chẳng có gì khác nhau. Và lại, phải tiêu đời thì cả hai người cùng tiêu đời. Con bà nó. Cống ba lần này dùng 8 phần kinh lực hét lớn một tiếng, trong động đạo lập tức tiếng vọng ong ong vang lên, ngay cả đá vụn cũng bị chấn động rơi xuống là tả. Tiếng hét của cao thủ cửu đẳng đúng là kinh tâm động phách. Tốt lắm, chúng ta thay ca. Diệp Phàm nhất thời mừng rỡ kêu lên. Hai người đổi phiên. Diệp Phàm vừa khua, vừa dồn nén nội lực, hóa âm mê thuật dùng âm công từ miệng phát ra. Chết tiệt, toàn bộ chết hết cho ông. Diệp Phàm liên tục hét lên mấy tiếng, đều là dùng âm công hét ra. Lúc đó, làm ông già cống ba thiếu chút nữa cứng lưỡi nhìn chân chối. Kêu lên. Lợi hại, dưới tiếng hét này của cậu chí ít đã giết cả ngàn con. Đây là công phu gì vậy, lợi hại quá. Bởi vì, theo sau tiếng hét của Diệp Phàm, lũ ong hút máu kia rơi xuống là tả như mưa muốn bay lên cũng không bay nổi. Thật ra chẳng có gì. Tôi phát hiện ong hút máu này hơi sợ sóng âm. Nếu ông có cùng loại tâm pháp này có thể dùng. Diệp Phàm nói. Ta không có. Cống ba lắc đầu nói. Bây giờ tới ông, tôi chỉ cho ông. Lúc này, vì giữ mạng, Diệp Phàm cũng không cố chấp cái gì là bí kíp cả. Thành thực truyền hóa âm mê thuật của phí ra cho cống ba. Cống ba lĩnh ngộ rất nhanh, tuy nói thi triển ra không lợi hại bằng Diệp Phàm. Nhưng so với dùng phất trần khua loạn thì lợi hại hơn rất nhiều. Mỗi lần hét, phải giết cả trăm con ong hút máu. Cứ như vậy, hai người bắt đầu luân phiên dồn khí phóng âm hét lên, sau đó từng lớp ong hút máu là tả rơi xuống. Đúng lúc này, phát hiện ong hút máu hẳn là ít đi. Đang lúc hai người cao hứng, đột nhiên, một luồng âm thanh ong ong rất lớn truyền đến, âm thanh ong ong kia tuyệt đối vang dội chói tai hơn rất nhiều so với mấy trăm con lúc trước. Tình thế bất ngờ có chút quái dị. Không xong rồi, có lẽ là ong chúa đến đấy. Cống ba lại kêu một tiếng bi thương. Hai người phát hiện, một con ong hút máu màu đỏ, cái đầu to bằng quả bóng rổ vây quanh bởi hơn 10 con ong hút máu nhỏ toàn thân đầy lông cái đầu to bằng đầu đúa, khí thế hùng hổ tiến đến. Hai người rõ ràng cũng thức thời, lại cầm lấy đao hét lên một tiếng bổ về phía ong chúa to bằng bóng rổ kia. Tuy nhiên, việc lạ đã xảy ra khiến hai người thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Hơn 10 con ong hút máu nhỏ vây xung quanh ong chúa kia không ngờ đặc biệt dũng mãnh. Hơn nữa, thân pháp linh hoạt, đao của cao thủ cửu đẳng không ngờ không chém chúng chúng. Hai người không tin tà ma, ngắm chúng hai con cùng hợp lực đánh tới. Rốt cục chỉ chém chúng một con, tuy nhiên, phát hiện con bị chém chúng kia không ngờ không bị chém chết,
chỉ là rớt mấy sợi lông, lũ ong hút máu nhỏ kia lại nghiêng thân bay tới tấn công. Lợi hại vậy, lão cống, chạy thôi, tôi dùng âm công, ông dùng đao chém, chúng ta hai mặt giáp công có lẽ sẽ có hiệu quả. Diệp Phàm kêu lên, cống ba gật đầu khua đao thành một vòng đao ảnh bổ tới. Diệp Phàm cũng dồn kinh khí, âm công thi triển tới cực điểm chuyên công kích về phía lũ ong nhỏ. Lần này quả nhiên hiệu quả. Mười mấy con ong hút máu nhỏ cũng bị mất một ít khí lực toàn bộ bị tiêu diệt. Còn lại ong chúa màu đỏ kia lại càng hung hãn, khí lực cũng lớn kinh người. Đao của cống ba không ngờ bị cái miệng dài kia của nó cấp kẹp chặt hất bay tới vách động. Trong lúc nguy cấp, cống ba không kịp tìm đao. Hai tay nắm chặt lấy hai cái chân to như gọng kìm của ong chúa. Mặt cống ba căng lên đỏ bừng, xem ra, có vẻ hao phí khí lực. Ong chúa kia, khí lực thật đúng là không nhỏ. Mà ong chúa liều mạng đập cánh, mang theo luồng gió mãnh liệt, cống ba bị lôi kéo đến nỗi gót chân dường như sắp đứng không vững nữa. Thật ra, nếu khi thể lực sự dư thừa thì ong chúa sớm xong đời rồi. Chỉ có điều, hiện tại Diệp Phàm với cống ba đều là thể lực tiêu hao hết, chắc hẳn còn lại nhiều nhất hai thành khí lực. Một tiếng bộp vang lên. Can tướng của Diệp Phàm rốt cục cũng bị ép phải xuất chiêu, cắt ngang bụng ong chúa. Lập tức, một mùi vị tanh tưởi xông vào mũi. Theo mùi tanh từ trong bụng ong chúa tràn ra một thứ dịch vàng vàng. Tuy nhiên ong chúa vẫn liều mạng chồm tới, cái ngòi nhọn hoắt kia cũng sắp đâm tới mặt cống ba. Hoảng hốt ông già hét lớn. Nhanh lên lôi thứ trong bụng nó ra là nó đi tong. Cái này cũng giống như người bị mất máu. Có điều, Diệp Phàm khí lực đã tiêu hao hết. Chỉ có thể duỗi hai tay bắt được hai cái chân khác to như ngón tay cái của ong chúa ra sức lôi xé. Tuy nhiên, cánh của ong chúa rất có khí lực, căn bản là không xé nổi. Điều này, chủ yếu là do hai người không còn khí lực. Cống ba hét to một tiếng, bởi vì, ngòi nhọn của ong chúa đã gần tới tròng mắt của ông ta. Mẹ nó! Diệp Phàm phát hỏa, lập tức vồ về phía trước. Miệng lao tới cái thứ vàng vàng tanh tưởi từ bụng ong chúa chảy ra liều mạng mà hút giống hút máu lão chăn vậy. Lần này đúng là linh nghiệm. Sau khi ong chúa bị hút, thứ màu vàng đó tuôn ra như suối. Hơn nữa, thân ong run lên, ngòi nhọn cách trong mắt cống ba xa thêm không ít. Có hiệu quả, cậu mau hút đi, chắc là không độc chết người đâu. Cống ba hét lớn. Diệp Phàm cũng không còn biện pháp nào, nếu mắt cống ba bị đâm trúng, có lẽ tiếp đó sẽ đến lượt mình. Hiện tại bản thân đã mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại một chút khí lực để hút thứ dịch vàng ấy. Hôm nay nơi này chính là nơi mình bỏ mạng. Cho nên, Diệp Phàm bỏ ra chút khí lực bú sữa cuối cùng liều mạng hút tới. Cũng không biết hút bao lâu, rốt cục nghe được cống ba nói một tiếng. Được rồi, nó tiêu đời rồi. Diệp lão mở to hai mắt có chút mơ hồ, phát hiện ong chúa cái đầu to hơn quả bóng rổ giờ phút này đã tóp lại chỉ to bằng quả trứng gà. Bởi vì thứ trong bụng nó đều bị mình hút hết rồi. Thành một con ong chúa khô. Cùng với cái chết của ong chúa, ong hút máu còn lại không nhiều lắm cũng bị cống ba giải quyết nốt. Hai người tê liệt ngã xuống đất, rất lâu sau mới ngồi dậy khôi phục công lực. Mấy giờ sau hai người cảm thấy cũng khôi phục một nửa công lực. Lại đến tổ ong thăm dò một chút, sắc mặt cống ba vô cùng khó coi. Bởi vì, lục soát khắp tổ ong cũng chỉ phát hiện một miếng mật ong còn lại to bằng bàn tay. Cậu cầm đi, tôi không cần. Sắc mặt cống ba vô cùng khó coi, khóe miệng giật giật vài cái mới có chút miễn cưỡng đưa miếng mật ong kia cho Diệp Phàm. Ông cần gấp thứ này phải không? Diệp Phàm nhìn ông ta, cảm nhận được điều gì đó, hỏi. Hai, ta tới đây chính là vì cái này. Cháu gái ta cần cái này để chữa bệnh, bằng không, nó sẽ mãi bị căn bệnh kia tác quái. Cống ba thở dài, lắc đầu. Cho ông. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa cho cống ba. Không cần, cậu bỏ nhiều công sức hơn ta. Cống ba không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Cứu người quan trọng hơn, ông cầm đi. Diệp Phàm kiên quyết đưa cho cống ba. Cảm ơn, cậu có thể nói cho ta biết tên không? Cao thủ trẻ tuổi giống cậu, ở Trung Quốc chắc hẳn không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Cống ba nói. Tôi tên Diệp Phàm, vô danh ở Trung Quốc. Hiện tại đảm nhiệm chủ tịch thành phố Đông Cống tỉnh Tây Lâm. Tôi không hy vọng người khác biết được là tôi có khả năng này. Hai người trải qua một cuộc chiến sinh tử, đều có chút luyến tiếc. Được, khi nào rảnh tôi tới tìm cậu, chúng ta uống rượu bằng bát lớn.
Cống Ba vẻ mặt tươi cười, nói. Ta cảm thấy giống như đột phá tới tầng thứ ba, cậu có cảm thấy được cái gì không? Tôi chắc là tới tầng thứ hai. Diệp Phàm gật đầu, rất là cao hứng. Tuy nói trải qua cuộc chiến sinh tử, nhưng nói chung là đột phá tới tầng thứ hai cửu đẳng, cũng chính là cảnh giới tiệt lưu. Thật ra, thành toàn cho hai người bọn họ lại là lũ ong hút máu hung hãn này. Bởi vì bọn họ vì mạng sống, vừa chiến đấu vừa ăn thứ mật ong có giá trị dinh dưỡng cực cao kia. Cho nên, khi tái chiến lại tiêu hóa mật ong, như vậy vòng đi vòng lại, tiêu hao hết sau đó lại bổ sung, cuối cùng, lại là trong họa có phúc giúp đột phá công lực. Cái này cho cậu, còn có cách dùng với công cụ phương pháp chế tác đều cho cậu. Đây là thiên âm đâu của Nguyễn gia chúng ta. Có thể dựa vào nội tức mạnh yếu của cậu mà co giãn, rốt cuộc có thể căng lớn bao nhiêu, tôi cũng không biết, đây là gia bảo truyền đời của Nguyễn gia, nghe nói đã truyền mười mấy thế hệ. Ta cũng chỉ có thể khiến nó căng lớn cỡ căn phòng 10 mét vuông. Nguyễn Cống Ba có chút tiếc nuối sờ sờ thiêm âm đâu đã thu nhỏ lại bằng ngón cái, sau đó cắn răng một cái, đưa cho Diệp Phàm. Chương 1994, kho vàng của Đao Bá. Đây là bảo vật gia truyền của tiền bối, tôi không cần. Diệp Phàm lắc đầu. Ở nhà ta còn có một cái, bọn tiểu bối công lực không đủ không dùng được, lãng phí cũng lãng phí rồi. Hơn nữa, cậu cũng truyền cho ta hóa âm mê thuật, cũng là tuyệt kỹ của môn phái các cậu, ha ha, ta tặng cậu cái này, cũng là điều nên làm. Thiên âm đâu bị Nguyễn Cống Ba nhét vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không khách khí nữa, nhận lấy. Hai bên lại trao đổi số điện thoại. Ta phải đi rồi, phải nhanh chóng trở về trị bệnh, nể mặt ta, về sau gọi ta Nguyễn Lão Ca là được rồi. Ha ha! Nguyễn Cống Ba cười lớn rất hào sảng, nói đi là đi. Một lão ca không tồi, nói chung là cũng được. Diệp Phàm cất thiên âm đâu, đứng bên cạnh tổ ong nhìn ngó, không ngờ phát hiện bên cạnh buồng ong chúa có rất nhiều gian nhỏ. Bên trong có mười mấy thứ gì đó giống nhộng ong màu đen. Nếu là hậu duệ ong hút máu nhỏ bảo vệ ong chúa, nếu có thể nuôi sống và huấn luyện, có lẽ khi công kích bất ngờ xuất chiêu còn có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Diệp Phàm suy nghĩ, lập tức lấy ra cái chai bỏ toàn bộ nhộng ong này vào trong, biết đâu ngựa chết lại thành ngựa sống, coi như là làm thí nghiệm. Chết tiệt, còn phải trở về thu thập nấm hùng mão nữa. Phẩm chất có kém chút cũng đã kém rồi. Làm mất nửa ngày, một chút mật ong cũng xuống bụng cả. Diệp Phàm có chút buồn bực sau khi thu dọn xong lập tức vội vàng trở về sơn động của Đao Bá. Phát hiện Lam Tồn Quân đang đứng ở trước nhà tranh lo lắng dậm chân, vừa thấy Diệp Phàm, hét lớn. Lão đại, rốt cục anh đã trở lại, tôi còn tưởng rằng anh ngỏm rồi. Hơn nữa, tay này dang rộng hai tay ôm Diệp Phàm thân mật. Gì, ngỏm cái rắm, vớ vẩn, tiểu tử cậu hy vọng tôi bị như thế có phải không? Diệp Phàm đánh cậu ta một quyền. Hai người ôm chặt nhau, giống hai thím. Nhưng, không lâu, Lam Tồn Quân khịt khịt mũi nhíu mày. Sau khi ngửi thấy liền bưng kín mũi, đẩy Diệp Phàm ra, vẻ mặt quái dị nhìn anh ta. Ha ha, ha ha, xin lỗi, hơi thối một chút. Diệp Phàm vô cùng xấu hổ, bởi vì, để tiêu diệt ong hút máu, hai bên đại chiến một ngày một đêm. Lúc ấy làm gì có thời gian đại tiểu tiện, kết quả, toàn bộ đều xả trong quần hết. Bởi vì không mang theo quần áo, cho nên, đương nhiên là thối không thể ngửi nổi. Quần áo đâu? Diệp Phàm hỏi. Đây này, cầm đi. Lam Tồn Quân mang ba lô lại. Diệp Phàm vội vàng đến khe suối tắm rửa thay quần áo, cuối cùng cũng gọn gàng trở lại. Sao không thấy Đao Bá với hoa hồng đỏ? Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới bọn họ, có chút nghi hoặc hỏi. Hai, anh vào xem đi. Lam Tồn Quân thở dài. Chỉ vào nhà tranh. Khẳng định xảy ra chuyện gì rồi, Diệp Phàm bước nhanh vào nhà tranh. Phát hiện Đao Ba với hoa hồng đỏ đều nằm ở trên giường, trên người đều là máu, bộ dạng giống như sắp không xong rồi. Sao lại thế này? Diệp Phàm quay đầu hỏi Lam Tồn Quân. Sau khi anh đi rồi hoa hồng đỏ buộc Đao Bá dẫn chúng em đến nơi hắn giấu vàng, tất nhiên, đối với chỗ giấu vàng, em cũng cảm thấy hứng thú, cho nên phải đi. Kết quả? Vàng khối tìm được hơn một tấn, khối to cũng phải mấy chục khối, ánh vàng rực rỡ chói mắt. Tuy nhiên, hoa hồng đỏ thừa lúc Đao Bá không chú ý một đao chém tới, tôi cũng không kịp phòng bị. Mà gã Đao Bá này cũng quỷ quái, không ngờ che giấu khí lực.
trước khi sắp chết cũng tàn nhẫn rút đao từ trong ngực ra phản chiêu cũng khiến hoa hồng đỏ dính một đao trước ngực. Công lực đao bá cao hơn hoa hồng đỏ, nhoáng cái cả hai người đều rơi vào tình trạng thê thảm. Cho nên, hai người mới có cái bộ dạng này. Lam Tồn Quân nói, tôi không biết anh là ai. Có điều, anh là cao thủ, đao bá tôi khâm phục. Chỉ có điều, tôi hy vọng anh có thể giữ lại một ít vàng cho các anh em của tôi. Để cho bọn họ về nhà, sau này không làm chuyện xấu nữa, làm một người tốt. Dù sao, bọn họ theo tôi cũng đã mấy năm. Đao bá nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt kỳ vọng. Người này, không ngờ gắng chịu đựng còn chưa chết. Được. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Diệp Phàm trước nay tôn trọng hạng người kiên cường này. Càng tôn trọng tình anh em, bởi vì, Diệp Phàm cũng là một người như vậy. Cảm ơn. Đao bá liếc nhìn Diệp Phàm lần cuối cùng, đầu ngoẹo sang bên, lần này là chết thật. Hơn nữa, là ra đi không tiếc nuối. Khụ khụ khụ, rốt cục người cũng chết trước ta. Đúng lúc này, hoa hồng đỏ không ngờ lớn tiếng cười, khóe miệng ứa máu tươi. Cô có thù oán với hắn à? Diệp Phàm phán đoán hỏi. Thù không đợi trời chung, tôi vì sao phải làm lão đại, chính là vì có một ngày có thể tiêu diệt đao bá. Cha tôi vốn là một cảnh sát chống ma túy, sau cũng chết dưới đao của đao bá. Còn mẹ tôi vì quá thương nhớ cha, cuối cùng cũng buồn bực mà chết. Cho nên, từ cái thời đó, tôi thề sẽ giết đao bá. Cảm ơn các anh đã thay tôi làm được việc này. Tôi lúc này cũng sắp chết, hy vọng anh có thể buông tha cho những thủ hạ còn sống của tôi. Thật ra, bọn họ phần lớn là bị cuộc sống bắt buộc. Không ai sinh ra đã muốn làm những chuyện này. Ngày ngày sống trước đường đao mũi kiếm, bọn họ cũng là đám người rất thê thảm. Hoa hồng đỏ nói. Diệp Phàm không trả lời, tiến tới duỗi ngón tay điểm xuống mấy lượt, lại lấy ra kim châm mấy mũi. Nói. Tôi sẽ đem cô trao cho cô giáo Hồng Lăng em gái cô, ít nhất, trước khi chết cô có thể nhìn mặt em gái cô lần cuối. Nói xong cùng Lam Tồn Quân thu toàn bộ nấm hùng mạo gói lại. Sau đó ra ngoài động, Diệp Phàm dùng loa nói với mọi người chuyện này. Không lâu sau, 30 thủ hạ còn lại của đao bá đều đầu hàng. Diệp Phàm đem vàng khối ra đập vỡ, chia một phần cho những người này. Đám người này cũng cảm ơn rối rít. Mỗi người cầm đi số vàng không dưới 100.000 khối. Mà trước khi đi, số vàng khối này Diệp Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua. May mắn mấy người ai này đều là đại lực sĩ, mỗi người cõng 10 khối cũng không khó mang đi. Bên này, trước khi đi, Diệp Phàm lại dùng lựu đạn phá sập động vạn thông. Hoa hồng đỏ được em cô giáo Hồng Lăng cõng đi, còn thủ hạ còn lại của hoa hồng đỏ đều bị Diệp Phàm phế võ công rồi đuổi đi. Về phần Hoàng Quân, lại bị Thiết Chiêm Hùng trói lại sau đó muốn đưa về nước chịu kết án. Tuy nói Hoàng Quân cũng có nỗi khổ, nhưng luật pháp không dung tình. Chuyện xấu hắn làm còn lớn hơn nỗi khổ. Hai, giống như một giấc mộng. Mắt nhìn con đường quanh co men theo sườn núi, Thiết Chiêm Hùng có chút cảm thán nói. Cuộc đời vốn là một giấc mộng. Lam Tồn Quân cũng ngơ ngác nhìn sườn núi, cũng thấy bùi ngùi. Hôm nay đến đội phòng vệ thành phố Đông Cống có một vị khách thần bí. Là đồng chí Tiền Đào Quốc Tư lệnh phân quân khu thành phố đích thân đưa tới. Buổi tối, đồng chí Tiền Đào Quốc đích thân dẫn đội trưởng đội phòng vệ Long Nhất Phong cùng với mười mấy thân tín chủ chốt nhất tới một nơi thần bí gần biên giới. Lúc nửa đêm từ bên phía Việt Nam một đám khách thần bí vượt biên sang, sau khi đồng chí lãnh đạo cấp trên thần bí đó bắt tay với một đồng chí bên Việt Nam sang thì trở về tới thành phố Đông Cống. Chia tay tại thành phố Đông Cống. Tuy nhiên, đội trưởng Long Nhất Phong và tư lệnh Tiền Đào Quốc đặc biệt hưng phấn. Bởi vì, đồng chí tóc ngang vai từ bên kia sang đã giao cho bọn họ một tên tội phạm truy nã toàn quốc chính là Hoàng Quân trùm thuốc phiện nổi danh mà họ hy vọng bắt giữ đã lâu. Hơn nữa, vị khách thần bí kia có dặn, Hoàng Quân coi như là do bộ đội biên phòng thành phố Đông Cống bắt được. Đây chính là công lao rất lớn, dựa vào chuyện này, đội trưởng Long Nhất Phong với tư lệnh Tiền Đào Quốc ít nhất có thể được vinh danh lập công trạng bậc 2. Mà công trạng bậc nhất cũng có thể được. Tư lệnh, những người này là ai, thần bí quá. Lợi hại, không ngờ sang bên kia bắt Hoàng Quân tên cẩu tạp chủng này đưa về. Mẹ kiếp, xem ông đây xử lý hắn như thế nào. Để bắt được hắn, trước đây chúng ta đã hy sinh mất 3 người anh em. Nhìn xe vị khách thần bí kia đã đi xa, Long Nhất Phong hỏi nhỏ tư lệnh Tiền. Nhất Phong, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Đây là quân luật có biết không?
Tư lệnh Tiền vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Tôi rõ rồi tư lệnh, tôi đã phạm sai lầm, xin tư lệnh phê bình. Long Nhất Phong đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội trên mặt hiện ra một tia hổ thẹn. Chúng ta là người một nhà, sau này chú ý một chút là được. Có đôi lúc, họa từ miệng mà ra. Tư lệnh Tiền giải thích, sau đó vỗ vỗ vai đội trưởng Long, thân thiết nói. Thật ra, Nhất Phong, ngay cả tôi cũng không rõ vị khách kia là ai. Tôi nghĩ không phải là nhánh quân thần bí của Cục Tình báo. Tuy nhiên, có lẽ là lãnh đạo Liệp Miêu Thủy Châu tới. Chuyện này, lúc đó là tư lệnh Quy đích thân chỉ thị cho tôi. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thủ trưởng phân công là được. Có điều, vị khách bên kia sang đã cho chúng ta một chuyện tốt, chúng ta phải cảm kích bọn họ. Ha ha, hai người Long Nhất Phong và Tiền Đào Quốc không ngờ chạm mặt đều không nhận ra chúng ta. Thú vị thật. Lam Tồn Quân rốt cuộc không nhịn được, bật cười. Đã biết sự lợi hại của loại nước thuốc này chưa? Diệp Phàm nhìn bản mặt mới của Lam Tồn Quân, thản nhiên cười. Quả nhiên lợi hại, lúc trước còn chưa cảm thấy bao nhiêu, lần này cảm giác đặc biệt rõ ràng. Thời gian không lâu không ngờ phát triển đến mức này, loại nước thuốc này cấp bậc có phải càng ngày càng cao không? Lam Tồn Quân cười nói, phát hiện Lý Cường và Trương Cường vẫn ở trong đại sảnh hí hoáy thứ đồ chơi ánh vàng rực rỡ đó. Tôi thấy, hai người sắp biến thành lũ hám tài rồi. Chiêm Hùng không nhịn nổi cười nói. Ha ha, đi theo anh Diệp lăn lộn đúng là tốt. Đi một chuyến này, đủ ông đây ăn cả đời. Số vàng khối này, chuyển về nhà con mẹ nó thật sự là đỉnh đấy. Về nhà phải làm cái kho vàng thôi. Trương Cường cười khan một tiếng. Các đồng chí khác đều xấu hổ, một người nhiều nhất được chia mấy khối vàng, tay này không ngờ muốn xây kho vàng. Trương Cường, chuẩn bị cướp ngân hàng Âu Châu có phải không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ý gì thế Bộ trưởng Thiết? Trương Cường không hiểu nhìn anh ta. Toàn bộ số vàng khối này cho cậu cũng chỉ mấy chục khối, còn xây kho vàng, chuẩn bị tàng trữ bao nhiêu? Một tấn hay 10 tấn? Không đủ có phải sẽ đi cướp ngân hàng không? Nghe nói vàng khối mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cất giữ cũng không ít, cậu có thể sang bên ấy đọ sức với Navy SEAL một chút. Thiết Chiêm Hùng cười khan. Ha ha, quỹ đen thôi. Trương Cường cũng cười khan. Ha ha ha. Mọi người đều bật cười mở, tâm trạng rất tốt. Các cậu kể ra mới là lần đầu theo Diệp Phàm, tôi là lần thứ hai rồi. Căn nhà ở thủ đô của tôi chính là Diệp lão đệ giúp tôi kiếm đó. Nếu không... Thiết Chiêm Hùng tôi lúc này đang ngồi xổm tại căn nhà 4 phòng ngủ 1 phòng khách mà Bộ Công an phân cho rồi. Tuy nói thế nó cũng rất được, nhưng, vẫn là sân nhà cũ thoải mái a. Bên trong có giếng có cây có hoa có cỏ, tự tại tiêu dao. Hơn nữa, lần này chia tiền, chính là có thể tu sửa toàn bộ lại một lần. Phải là kiểu giả cổ, phải làm cho xa xỉ. Bà xã thích kiểu vườn Tô Châu, lần này sẽ mời Đại sư Tô Châu đến sửa, lần này... Chắc chắn bà xã sẽ vui vẻ. Thiết Chiêm Hùng cũng mở miệng thao thao, vui tươi hớn hở cười nói. Chương 1995, Thiết Chiêm Hùng không phải ở trường đảng sao? Tuy nhiên, lão Thiết phát hiện tất cả mọi người đều nhìn y với ánh mắt khinh bỉ. Y thấy có chút ngượng ngùng điểm một tiếng cười gượng. Hai, lại phải tiến cung mấy chục triệu. Diệp Phàm không khỏi thở dài, số vàng khối giá trị hơn 300 triệu này. A tổ phải lấy đi 450 triệu làm phí xác minh. Bằng không, số tiền này muốn lấy thì phải rửa sạch, vậy thì phiền toái lắm. Tiêu tiền phải tiêu cho an tâm thôi, cậu với tôi đều là lăn lộn trốn quan trường cả. Có tiền không minh bạch dễ làm người ta đỏ mắt, ở nước ta, các đồng chí mắc bệnh đau mắt đỏ nhiều lắm. Việc này, để các đồng chí ủy ban kỷ luật nhớ tới chung quy rất phiền phức. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Trương Hùng. Tuy nói hành động lần này cậu không trực tiếp tham gia. Nhưng, số vũ khí này đều do cậu lấy được từ bên kia. Công của cậu không thể thiếu, vả lại, phương diện cung cấp thông tin cậu cũng bỏ ra nhiều công sức, cho nên, cũng tính cho cậu một phần. Diệp Phàm cười nói, vừa rồi tới tiếp ứng cho mình chính là cung khai hà cử đồng chí Trương Hùng tới. Khi Trương Hùng để lộ thân phận trước tư lệnh quy, tư lệnh quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên tự nhiên sẽ làm theo. Một cục trưởng Cục An ninh Quốc gia lại là nhân vật có mánh khóe thấu trời, mặc dù là sĩ quan cấp tư lệnh quân khu tỉnh giống Quy Hưng Thiên cũng có chút kiêng kỵ hạng nhân vật tầm cỡ này. Bởi vì, tính chất công việc của bọn họ rất đặc thù. Đôi khi khép tội danh, mà không cần điều tra. Người như thế,
chỉ có thể nhắc đến mà không dám lại gần. Lần này mọi người đã vất vả rồi, lần này nấm hùng mạo thu hoạch được cũng rất nhiều. Tuy nhiên, cũng là vụ thu hoạch cuối cùng, đã không có mật ong kia, trên đời này, có lẽ không còn nấm hùng mạo nữa. Thứ này, đã thành cực phẩm rồi. Dựa vào số này, tôi đoán chừng có thể cầu được vị lão tiền bối kia làm cho mỗi người một viên. Đại đột phá thì không thể, nhưng, mỗi người đều thăng một bậc thì vẫn có thể. Diệp Phàm liếc nhìn mọi người, cười nói. Chúng ta đều gặp hên, kiếm được tiền còn được tăng công lực. Tôi hy vọng đại ca có thể dẫn chúng ta đi thêm nhiều lần nữa. Thứ nhất là rèn luyện chính mình, thứ hai, cũng là một chuyến trải nghiệm cuộc đời. Thật ra, có một thân bản lĩnh này, thỉnh thoảng xuất đầu lộ diện thi triển một hồi, cũng là vui thú vô cùng. Bằng không, cả ngày giấu giếm không dùng cũng quá lãng phí. Lam Tồn Quân tự nhiên cao hứng. Có cái này, có chia tiền còn có thể nâng cao công lực, tự nhiên có chút hưng phấn. Vậy cậu dứt khoát gia nhập đội báo săn là được, tôi cũng là từ đội quân đặc chủng đó mà ra. Bọn họ đang cần gấp loại nhân tài như cậu, cậu mà đi, ít nhất cũng được thăng đại tá, bởi vì cậu đã thất đẳng mà. Trương Cường cười gượng một tiếng, chuyển đề nói. Dừng lại, vừa rồi tôi đã nói, thi thoảng làm là được rồi, cả ngày đánh đánh giết giết động tay động chân cũng mệt lắm. Hơn nữa, sống cuộc sống như vậy, tinh thần căng thẳng cao độ. Chỉ không cẩn thận chút là game over rồi. Cuộc sống như vậy, không phải là thứ mà Lam Tồn Quân tôi cần. Ông anh tôi vẫn hy vọng sống cuộc sống của người bình thường, đương nhiên, thi thoảng kích thích một chút là được. Coi như là thêm chút gia vị cho cuộc sống. Lam Tồn Quân vội vàng khoát tay kêu lên. Tiểu Lam Tử, anh hùng chí lớn gặp nhau a, nhìn thấy không, trong hành động kiểu này. Sinh mạng, trở nên mỏng manh như tờ giấy. Vài giây trước mọi người còn cười đùa, có lẽ, vài giây sau, một người đã ra đi, hai. Cái này, cũng không phải là cuộc sống Diệp Phàm tôi mong muốn. Tôi vẫn thích cuộc sống khác chút chút với người bình thường là được. Báo săn, hơi quá mức một chút. Diệp Phàm cũng có chút cảm thán, lắc đầu. Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, Trương Cường tôi chính là thích loại cuộc sống mang tính kích thích này. Thật ra, người ta theo đuổi không giống nhau mà thôi. Hơn nữa, trong báo săn cũng không thể cả ngày đánh đánh giết giết. Có lẽ đôi khi... một hai năm cũng không gặp loại sự việc này một lần. Phần lớn thời gian vẫn là khá tĩnh lặng, thao luyện lại thao luyện, cứ mãi một việc này, cũng tự mình tìm vui. Trương Cường cười nói. Nói cũng đúng, mỗi người đều có chí hướng của riêng mình. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Ha ha ha, không tồi không tồi. Đồng chí Cung Khai Hà thiếu chút nữa cười toác miệng. Tôi nói Tiểu Cung, cũng không nên vui thành cái kiểu này đi. Cậu không làm giúp cho người ta cái xác minh, không ngờ o ép người ta hơn 50 triệu gần 60 triệu, khoản tiền này, hình như là không cần nộp vào ngân khố quốc gia, hơn nữa, là trực tiếp vào quỹ đen của cậu đi. Thật sự là đen nha. Lý Khiếu Phong bóp chát cái miệng, láo liên cặp mắt, có chút xem thường liếc nhìn đồng chí Cung Khai Hà, hừ giọng. Ha ha, 50 triệu, với chúng ta mà nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. Cái này, có tiền đương nhiên vui rồi. Thời đại này, không ai chê nhiều tiền, mà Cung Khai Hà tôi cũng là một người bình thường, do đó cũng thích tiền. Hơn nữa, tôi càng hy vọng có tiền hơn các vị. 50 triệu này, chính là nguồn sống mới cho tổ A. Tuy nhiên, lão Lý, anh xem, tổ A chúng ta, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Bất cứ đồng chí nào đi công tác một lần, hóa đơn mang về đều khiến tôi đau lòng. Cung Khai Hà nói đến đây, lại có chút buồn bực. Đúng vậy. Sự thật đích xác là như vậy, đội viên của chúng ta đi ra ngoài, đều làm mua bán lớn. Thường xuyên xuất ngoại, hơn nữa, có khi, vì nhiệm vụ, còn phải vung tiền như rác. Hết cách, công tác của chúng ta, rất đặc thù. Lý Khiếu Phong cũng công nhận, gật đầu. Lão Lý, việc này, chưa phải vui mừng nhất, chủ yếu là ba đồ đệ của Thiết Chiêm Hùng, lần này đã có hy vọng rồi. Nghe nói gặp dịp vị tiền bối kia còn ở Trung Quốc. Diệp Phàm đã đi thăm hỏi. Nghe nói trình bày hơn thiệt đã làm thông công việc của lão tiền bối. Tổ A chúng ta, có lẽ không lâu nữa, sẽ nghênh đón ba thành viên mới. Lão Lý, anh nói xem có vui hay không? Đây mới là nguồn sống mới thực sự, so với 50 triệu này, chắc nặng hơn nhiều lắm. Cung Khai Hà không nghĩ đến liêm sỉ, ngược lại mặt dày hiện lên một tia đắc ý, hiện tượng hiếm hoi này rất khó nhìn thấy ở lão cung. 2.
đều là đồng chí Tiểu Diệp xui xẻo, bị bầy sói như các cậu vây canh. Lý Khiếu Phong thở dài, tuy nhiên, cũng là vẻ mặt tươi cười. Tổ A có thể mau chóng phát triển, Lý Khiếu Phong là vui nhất. Anh ta liếc nhìn Cung Khai Hà, nói. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái? Cung Khai Hà liếc nhìn Lý Khiếu Phong, không hiểu, hỏi. Chỗ nào kỳ quái, tôi cảm thấy vẫn bình thường mà. Cậu xem, mỗi lần phối chế dược hoàn đều là vị lão tiền bối ấy. Cứ như vị lão tiền bối ấy là nô tài của Diệp Phàm vậy. Theo lý mà nói, tiền bối đẳng cấp cao như vậy, đẳng cấp ít nhất cũng là cửu đẳng mới được. Mà cao thủ như vậy sao có thể nghe Diệp Phàm? Trừ phi ông ấy là sư phụ của Diệp Phàm, chẳng lẽ thật sự là sư phụ của Diệp Phàm? Dù là sư phụ của cậu ấy cũng không thể sủng ái đồ đệ như thế. Nếu là phối chế cho Diệp Phàm, sư phụ cậu ấy không nói hai lời sẽ đi làm ngay. Nếu là cho người khác, thì lại là một vấn đề khác. Nếu không phải vậy, còn có một khả năng nữa, vị lão tiền bối ấy căn bản là không có thật, việc này, căn bản là do Diệp Phàm bịa ra. Vị tiền bối ấy, kỳ thật chính là Diệp Phàm. Lý Khiếu Phong nói, không thể nào. Cung Khai Hà quả quyết lắc đầu, không ủng hộ. Có cái gì không thể, tôi cân nhắc việc này đã mấy năm rồi, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Lý Khiếu Phong nói. Nghe nói trước kia đồng chí Trấn Đông Hải cũng nhờ Diệp Phàm cầu vị tiền bối quen thuộc kia phối chế dược hoàn, đương nhiên, đồng chí Trấn Đông Hải cũng chưa gặp qua vị tiền bối kia. Mà vừa rồi cậu cũng nói, phối chế loại dược hoàn này cần thực lực cỡ cửu đẳng mới được. Vậy trước kia khi Diệp Phàm vừa vào đội mới là tứ đẳng ngũ đẳng. Sao có thể phối chế loại dược hoàn này? Chứng tỏ, vị tiền bối kia là thực sự tồn tại, còn như có phải là sư phụ của Diệp Phàm hay không, điều này khó nói rõ được. Có lẽ, vị tiền bối kia có ý đào tạo Diệp Phàm, muốn thu nhận đệ tử truyền môn phương diện này cũng có lẽ. Cung Khai Hà nói, nếu như thật là như thế thì tốt rồi, Diệp Phàm có thể học thành chuyên gia, đó không phải là chuẩn bị một cao thủ dược hoàn cho tổ A chúng ta sao? Tốt tốt, có điều. Việc này, Diệp Phàm không nói, chúng ta chỉ có thể đoán. Tiểu tử này, cái gì cũng tốt, chính là thích chơi trò thần bí. Lý Khiếu Phong không kìm nổi cười mắng một câu. Cao thủ đều thích chơi trò này, có cách gì chứ? Cung Khai Hà không ngờ cũng thở dài. Tuy nhiên, lần này Diệp Phàm lại lập công lớn, người ta nhờ cậu xử lý chuyện cậu lại không hoàn thành, có phải nên bồi thường một chút không? Nếu không, bộ mặt này của cậu không biết sẽ giấu đi đâu. Việc này, thực hơi có lỗi, chuyện của Tề Thiên, tôi là hết cách. Cung Khai Hà trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tuy nhiên, chuyển chủ đề nói. Ta sẽ bồi thường cho Diệp Phàm. Bồi thường, cậu bồi thường cái gì, người ta là triệu phú, không thiếu cái này. Phải đề bạt, tạm thời cũng không tới phiên cậu ta. Có thể đề bạt đến trung tướng không? Đó là không thể, và lại, chức vụ cậu ta cũng là tổ phó. Không có khả năng đồng chí Tiểu Cung Anh trước tiên nhượng hiền để cậu ta đảm nhiệm lãnh đạo. Tuy nhiên, hình như cậu ta không có hứng thú. Nếu không, cho cậu ta làm đến bí thư chính thức thành phố nào đó. Đồng chí Tiểu Diệp đã là quyền, bí thư hai địa phương rồi. Tiểu tử vẫn không có cách nâng đỡ, cũng thật là vô vị. Việc này, cậu có thể nói bóng nói gió với chủ tịch Đường một chút mà. Lý Khiếu Phong tranh thủ quyền lợi cho Diệp Phàm. Chuyện này không thể được. Lão Lý, anh cũng hiểu được quy tắc của chúng ta. Vẻ mặt Cung Khai Hà cứng đờ, ngượng ngùng, nói. Quy tắc là chết, người là sống. Chẳng lẽ không thể du di được, chúng ta chỉ có một quân bài chủ chốt trẻ tuổi này. Không phải bí thư thành ủy một thành phố cấp 3, cũng không phải bí thư tỉnh ủy. Vậy có thể can thiệp đến mức nào vào công việc của chính phủ? Và lại, Diệp Phàm cũng có năng lực này phải không? Cậu ta là thiên tài trên phương diện luyện võ. Năng lực công tác cũng vậy, điều này không thể nghi ngờ. Lý Khiếu Phong có chút giận, giọng điệu nặng thêm không ít. Việc này tuyệt đối không được. Cung Khai Hà vô cùng kiên quyết lắc đầu. 2. Lý Khiếu Phong thở dài, liếc nhìn Cung Khai Hà, nói. Tôi cũng hiểu được nói cũng bằng thừa, quả thực có chút không thích hợp. Nếu làm như vậy, có lẽ mấy tay trong quân ủy sẽ phiền nhiễu chúng ta đến chết mất. Tuy nhiên, cậu nói bồi thường là cái gì? Thiết Chiêm Hùng không phải đang ở trường đảng Trung ương sao? Cung Khai Hà cười thần bí. Ha ha, thì ra là thế.
Lần trước Diệp Phàm còn lải nhải với tôi nói là, Thiết ca cậu ta hiện tại đang chịu khổ. Như vậy cũng tốt, để cho tiểu thiết tử về bộ công an đi. Nếu có đề bạt, vậy thì tốt hơn. Tôi xem đồng chí Chiêm Hùng cũng hơn 40 rồi, làm chính ủy hình như cũng hoàn toàn phù hợp điều kiện. Lý Khiếu Phong cười tủm tỉm nói. Chương 1996, đến chỗ chủ tịch phải có tặng phẩm. Đồng chí Cung Khai Hà thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối, nói. Sao có thể, mới ngoài 40 đã làm chính ủy, việc này, cũng hơi quá đáng một chút. Việc này, không thể được, hay là trước tiên về bộ công an giữ nguyên chức vụ. Còn như sự việc về sau, thì phải xem may mắn của cậu ta. Chuyện này, không liên quan đến chúng ta. Thôi đi, không nói chuyện này nữa, vô vị. Lý Khiếu Phong khoát tay. Sau đó, lão Lý liếc nhìn Cung Khai Hà, hỏi. Dù sao cũng phải bồi thường một chút cho bản thân Diệp Phàm phải không? Việc này, dù sao cũng là chính cậu ta có biểu hiện lập công. Không thể ưu đãi toàn bộ cho bạn bè cấp dưới cậu ta mà bản thân cậu ta không thu hoạch được gì. Lý Khiếu Phong nói, hình như, cũng có chút đạo lý, bản thân mới là quan trọng nhất mà. Cung Khai Hà nói, không phải nghe nói văn phòng chủ tịch Đường còn thiếu người, để Diệp Phàm đi rèn luyện chút, hình như cũng không tồi. Chuyện này đối với sự phát triển sau này của cậu ta rất có lợi. Nhân viên làm việc ở văn phòng chủ tịch Đường đều tiếp xúc với các nhân vật cấp cao của nước Cộng Hòa. Chẳng hạn người phụ trách văn phòng hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc với nhân vật cấp cao nhất. Cái này, lúc trẻ nên đặt nền móng trước. Từ từ phát triển, chuyện này, coi như là chúng ta ủng hộ công tác của cậu ta có phải không? Dù sao, ở phương diện tổ đặc nhiệm vì tính tình kỳ quái của cậu ta chúng ta cũng chưa cho cậu ta lợi ích thực tế gì. Cũng không thể để người ta lập công hết lần này lần khác mà không được một chút lợi ích thực tế nào, lâu dần, mà nguội lạnh quân bài chủ chốt của chúng ta. Hơn nữa, việc này, chúng ta cũng không can thiệp đến nội chính ngoại giao gì gì của quốc gia. Lý Khiếu Phong lại đưa ra một lý do khác. Việc này, cũng không phải phạm trù công việc của Cung Khai Hà tôi. Lão Lý, anh cũng đừng làm khó dễ tôi nữa. Đại sự loại này lớn hơn cả đề bạt một cán bộ cấp phó tỉnh nữa. Dù sao cái chức vụ kia là công tác ở văn phòng chủ tịch. Nơi đó nhân viên làm việc cũng không nhiều, tất cả đều là tuyển chọn kỹ lưỡng mà ra cả. Hơn nữa, điểm trước tiên chắc chắn là phải phù hợp tâm tư của chủ tịch mới được, chuyên phục vụ chủ tịch mà. Cho nên, không phải Cung Khai Hà tôi không muốn giúp Diệp Phàm, việc này. Tôi không thể quyết định được. Hơn nữa, tôi cũng không có bản lĩnh thay mặt chủ tịch Đường quyết định việc này. Cung Khai Hà nói. Lão Cung cậu chỉ biết lợi dụng cậu ta, cho chút lợi ích cũng không có. Hừ, vô vị, tôi phải đi rồi. Lý Khiếu Phong thở phì phì bỏ đi. Sau đó còn quay đầu hừ giọng. Cậu không đi nói tôi đi nói, dù sao lão Lý tôi cũng về hưu rồi, không tính là đội viên chính thức tổ A. Nói ra cũng không trái pháp luật không vi phạm quy định. Xem bọn họ uốn lưỡi thế nào. Mẹ nó, làm người đều cái kiểu này, sống thật quá mệt mỏi, vô vị, vô vị. Lão Lý vừa nói vừa lắc đầu. Ha ha, Lý lão, tôi không có quyền ngăn cản quyền kiến nghị của anh. Đó là tự do của anh thích kêu thì kêu. Chuyện này, tôi không can thiệp. Hơn nữa, việc này, anh cũng đừng nói với tôi sẽ không nghe anh nói. Phía sau đồng chí Cung Khai Hà rõ ràng cười khan một tiếng. Cậu, Tiểu Cung, cậu cũng quá gian trá đi, không ngờ dùng với cả lão già tôi đây. Tôi hiểu rồi, cậu chính là hạng người bùn xỉn chỉ biết vơ lấy lợi ích không cho đi lợi ích. Vất vả này, tính toán làm cho lão già này phải ra mặt. Tôi thậm chí hoài nghi, đồng chí Tiểu Cung cậu có phải sớm tính kế hay không? Chỉ chờ Lý Khiếu Phong tôi nhảy vào trong hố. Đến lúc đó, Diệp Phàm thực sự đi. Đồng chí Tiểu Cung cậu trong thời khắc then chốt khi cần cậu ta đảm nhiệm vụ khi cậu ta lại phát cáu khẳng định sẽ đẩy tổ A đến cái gì, khi nào thì lại ủng hộ công việc của cậu ta vân vân. Làm giống như thật vậy, mẹ nó, Lý Khiếu Phong tôi kiếp trước có phải nợ tổ A cái gì không, sắp thất thập cổ lai hy rồi còn phải làm chuyện hại tim này. Thật sự là đồ gây rối. Lý Khiếu Phong không kìm nổi chửi bới. Ha ha, lão Lý, không thể nói như vậy được, dù sao. Tổ A là, đứa con, của anh mà, phụ thân vì, đứa con, mà kiếm chút lợi ích, là lẽ chính đáng. Hơn nữa, tổ A của chúng ta thịnh vượng, anh có phải cũng sống tốt không? Da mặt Cung Khai Hà không phải dày bình thường, Lý Khiếu Phong hoàn toàn bị cứng họng,
chỉ vào hắn cậu, một chữ, ông trừng mắt, căm giận mà bỏ đi. Lão Lý, anh có quyền lực này ư? Tiểu cung tôi, sống mới mệt, đâu giống như anh, muốn mắng là mắng, muốn đập bàn là đập bàn. Dù anh đập nát cái bàn của quân ủy, người ta cũng không thể làm gì được lão già như anh. Tiểu cung tôi ngưỡng mộ anh. Nhìn bóng dáng Lão Lý biến mất ở chỗ rẽ, đồng chí Cung Khai Hà không khỏi thở dài. Vài ngày sau, Diệp Phàm tăng ca thêm giờ đang dùng nấm hùng mạo thí nghiệm dược hoàn. May mắn lần này số lượng nấm hùng mạo hái được khá nhiều, Diệp Phàm phát hiện. Loại nấm hùng mạo gân gà này tuy nói cũng có thể phối chế lôi âm cửu long hoàn, nhưng, phối chế ra sản phẩm chất lượng đều hơi kém. Hơn nữa, Diệp Phàm đau buồn phát hiện, loại dược hoàn này do chất lượng rất thấp, cùng lắm chỉ có thể giúp cao thủ tam đẳng tầng cuối đột phá đến tứ đẳng. Về phần tứ đẳng tầng cuối muốn đột phá đến ngũ đẳng, đó là không thể. Bởi vì, rốt cục, phẩm chất nấm hùng mạo quá kém, chưa đạt được mức kết tinh cao độ. Vốn tưởng rằng có thể phối chế cho Trương Cường, Lý Cường mỗi người một viên, cho mỗi vị huynh đệ đều nâng công lực lên một tầng nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, kế hoạch này đã đổ sông đổ bể. Mệt gần chết, cũng chỉ làm ra 3 viên dược hoàn. Hơn nữa, có được hay không trong lòng Diệp Phàm cũng thấy thiếu tự tin. Dù sao, thời gian cũng không đợi người, chỉ có thể là thuốc cải từ hồi sinh. 9 ngày trước đại lễ mừng năm mới, Diệp Phàm tới thủ đô. Đêm nay dẫn các cậu đến gặp một tiền bối thần bí, nhớ kỹ, thấy ông ấy nhất định phải tôn kính. Các cậu có thể đột phá được tứ đẳng hay không, bước vào tổ A, thì phải xem bản lĩnh các cậu. Việc này, là tiền bối nể mặt tôi mới cho các cậu cơ hội. Việc này, là một chuyện cơ mật, các cậu hiểu chưa? Thiết Chiêm Hùng thận trọng dặn dò 3 đồ đệ. Rõ sư phụ, chúng tôi đều rõ rồi. 3 đồ đệ uy vũ tất cả đều chắp tay cung kính hồi đáp. Khi 3 người nhìn thấy vẻ mặt trẻ tuổi của Diệp Phàm, tất cả đều ngây người. Quên bén toàn bộ chuyện lão Thiết dặn dò về cung kính. Ngây ra đó làm gì, mau, thi lễ với tiền bối. Thiết Chiêm Hùng ở sau lưng hét lên một tiếng, thiếu chút nữa giơ tay tát. Chào tiền bối. 3 đồ đệ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chào. Ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết khoát tay, liếc nhìn 3 người, nói. Sư phụ của các cậu Thiết Chiêm Hùng tôi còn phải gọi anh ấy một tiếng Thiết ca. Tuy nhiên, đêm nay cũng là nể mặt Thiết ca để các cậu khai thông một chút. Có thể có sự đột phá hay không, thì phải dựa vào chính các cậu. Có một số chuyện, chỉ dựa vào dược vật cũng không được, mà quyền chủ động đột phá ở trên người các cậu. Các cậu có hiểu không? Chúng tôi hiểu. 3 người cùng nói, tuy nói trong lòng nghi hoặc, nhưng nếu Thiết sư phụ có dặn dò, cũng không thể vô lễ. Trong lúc đột phá tuy nói có sự trắc trở, nhưng tổng thể mà nói là thuận lợi. Bởi vì, có sự tương trợ của Diệp Phàm vị cao thủ cửu đẳng tầng thứ 2 này, giúp bọn họ đột phá đến tứ đẳng khai nguyên, chẳng phải khó. Cảm ơn tiền bối. 3 người ở trong rừng sâu khi phát tiết hết tay đấm chân đá trở về, lần này không ôm quyền cảm tạ nữa. Mà là nhất loạt quy gối hành lễ long trọng nhất với nhân sĩ võ lâm. Bởi vì, 3 người đó thực sự tâm phục khẩu phục. Cái gì, thành công rồi. 5 giờ sáng, sau khi đồng chí Cung Khai Hà nhận được điện thoại của Thiết Chiêm Hùng, thì cao hứng đến nỗi lập tức bật dậy khỏi giường. Lão già này, không ngủ được, lập tức nóng lòng như lửa đốt dặn dò Thiết Chiêm Hùng đưa 3 đồ đệ về tổng bộ tổ A. Bởi vì, chuyên gia tổ khoa học năng lượng phải tiến hành trắc nghiệm toàn diện đối với bọn họ. Nếu phù hợp điều kiện, chính thức phê duyệt 8 giờ sáng hôm nay có thể đưa đến chỗ chủ tịch Đường. Trải qua trọn vẹn một cuộc kiểm nghiệm phức tạp, Tổ trưởng Tổ khoa học năng lượng đồng chí Ngô Quang Bảo vẻ mặt tươi cười cầm số liệu có liên quan của 3 người đi vào phòng họp Tổ A. Thế nào? Thanh âm Cung Khai Hà không ngờ hơi run run, hẳn là hưng phấn cực độ. Hoàn toàn phù hợp điều kiện chính thức gia nhập Tổ A chúng ta, hơn nữa, trong 3 người Đường Thành, Thái Nguyệt, Cát Thanh, Đường Thành công lực tốt nhất. Không ngờ vừa mới đột phá tới cảnh giới tứ đẳng tiệt lưu. Đây là dấu hiệu tốt. Ngô Quang Bảo tủm tỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Cung Khai Hà đang ngồi thẳng lưng đã lập tức mềm người tựa vào ghế. Vẻ mặt lập tức nhẹ nhõm. Vì sao lại thế? Đó là bởi vì trong 3 người đội viên Đường Thành này có chút đặc biệt, người này không ngờ là cháu của Đường Hạo Đông. Nhưng Đường Thành cũng không phải là con của Đường Lâm, mà là con của Đường Trạch Hỷ anh nuôi của Đường Hạo Đông. Tuy nhiên,
quan hệ giữa Đường Hạo Đông với người anh nuôi này luôn rất tốt. Nếu Đường Thành không thể đột phá, thì Cung Khai Hà tất nhiên có chút khó xử. Không thể ngờ được trong ba người tình trạng cậu ta lại tốt nhất. Hơn nữa, trong lúc khó khăn nhất tổ A có thể chiêu mộ vào ba giọt máu mới, tất nhiên, đây mới là chuyện khiến người ta cao hứng nhất. 10 giờ sáng, đồng chí Cung Khai Hà liền vào văn phòng chủ tịch Đường. Xem vẻ mặt vui mừng của cậu, khẳng định có chuyện tốt phải không? Đường Hạo Đông nhìn Cung Khai Hà, thản nhiên cười hỏi. Tất nhiên rồi. Cung Khai Hà hiếm khi nói tự tin như vậy, liếc nhìn chủ tịch Đường, nói. Đường Thành, Thái Nguyệt, Cát Thanh ba người vừa mới đột phá đến cảnh giới tứ đẳng. Trong ba người Đường Thành vừa mới đột phá tới tầng thứ hai. Tổ khoa học năng lượng trải qua kiểm nghiệm toàn diện, đã báo cáo. Chủ tịch, ngài xem số liệu. Không cần xem, cậu trực tiếp nói bọn họ có thể gia nhập hay không là được. Chủ tịch Đường sau khi cũng hơi sửng sốt, trên mặt thoáng nét tươi cười. Hoàn toàn phù hợp điều kiện, ban tổng bộ chúng ta đã thảo luận thông qua, đặc biệt đến ngài xin chỉ thị. Cung Khai Hà vẻ mặt cung kính, nói. Đưa đến đây. Chủ tịch Đường cầm lấy tài liệu, xem cũng không xem, trực tiếp phê chuẩn. Rồi, sau khi buông bút, chủ tịch Đường hỏi. Là công lao của đồng chí Tiểu Diệp à? Vâng, là cậu ấy. Lần này vì để làm dược liệu đột phá cho ba người bọn họ, các cậu ấy đã đi Việt Nam một chuyến. Trong đó nghe nói cũng là sinh tử trùng trùng. May mắn bọn họ đều bình an trở về. Hơn nữa, tiện tay bắt được một chùm ma túy lớn. Phá hủy hai ổ tặc phỉ lớn, coi như là trừ hại cho nhân dân toàn thế giới. Cung Khai Hà nói. Ừ, tốt. Chủ tịch Đường gật gật đầu, liếc nhìn Cung Khai Hà, cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.